Dưới cơn giận dữ, phó tướng Tôn Vương linh khí nổ, sau lưng mơ hồ hiển hóa ra một tôn ngai vàng bóng dáng, đó chính là trong truyền thuyết bụi gai ngai vàng. Bụi gai ngai vàng phơi bầy đen sẫm màu sắc, hoàn toàn là do từng cái bụi gai quấn quanh cấu trúc mà thành, phía trên hiện đầy gai nhọn, lại dính máu tươi đỏ thắm, lộ vẻ được đặc biệt đáng sợ. Phó tướng Tôn Vương mượn bụi gai ngai vàng sát khí, trường thế như rời núi lấp biển, ép được Diệp Thần liên tiếp lui về phía sau. Thật ra thì, phó tướng Tôn Vương cũng không tìm mưu nghịch. Ngược lại, ở toàn bộ tử thần giáo đoàn bên trong, đối giáo chủ Thiên Khải chí tôn nhất người trung thành, chính là hắn. Diệp Thần nhìn cái này bụi gai ngai vàng, liền cảm thấy cái này ngai vàng cơ cấu, cùng thiết ngai vàng đặc biệt tương tự, lại so với sắt ngai vàng tuyệt diệu rất nhiều. Lòng hắn muốn, năm đó Hồng Quân lão tổ, đúc thiết ngai vàng thời điểm, chắc tham khảo bụi gai ngai vàng cấu tạo. Cái này bụi gai ngai vàng lợi hại, có thể tưởng tượng được. Vĩnh Dạ Ma Thần vốn là muốn cố ý chọc giận vô tướng Tôn Vương, lại tìm sơ hở đánh ra, nhưng vô tướng Tôn Vương dưới cơn thịnh nộ, ra tay vẫn là không sơ hở nào để tấn công, từng chiêu tàn bạo. Thằng nhóc, dùng thần thánh chi thư. Vĩnh Dạ Ma Thần cảm giác sâu sắc gay gắt, liền thúc giục. Diệp Thần trong lòng rét một cái, lập tức thả ra từng luồng quang minh linh khí, hội tụ thành thần thánh chi thư. Vĩnh Dạ Ma Thần tu luyện hắc ám đạo pháp, nhưng Diệp Thần mượn dùng hắn lực lượng, thi triển thần thánh chi thư, lại cũng là muốn gì được nấy. Sáng hay tối, tựa hồ là tương thông. Ở Vĩnh Dạ Ma Thần lực lượng ra trì xuống, Diệp Thần thi triển ra thần thánh chi thư, năng lượng khí tức vô cùng mênh mông, ánh sáng rực rỡ tách thả ra, rực cháy hà lăn lăn, thậm chí ở trong hư không, cấu trúc ra từng ngọn thánh đường, huy hoàng mà sáng chói. Ở thần thánh chi thư dưới sự che chở, vô tướng Tôn Vương thế công, cũng bị chặn lại. Trong thoáng chốc, hai bên rơi vào giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thằng nhóc, ta lực lượng chống đỡ không được bao lâu, đi nhanh đi. Vĩnh Dạ Ma Thần cũng không có khinh thường, thúc giục Diệp Thần nói. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, cũng là cảm thấy vô tướng Tôn Vương mạnh mẽ, tái chiến tiếp, tất nhiên bất lợi. Lập tức, hắn lập tức rút người ra bay ngược, bàn tay một quyển, mang lục hòa thiền, đi vạn tộc tổ địa phương hướng bay đi. Hi hi, vô diện nhân, hôm nay tới đây thôi, chúng ta lần sau đánh lại. Vĩnh Dạ Ma Thần lại cười lạnh nói. Vô tướng Tôn Vương gương mặt vặn vẹo, muốn đuổi giết đi lên. Tộc trưởng đại nhân, không nên vọng động. Truyền thuyết vậy Vĩnh Dạ Ma Thần là dạ mẫu đời thứ nhất linh thính giả, thực lực nội tình không phải chuyện đùa, năm đó giáo chủ đối với hắn cũng hết sức lôi kéo, chúng ta ngàn vạn lần không thể khinh địch. Không bằng trở về cung phụng giáo chủ, cầu hắn rơi xuống ban phúc, làm tiếp dự định cũng không muộn. Một bên hắc ám đại tế ti nhận lợi trời, lật đật ngừng vô tướng Tôn Vương, e sợ cho sanh biến. Vô tướng Tôn Vương hừ một tiếng, cũng là tỉnh táo lại, biết tùy tiện đuổi giết. Tất nhiên hung hiểm, lập tức cũng chỉ tốt trở lại Minh Vô Tộc tổ địa. Cái này một chàng tranh đấu, Minh Vô Tộc tổn thất có thể nói thảm trọng. Hắn bảo tàng chìa khóa không bắt được, thủ hạ mình nhưng hao tổn không thiếu cường giả, liền thân truyền học trò Hoa Thiên Tông đều chết hết, hơn nữa mình lại trước thời hạn xuất quan, có thể nói khắp nơi không ổn. Tại sao dường như có một cổ lực lượng, muốn trước thời hạn đem ta đẩy tới Luân Hồi Chi Chủ trước mặt? Đây chính là Luân Hồi Đại Khí Vận sao? Ta nhất định phải chết ở trong tay hắn. Trong sâu thẳm, vô tướng Tôn Vương cảm thấy vẻ nguy hiểm. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không có lùi bước đường sống. Hắn và Diệp Thần, nhất định là không chết không thôi. Diệp Thần chạy về vạn tộc tổ địa, Vĩnh Dạ Ma Thần lực lượng, từ trong cơ thể hắn rút đi, để cho hắn cả người một hồi yếu ớt, vội vàng bóp nát mười mấy khối thượng phẩm nguyên ngọc, hấp thu từng luồng tinh thuần nguyên khí, mới miễn cưỡng trèo trống. Tiền bối, đa tạ. Diệp Thần thần niệm truyền tới Luân Hồi mộ địa bên trong, hướng Vĩnh Dạ Ma Thần nói cảm ơn. Nếu như không phải là Vĩnh Dạ Ma Thần ra tay, hắn chưa chắc có thể kháng nhận định vô tướng Tôn Vương. Vô tướng Tôn Vương lại có thể mượn dùng bụi gai ngai vàng hơi thở, nếu như Diệp Thần một thân một mình, sợ rằng khó mà ngăn cản. Hi hi, như ngươi thật muốn cảm ơn ta, giúp ta hủy diệt Thánh Quang Tiên Đế cái này tiểu nhân hèn hạ mộ bia. Tốt để cho ta ra một hơi ác khí. Vĩnh Dạ Ma Thần cười gằn nói. Tiền bối, chuyện này là không thể nào, sau này ngươi không nên nói nữa. Diệp Thần trầm giọng nói. Thánh Quang Tiên Đế đối hắn cực tốt,
thậm chí giúp hắn giải khai Liền Thiên Quân Phong Thần Bia bộ phận cấm chế, để cho hắn đem nửa tên chữ khắc họa lên đi. Vì thế, Thánh Quang Tiên Đế thần hồn năng lượng hao hết, để cho Diệp Thần khá là áy náy. Hắn tự nhiên không thể nào hủy diệt Thánh Quang Tiên Đế mộ bia. Thánh Quang Tiên Đế tiểu nhân kia, còn đầu độc ngươi mang đi Thần Hy Thiên Kiếm, đắc tội Tử Hoàng Tiên Cung, thành đạo đức thiên tôn trong mắt cửu địch, ngươi cũng không hận hắn sao? Nếu như không phải là hắn, ngươi hôm nay sớm là được đạo đức thiên tôn rể hiền, cũng sẽ không nháo được như vậy bước. Vĩnh Dạ Ma Thần nói, đây là ta lựa chọn, cùng Thánh Quang Tiên Đế không liên quan. Tiền bối, ngươi không nên nói nữa. Ngươi đã từng sùng bái Dạ Mẫu phải không? Diệp Thần đem lời đề dễ ra, có chút hiếu kỳ hỏi. Vĩnh Dạ Ma Thần nghe nói như vậy, lại là cười hắc hắc, nói. Ta Vĩnh Dạ Ma Thần, không sùng bái người bất kỳ, ta có ta đạo pháp. Ta đã từng tu vi còn yếu lúc nhỏ, đúng là lắng nghe qua Dạ Mẫu thần dụ, nhưng ta cũng không phải là thư của nàng đồ. Ta lắng nghe nàng, chỉ là vì cầu đạo. Đúng như ta muốn gia nhập Tử Thần giáo đoàn, cũng là vì cầu đạo. Ta muốn sáng lập ra ta độc nhất vô nhị hắc ám đại lộ, siêu thoát cổ kim vạn thế. Ta muốn thành là chí cao vô thượng hắc ám chủ, đây là ta chọn đời tâm nguyện. Nghe vậy, Diệp Thần một hồi rung động. Hắn nhưng là không nghĩ tới, Vĩnh Dạ Ma Thần hùng tâm như vậy khổng lồ, còn muốn vượt qua vạn thế hắc ám, thành tựu mình độc nhất vô nhị hắc ám đạo pháp. Nhưng mà, hạ một sát. Vĩnh Dạ Ma Thần vậy hùng tâm bừng bừng trong mắt, ánh sáng chính là ảm đạm xuống, thong thả thở dài một tiếng, nói. Nhưng, ta thực lực, nhưng không xứng với ta dã tâm. Vô luận ta cố gắng như thế nào, cũng kém hơn ma nữ, kém hơn Thiên Khải Chí Tôn, kém hơn Dạ Mẫu. Càng tu luyện tiếp, ta thì càng phát hiện, thiên phú so cố gắng quan trọng hơn. Không có đầy đủ thiên phú, cố gắng nữa cũng chỉ là phí công vùng vẫy. Giống như con kiến hôi lại chăm chỉ, cũng không khả năng địch nổi mãnh hổ. Cái này thế gian, chính là như vậy bất công, xuất thân quyết định tất cả. Ta huyết mạch thiên phú cực hạn, thật ra thì chính là tiên đế, không thể nào có chứng đạo không không cơ hội, chớ nói chi là vượt qua vạn cổ, thành tựu chí cao vô thượng hắc ám đại lộ. Vĩnh Dạ Ma Thần thật sâu than thở, thật ra thì năm đó nếu như không phải là Thiên Khải Chí Tôn mời chào, hắn cũng không khả năng tiến vào không không lúc nào không. Diệp Thần trầm mặc xuống, hắn có thể nghe ra, Vĩnh Dạ Ma Thần trong giọng nói vậy cổ sâu đậm tiếc nuối cùng không cam lòng. Một người tu vi hạn mức tối đa, đích xác là huyết mạch xuất thân và thiên phú quyết định. Nếu như huyết mạch tiềm lực không đủ, thiên phú không đủ, vô luận lại tu luyện thế nào, cũng không khả năng đột phá hạn mức tối đa. Huyết mạch thiên phú, quyết định trong tu luyện giới hạn, có lẽ chỉ là hiện thế quy luật, nếu có thể đi không không lúc nào không, quy luật có thể sẽ có nơi không cùng. Diệp Thần an ủi. Không không lúc nào không đặc biệt thần bí, quy luật cũng là vô cùng ảo diệu. Liền thân Đỗ Uyển Nhi, đều có thể trở thành ma thần nắm giữ, có thể gặp hết thảy đều là có thể. Vĩnh Dạ Ma Thần ánh mắt chớp mắt, nói, đúng là như vậy, nếu không phải năm đó Thánh Quang Tiên Đế hại ta, ta liền bước vào không không thời không. Giọng tràn đầy phẫn uất. Diệp Thần vội vàng dừng lại, nói tốt lắm, tiền bối, không nên nói nữa, chuyện đã qua, cũng đã qua. Năm đó người cố ý gia nhập Tử Thần giáo đoàn, tự thân cũng có sai, thảo nào người ngoài. Đây là đã trở lại tổ địa đến, ta cần nghỉ ngơi. Diệp Thần đem Lục Hòa Thiền Thu xếp ổn thỏa, muốn đi về nghỉ. Tổ địa bên trong, vô số võ giả nhưng vây quanh Diệp Thần, mặt đầy hưng phấn cuồng nhiệt. Vũ Hoàng Giã ngạc nhiên mừng rỡ đi tới Diệp Thần trước mặt, nói thiên chủ, chúng ta thấy ngoại giới khí tượng thay đổi, hắc ám kiêu căng thật to suy yếu. Người đánh bại vô tướng Tôn Vương có phải hay không? Chung quanh các võ giả, cũng là mặt đầy sùng bái và khâm phục. Thiên chủ quả nhiên vô địch, lại có thể liền vô tướng Tôn Vương cũng có thể đánh bại. Thiên chủ, không bằng chúng ta một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tiến vào Minh vô tộc lãnh địa, cầm bọn họ người toàn bộ giết. Không sai, lướt đi Minh vô tộc, san bằng hắc ám. Đám người chiến ý sôi trào, hận không được lập tức lướt đi Minh vô tộc. Diệp Thần cười khổ một tí, hắn thật ra thì cũng không có đánh bại vô tướng Tôn Vương. Hắn mượn dùng Vĩnh Dạ Ma Thần lực lượng, cùng vô tướng Tôn Vương đánh nhau, thật ra thì chỉ là rằng co thôi, ai cũng không đả thương được đối phương. San bằng hắc ám chuyện, không cần cuống cuồng, ta tự có dự định.
Diệp Thần khoát khoát tay, có chút vô lực qua loa một câu lấy lệ. Thiên chủ coi là mưu kế không bỏ sót, nhất định là tại hạ một bàn lớn cờ. Chúng ta đều nghe thiên chủ. Đám người lại là liền liền xưng tụng, thái độ khiêm nhường hết sức. Diệp Thần nhìn những thứ này tín đồ, như vậy cuồng nhiệt hình dáng, cũng có gật đầu đau. Hắn trấn an tốt đám người, liền trở lại tổ địa trong thánh điện nghỉ ngơi. Cùng vô tướng Tôn Vương đánh một trận, hắn mở long đằng mệnh tinh, lại mượn dùng vĩnh dạ ma thần lực lượng, tiêu hao thực không nhẹ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Thần đều ở đây điều tức khôi phục. Mấy ngày nay, Diệp Thần không ngừng hiểu Hồng Trần Kiếp Đạo Thư, còn thử nghiệm phá giải Thiên Quân Phong Thần Bia cấm chế. Hồng Trần Đạo Thư hiểu, hơi có chút tiến triển. Nhưng Thiên Quân Phong Thần Bia, vẫn là như cũ. Phía trên hắc ám cấm chế xiềng xích, đặc biệt ngoan cố, từ đầu đến cuối không thể phá rõ ràng. Diệp Thần tim ngứa một chút, hắn đã từ trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, lĩnh ngộ thần thánh chi thư bí pháp, nếu như có thể tiến thêm một bước, đem mình tên chữ, nguyên vẹn khắc họa lên đi, tất có thể đạt được đại khí vận thêm thân. Đáng tiếc, trên bia đá cấm chế, nhưng là khó mà phá giải. Mộ chủ, người muốn phá giải tấm bia đá này lên cấm chế sao? Vĩnh dạ ma thần hỏi. Hắn lúc này đối Diệp Thần giọng nói chuyện, đã khách khí rất nhiều. Tiền bối, người có biện pháp? Diệp Thần hỏi. Ha ha, cái này trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt cấm chế, vô cùng là vững chắc, dùng sức mạnh phá giải là rất khó, không bằng thử một chút dùng hắc ám chân áp hắc ám. Vĩnh dạ ma thần cười nói. Hắc ám chân áp hắc ám. Diệp Thần nhướng mày một cái. Vĩnh dạ ma thần nói, đúng vậy, ta cảm giác được, ở nơi này phiến minh vô khu, tựa hồ cất giấu một cái hắc ám kiếm, rất có thể là Thiên Khải Chí Tôn lưu lại binh khí, nếu như có thể tìm được vậy cầm hắc ám kiếm, có lẽ có thể phá ra Thiên Quân Phong Thần Bia một bộ phận xích sắt niêm phong. Diệp Thần ánh mắt hơi sáng, Thiên Khải Chí Tôn lưu lại binh khí. Hắn biết, Thiên Khải Chí Tôn là Tử Thần giáo đoàn giáo chủ. Hơn nữa còn là không không lúc nào không bên trong, nhất là cao cấp luyện khí sư. Thiên Khải Chí Tôn lưu lại binh khí, dĩ nhiên là không phải chuyện đùa. Dẫu sao liền Nhân Hoàng Thánh Đao, đều là hắn tạo ra. Vậy cầm hắc ám kiếm, ở địa phương nào? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Nếu quả thật có phá giải Thiên Quân Phong Thần Bia cấm chế phương pháp, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Vĩnh dạ ma thần ha ha cười một tiếng. Nói, mộ chủ, ngươi muốn biết. Vậy cũng có thể, chỉ cần ngươi hủy diệt Thánh Quang Tiên Đế mộ bia, ta liền nói cho ngươi. Hắn nhớ không quên, từ đầu đến cuối muốn hủy diệt Thánh Quang Tiên Đế mộ bia. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, cũng biết Vĩnh Dạ Ma Thần và Thánh Quang Tiên Đế tới giữa, ân oán cực sâu. Nhưng hắn vô luận như thế nào, cũng không biết làm ra thật xin lỗi Thánh Quang Tiên Đế sự việc. Tiền bối, cũng gọi ngươi không muốn lại xách chuyện này. Diệp Thần lần nữa tỏ rõ liền thái độ. Vĩnh dạ ma thần sờ một cái lỗ mũi, lãnh đạm cười nói, mộ chủ, người từ đầu đến cuối không chịu đứng ở ta bên này, vậy ta cũng không khả năng giúp ngươi. Thôi, cái này hắc ám kiếm rơi xuống, ta là sẽ không nói cho ngươi biết, sau này ngươi vậy đừng triệu hoán ta đi ra. Dứt lời, vĩnh dạ ma thần chính là lắc mình trở lại mộ bia bên trong, không để ý nữa Diệp Thần. Thấy vậy, Diệp Thần chân mày cũng là nhíu chặt. Xem ra ở vĩnh dạ ma thần trong lòng, đối Thánh Quang Tiên Đế hận ý, trong chốc lát là khó mà hóa giải. Thiên chủ, nên dùng thiện. Đây là, một cái trẻ tuổi nam tử, hào hứng đi vào thánh điện bên trong, nhưng là vũ hoàng dã. Chỉ gặp hắn bưng một cái chậu ngọc, phía trên đựng tổ địa đặc sản linh thực trái cây, còn có chút thịt linh thú loại. Trong quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, vũ hoàng dã đối Diệp Thần dốc lòng chăm sóc, tất cả loại lấy lòng. Quan tâm chu toàn, chỉ cầu Diệp Thần thu hắn làm đồ đệ. Diệp Thần từ đầu đến cuối không có đáp ứng, nhưng gặp Vũ Hoàng Dã như thế lấy lòng, nội tâm cũng là khá là hài lòng, thỉnh thoảng vậy sẽ chỉ điểm một tí hắn võ học. Diệp Thần thấy Vũ Hoàng Dã tới, nhớ tới mới vừa Vĩnh Dạ Ma Thần nói tới hắc ám kiếm, nội tâm khẽ nhúc nhích, hỏi, Vũ Hoàng Dã, nghe nói ở nơi này phiến minh vô khu, cất giấu một cái hắc ám kiếm, chính là Thiên Khải Chí Tôn lưu lại binh khí. Ngươi có nghe hay không qua truyền thuyết này? Vậy cầm hắc ám kiếm, có thể phá giải Thiên Quân Phong Thần Bia cấm chế, Diệp Thần tự nhiên cũng là hứng thú đậm đà. Hắc ám kiếm. Vũ Hoàng Dã nghe được Diệp Thần câu hỏi, sửng sốt một tí, cúi đầu trầm tư một hồi, nói.
Thiên Chủ, người muốn hỏi, là Thiên Khải Ma Kiếm sao? Diệp Thần gặp tựa hồ có đầu mối, vui vẻ nói, vậy Thiên Khải Ma Kiếm, chính là Thiên Khải Chí Tôn lưu lại binh khí sao? Vũ Hoàng Giã trầm ngâm một hồi, nói, toàn bộ Minh Vô Khu, Thiên Khải Chí Tôn lưu lại binh khí, cũng chỉ có ván này Thiên Khải Ma Kiếm, ta không biết người muốn hỏi Hắc Ám Kiếm, là phải hay không ván này? Diệp Thần liền vội vàng hỏi, vậy Thiên Khải Ma Kiếm ở địa phương nào? Vũ Hoàng Giã lộ ra vẻ ngưng trọng ý, nói Thiên Khải Ma Kiếm, ở Minh Vô Tộc lãnh địa, Minh Không Cung lòng đất bên trong. Minh Không Cung đem thanh kiếm này, phong tỏa trong lòng đất, chính là chờ đợi một ngày kia, Thiên Khải Chí Tôn hạ xuống, rút ra ma kiếm, dẫn bọn họ chinh chiến đời này tinh không, cướp đoạt mồi lửa. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, ở Minh Vô Tộc lãnh địa bên trong sao? Nếu như Thiên Khải Ma Kiếm ở Minh Vô Tộc lãnh địa, vậy hắn muốn cướp được nói, tự nhiên khó hơn lên trời. Vũ Hoàng Giã nói, Thiên Chủ, người muốn Thiên Khải Ma Kiếm. Diệp Thần nói, ừ, nhưng tiếc là... Vũ Hoàng Giã một hồi kích động, cảm giác sâu sắc đây là cái biểu hiện cơ hội, nói Thiên Chủ, ta giúp người cầm ma kiếm mang về, chỉ cần ngươi có thể thu ta làm đồ đệ. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, người muốn một người đi đoạt kiếm. Vũ Hoàng Giã nói, ta biết có cái đường hầm, có thể lặng lẽ lẻn vào Minh Vô Tộc địa cung, nếu như không bại lộ sát khí, chỉ là đoạt kiếm mà nói, hẳn không biết kinh động người ngoài. Minh Vô Tộc thiếu chủ Hoa Thiên Tông, bị Thiên Chủ ngươi đánh chết, gần đây toàn bộ Minh Vô Tộc, đều bận rộn xử lý hậu sự, địa cung trông chừng yếu kém, chính là đoạt kiếm thời cơ tốt nhất. Diệp Thần nghe xong Vũ Hoàng Giã mà nói, con mắt chớp động, hơi bấm ngón tay suy tính. Vậy cảm thấy đây là cái cơ hội. Minh Vô Tộc trên dưới chính là hỗn loạn, hắn đúng là có đục nước béo cò cơ hội. Nếu như có thể cướp được Thiên Khải Ma Kiếm mà nói, có lẽ thật có thể chặt đứt Thiên Quân Phong Thần Bia bộ phận cấm chế xích sắt. Hơn nữa, coi như chém không ngừng, Thiên Khải Ma Kiếm cũng là Thiên Khải Chí Tôn tự tay chế tạo binh khí, giá trị không rẻ, có thể đoạt vào tay, tuyệt đối là máu được lợi. Vũ Hoàng Giã, ngươi dẫn đường, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Thần quyết định chủ ý, để cho Vũ Hoàng Giã đi một mình, vậy khẳng định là không được. Hắn dự định tự mình ra tay. Kinh qua mấy ngày nghỉ ngơi, Diệp Thần trạng thái cũng là hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong. Thiên Chủ, thân thể ngươi không việc gì chứ? Vũ Hoàng Giã tưởng nhớ Diệp Thần thân thể, cung kính hỏi. Không có sao, ngươi mang ta đi chính là, nếu như có thể thuận lợi bắt được Thiên Khải Ma Kiếm, ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Thần rất nhiều xuống lời hứa. Vũ Hoàng Giã vừa nghe, nhất thời mừng rỡ như điên, tại chỗ liền cho Diệp Thần quỳ xuống dập đầu, nói cảm ơn Thiên Chủ. Đệ tử nhất định tận tâm tử lực, là Chúa Trời cống hiến. Thương nghị đã định, Vũ Hoàng Giã chính là mang Diệp Thần, lặng lẽ rời đi vạn tộc tổ địa, lên đường đi Minh Vô Tộc lãnh địa. Hai người đi tới Minh Vô Tộc lãnh địa ra, Diệp Thần ngước mắt vừa thấy liền mảnh hắc ám cung khuyết. Treo rất nhiều màu trắng lá cờ vải, bầu không khí khá là nghiêm túc. Quả nhiên, Vũ Hoàng Giã nói không sai, Hoa Thiên Tông chết, Minh Vô Tộc đang bận xử lý tang lễ hậu sự. Diệp Thần ánh mắt thấy rõ, nhưng phát hiện Vô Tướng Tôn Vương tựa hồ đang bế quan, chủ trì tang lễ, là vậy Minh Vô Tộc Hắc Ám Đại Tế Ti, Nhận Lợi Thiên. Nhận Lợi Thiên đứng ở một pho tượng trước, thấp giọng khấn cầu chút gì. Pho tượng kia chính là Thiên Khải Chí Tôn pho tượng. Nếu như ở bên ngoài, Diệp Thần có thể ung dung giết chết cái này Nhận Lợi Thiên. Nhưng ở chỗ này, hắn cũng không phải Nhận Lợi Thiên địch thủ. Bởi vì, nơi này là Minh Vô Tộc địa bàn, đối phương mạch khí vận ưu thế quá lớn, một khi khai chiến, hắn rõ ràng bất lợi. Nếu là trực diện Vô Tướng Tôn Vương, Diệp Thần lại là khó mà đối kháng. Thiên Chủ, ta mang ngươi đi Minh Không Cung lòng đất, nhưng ngươi muốn chú ý, chứ không thể bại lộ sát khí. Nếu bị Minh Vô Tộc phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vũ Hoàng Giã ngưng trọng nói. Mặc dù hắn đối Diệp Thần thực lực, có tuyệt đối lòng tin, nhưng cái này bên trong dẫu sao là Minh Vô Tộc địa bàn, làm việc vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Diệp Thần gật đầu một cái. Vũ Hoàng Giã vung tay lên, dè đặt mang Diệp Thần, đi vòng qua Minh Vô Tộc lãnh địa bên ngoài một mảnh trong núi rừng. Ở một nơi trong hang núi, lại có một cái mật đạo. Một đường kéo dài hướng xuống. Vũ Hoàng Giã hướng Diệp Thần nháy mắt, mang hắn dọc theo mật đạo, lặng lẽ tiến về phía trước. Mật đạo một mực đi thông dưới đất,
Diệp Thần càng hành càng sâu, khó hiểu có chút lòng rung động, thật giống như từng bước một đạp nhập vực sâu bên trong. Hắn lấy lại bình tĩnh, vận chuyển luân hồi thánh hồn thiên, bảo vệ tâm thần. Vũ Hoàng Giã sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nói, kỳ quái, địa cung này hơi thở, làm sao đổi được như vậy khủng bố, tựa như hắc ám thâm uyên, nuốt cắn người tâm hồn. Diệp Thần cau mày nói, trước kia không phải như vậy sao? Vũ Hoàng Giã lắc đầu nói, không phải, luôn cảm giác có điểm không đúng, thiên chủ, không bằng chúng ta. Hắn trong lòng muốn lùi bước. Diệp Thần nói, tới đã tới rồi, không có lùi bước đạo lý. Vũ Hoàng Giã nói, Lập tức, hai người không ngừng đi xuống tiến về phía trước, rốt cuộc đã tới Minh Vô Tộc trong địa cung. Nơi địa cung này, sâu thẳm mờ tối, tràn ngập một chút quỷ bí hơi thở, rất nhiều cổ xưa kiến trúc, lặng lẽ không tiếng động. Trong không khí rõ ràng không có gì cả, nhưng Diệp Thần và Vũ Hoàng Giã đều giống như thấy được có từng tia bóng tối sương mù, đang lặng lẽ lan tràn. Đạp đạp đạp, mấy đội Minh Vô Tộc vệ binh, trên đất trong cung tuần tra, số lượng không nhiều, phần lớn Minh Vô Tộc cường giả, cũng trên mặt đất. Thiên chủ, vậy Thiên Khải Ma Kiếm trên đất trong cung ương, chỉ cần chúng ta vượt qua những vệ binh này. Vũ Hoàng Giã ánh mắt chuyển động, tự định giá như thế nào tránh vệ binh tầm mắt. Những vệ binh này bất kỳ một vị đều tựa như là tà ác hóa thân. Nhưng đột nhiên, Diệp Thần trong tay ngưng phong hóa kiếm, thân thể nhanh như tia chớp bão tố bắn ra, khua kiếm giết liền, máu tươi văng tung tóe, liền đem phía trước mười mấy vệ binh, toàn bộ giết sạch sẽ. Vũ Hoàng Giã hù được ra đầu tê dại, kêu lên, thiên chủ, ngươi giết người. Nếu là bại lộ sát khí, kinh động trên mặt đất các cường giả, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Yên tâm. Ta kiếm, không mang theo sát khí, sẽ không bị người phát hiện. Diệp Thần nghiêng nắm gió kiếm, trên thân kiếm không có dính chút nào vết máu. Hắn mới vừa thi triển kiếm pháp, chính là Trảm Thiên Cửu Kiếm bên trong kiếm thứ 8, sát tâm vô ngân. Một kiếm này, giết người như cắt cỏ, không mang theo sát khí, lặng yên không một tiếng động, không hề sẽ kinh động người ngoài. Trước mắt, Diệp Thần Trảm Thiên Cửu Kiếm tu vi, đã là lô hỏa thuần thanh, mơ hồ tới giữa. Hắn thậm chí chạm được cuối cùng một kiếm, Phượng Vũ Cửu Thiên hay uẩn. Vậy Phượng Vũ Cửu Thiên, là Trảm Thiên Cửu Kiếm mạnh nhất một kiếm, nếu như có thể lĩnh ngộ nói, Diệp Thần kiếm đạo thành tựu, đem sẽ cao hơn một tầng lầu. Vũ Hoàng Giã cẩn thận cảm ứng, khách khí giới như cũ bình tĩnh, không có phát hiện nơi này giết hại, nhất thời yên lòng, lại là vô cùng khâm phục nói, thiên chủ kiếm đạo thông thần, đệ tử bội phục. Diệp Thần gật đầu một cái, liền dẫn Vũ Hoàng Giã đi địa cung trung ương đi tới, trên đường đụng phải có canh phòng, liền toàn bộ tiêu diệt, dứt khoát. Rất nhanh, hai người chính là đi tới địa cung trung ương. Chỉ gặp ở một phiến rộng rãi trên quảng trường, đứng sừng sững một tòa tế đàn. Vậy trên tế đàn, đang đổ cắm một thanh kiếm, chung quanh quấn vòng quanh từng cái xiềng xích. Thanh kiếm kia toàn thân đen nhánh, giống như là hắc diệu thạch đúc, lại tràn ngập từng tia đua xe phi pháp sương mù hơi thở âm trầm. Để cho người nhìn một cái, thì có dũng khí rơi vào vực sâu khủng hoảng cảm giác. Địa cung ở giữa khí tức kinh khủng, vậy nguyên ra thanh kiếm này. Đây chính là Thiên Khải Ma Kiếm sao? Diệp Thần nhìn thanh kiếm kia, con người cũng là hơi co rúm một cái. Hắn tinh thông binh tự quyết, tự thân luyện khí thành tựu cũng là không tầm thường, một mắt tới giữa, là có thể nhìn ra trên tế đàn đen nhánh kiếm, chế tạo công nghệ cực cao, có dũng khí đại xảo bất công cổ sơ ý uẩn. Thiên chủ, cái này đích xác chính là Thiên Khải Ma Kiếm. Nhưng, thanh kiếm này, tựa hồ sản sinh ra kiếm hồn. Vũ Hoàng Giã rợn cả tóc gáy, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Thiên Khải Ma Kiếm, nhưng gặp trên thân kiếm hắc vụ dâng trào, dần dần hội tụ thành một đạo quỷ bí nghiêm ngặt kiếm hồn bóng người. Kiếm kia hồn bóng người hình dáng, lại có thể cùng trong truyền thuyết Thiên Khải Chí Tôn, có 4-5 phần tương tự. Từ bên ngoài đến người, người không tư cách chấm mút kiếm này. Lăn ra ngoài, ta tha ngươi không chết. Kiếm hồn ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thần, phát ra thanh âm lãnh khốc. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, đổ cũng không nghĩ tới, cái này cầm Thiên Khải Ma Kiếm, lại có thể ra đời kiếm hồn. Kiếm hồn ý chí lạnh lùng, cả người hắc ám sáng mở tách thả ra, xé thời không, từng cái thời không kẽ hở xuất hiện. Từ khi đó không kẽ hở bên trong, có vô số quỷ bí cường đại năng lượng khí tức, bơm vào đến kiếm hồn trên thân thể. Kiếm hồn nguyên bản mơ hồ thân thể, vậy trở nên có chút chân thật đứng lên,
hơi thở bá đạo hung mãnh. Một đạo kiếm hồn, còn không tư cách cản rỡ trước mặt ta. Diệp Thần hừ một tiếng, tự nhiên sẽ không có lùi bước chút nào, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, linh khí đột nhiên nhô lên, từng luồng sáng chói ngân bạch thần thánh chói lọi, không ngừng từ trong cơ thể cuồng trào ra. Vù vù, vô số thần thánh chói lọi, hội tụ thành một quyển kinh thiên vĩ địa màu trắng trong suốt sách. Đó chính là thần thánh chi thư. Thần thánh chi thư vừa ra, chí cao chí thánh quang minh hơi thở, chính là lăn lăn phun ra, vô số quang minh ký tự nhảy lên, trong hư không vang vọng ra lanh lảnh ngâm sướng. Ở Diệp Thần quanh người, thậm chí có từng ngọn quang minh thánh đường khí tượng xuất hiện. Hắn chấp trưởng thần thánh chi thư, liền giống như quang minh chủ, là chí cao vô thượng quang thần minh. Diệp Thần bàn tay đè ở thần thánh chi thư phía trên, sáng chói thánh quang bộc phát ra, như sao sông xuyên qua, đánh phía vậy đạo kiếm hồn. Thần thánh chi thư, đáng tiếc, người cả ngày quân đều không phải là, còn không phát huy ra cái này thần thánh chi thư uy lực. Kiếm hồn thấy vậy hào hùng thánh quang, đầu tiên là cả kinh. Nhưng chợt, hắn phát hiện Diệp Thần tu vi, chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9, chính là một tiếng hừ lạnh, chút nào không buông ở bên trong mắt. Thiên khải chi đạo, kiếm mở hỗn độn. Kiếm hồn vung tay lên, quanh thân bắn tán loạn ăn gian vạn điều hắc ám kiếm khí, vô tận ma hà gào thét, bổ hướng Diệp Thần bắn tới thánh quang. Kiếm khí biến dạng, Diệp Thần thần thánh chi thư phát ra thánh quang, nhất thời bị hoàn toàn nghiền diệt, thậm chí liền thần thánh chi thư, cũng phải bị thương. Hắn sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng lui về phía sau. Kiếm này hồn bộc phát ra kiếm khí, để cho hắn cảm thấy một chút không không thời không uy áp, đó tựa hồ là đến từ thiên khải chí tôn uy áp. Ở không không lúc nào không bên trong, mỗi cái người, đều có mình ảo tưởng. Không không lúc nào không, là vô số tương lai ảo tưởng hội tụ. Thiên khải chí tôn ảo tưởng, chính là ảo tưởng mình là khai thiên ích địa thần minh, kiếm mở hỗn độn, phá toái hư không, ngang dọc thiên địa vô địch. Cái này mặc dù là ảo tưởng, nhưng dung nhập vào tự thân võ đạo bên trong, là có thể lắng động lột xác thành cực hạn kiếm đạo sát phạt. Giờ khắc này, kiếm hồn bùng nổ kiếm khí, liền mang theo thiên khải chí tôn kiếm khai thiên khung, tan biến hỗn độn khí thế ác liệt, để cho Diệp Thần cũng làm nghẹt thở. Lấy ngươi luân hồi máu, cung phụng thiên khải tôn thượng. Kiếm hồn lần nữa xuất kiếm, đầy trời hắc ám kiếm khí thác nước, ùn ùn kéo đến giết hướng Diệp Thần. Hắn lại là muốn trực tiếp chém chết Diệp Thần, lấy Diệp Thần luân hồi máu, cung phụng cho thiên khải chí tôn. Thiên chủ, Vũ Hoàng Giã thấy một màn này, kinh hãi muốn chết, vội vàng đứng ra, muốn là Diệp Thần đỡ kiếm. Diệp Thần lanh tay lẹ mắt, ở Vũ Hoàng Giã mới vừa động thân lúc đi ra, liền một trưởng đem hắn đẩy ra, mình trực diện vậy ùn ùn kéo đến hắc ám kiếm khí thác nước. Kinh khủng như vậy kiếm khí sát phạt, Diệp Thần là hoàn toàn không ngăn được. Nhưng, đầu óc hắn cơ biến cực nhanh, tự thân khí vận lại bàng bạc. Phúc tới tâm linh dưới, đã dòm ngó gặp phương pháp phá cuộc. Minh tự quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, bàn tay linh khí nổ, nổi lên một cái ơ binh chữ. Đây là cửu thiên thần thuật, phạm thiên thần công bên trong binh tự quyết. Minh tự quyết, có thể khống chế thế gian hết thảy binh khí pháp bảo. Cái này kiếm hồn, mặc dù lợi hại, nhưng nói cho cùng, cũng là một thanh kiếm. Diệp Thần sử dụng binh tự quyết. Thiên địa trong sâu thẳm, thì có một cổ hào hùng quy luật lực lượng, hạ xuống đến kiếm hồn trên mình. Không tốt. Kiếm hồn thần sắc đại biến, hơi thở nhất thời ngưng động chất. Rào. Hắn mới vừa phát ra muôn vàn hắc ám kiếm khí thác nước, lập tức liền tán loạn vỡ nát chạy đi, không cách nào lại giữ hình thể. Minh tự quyết. Không thể nào, ta là không vô thiên kiếm kiếm hồn, làm sao sẽ bị chính là một đạo binh tự quyết trói buộc. Kiếm hồn phát ra không thể tưởng tượng nổi thanh âm, tức giận dị thường. Diệp Thần binh tự quyết quy luật mãnh liệt dưới, hóa thành từng cái to lớn vặn tìm, vững vàng đem hắn hình thể trói buộc ở, để cho hắn chút nào nhúc nhích không được. Hắn là thiên khải ma kiếm kiếm hồn, mà thiên khải ma kiếm, đến từ không không lúc nào không, hắn lấy vì mình sẽ không bị binh tự quyết ảnh hưởng, nhưng giờ phút này nhưng là nghẹt thở. Coi như người đến từ không không lúc nào không, chỉ cần hạ xuống đến hiện thế. Liền sẽ phải chịu hiện thế phép tắc ảnh hưởng, đây là các ngươi ăn mòn hiện thế giá phải trả. Diệp Thần ánh mắt uy nghiêm, thiên khải ma kiếm tuy đến từ không không lúc nào không, nhưng nếu đã đánh rơi đến thế giới hiện thật, vậy dĩ nhiên vậy phải bị hiện thế phép tắc những ràng buộc,
như nhau phải bị binh tự quyết trói buộc. Rắc rắc. Diệp Thần linh khí phóng thích, binh tự quyết quy luật phản tìm, đột nhiên co rút lại. Kiếm hồ nà đích một tiếng, phát ra kêu thảm thiết, giận dữ hét, tội nhân, người dám ô nhục thanh kiếm này, sẽ trở bị Thiên Khải Chí Tôn trả thù đi. Diệp Thần nghe kiếm hồn uy hiếp, nhưng là không quan tâm chút nào, hừ lạnh một tiếng, quy luật phản tìm lần nữa thu chặt, sống sờ sờ đem kiếm hồn cắn nát. Kiếm hồn thân thể bị cắn nát, hóa thành từng luồng nguyên thủy nhất hắc phụ, tiêu tán trên không trung. Ùm ùm, tòa kia tế đàn, kịch liệt rung chuyển, từng cái xích sắt phết nứt, sau đó tế đàn bể tan tành, Thiên Khải Ma Kiếm cũng là rớt xuống đất. Diệp Thần bàn tay cách không một chảo, liền đem Thiên Khải Ma Kiếm chộp vào trong tay. Vũ Hoàng Giã toàn bộ hành trình trợn mắt hốc mồm, vô cùng rung động nhìn Diệp Thần, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể vặn cổ kiếm hồn, thật đoạt lấy Thiên Khải Ma Kiếm. Thanh kiếm này, thật là tinh thuần hắc ám khí tức. Diệp Thần nắm thân kiếm, nhất thời liền cảm thấy, Thiên Khải Ma Kiếm hơi thở, đặc biệt thuần túy, liền là thuần túy hắc ám, không mang theo chút nào dơ bẩn, cùng Vĩnh Dạ Ma Thần đạo pháp hơi thở, đặc biệt phù hợp. Xem ra, Thiên Khải Chí Tôn chế tạo thanh kiếm này thời điểm, còn không hoàn toàn rơi vào hắc ám, hẳn còn duy trì một chút lý trí. Luân hồi mộ địa bên trong, hơi truyền ra một hồi chấn động. Vĩnh Dạ Ma Thần tựa hồ muốn đi ra, nhưng cố niệm mình ra mặt, không chịu hướng Diệp Thần yếu thế, cuối cùng vẫn là nhịn được. Lấy hắc ám phá giết hắc ám, có thanh kiếm này, ta có lẽ là có thể chém ra Thiên Quân Phong Thần Bia Niêm Phong xiềng xích. Diệp Thần vui sướng trong lòng, lập tức sử dụng Thiên Quân Phong Thần Bia. Trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, từng cái hắc ám xích sắt tạo thành cấm chế, phong tỏa nghiêm mật trước. Diệp Thần nắm chặt Thiên Khải Ma Kiếm, ánh mắt đông lại một cái, lập tức một kiếm chém bổ ra đi. Chanh! Thiên Khải Ma Kiếm mũi nhọn lướt qua, trên Thiên Quân Phong Thần Bia hắc ám xích sắt, quả nhiên thì có một phần nhỏ, bị chém nứt liền xuống. Hắc ám xích sắt bị chém nứt, trên Thiên Quân Phong Thần Bia phong tỏa, cũng là lớn lớn bị suy yếu, rất nhiều hắc ám vũ khí đều lui giải tán, có thể thấy rõ bia trên mình ký tự. Diệp Thần nửa tên chữ, cũng có thể thấy rõ, liền ai ở đảm nhiệm thiên nữ tên chữ bên cạnh. Hiện tại, theo phòng ẩn yếu bớt, hắn có thể đem mình ngoài ra nửa tên chữ, vậy tuyên khắc lên. Nhưng, bởi vì hắn tên chữ, theo sát thiên nữ, ở giữa không có ở không trắng địa phương. Nghĩ xong nguyên khắc lên tên chữ, chỉ có thể trước đem thiên nữ tên chữ xóa đi. Ta nếu là xóa đi thiên nữ tên chữ, nàng cùng nhâm tiền bối quyết chiến, rất có thể liền phải bị giết. Thiên nữ lấy được nham thần cốt, bình thường mà nói, coi như sa sút, cũng sẽ không bị giết chết. Nhưng nếu như, Diệp Thần xóa đi nàng tên chữ, hại được nàng khí vận suy sụp, rất có thể thì phải đưa tới bất trắc họa. Thiên chủ, thật giống như có người tới. Đây là, Vũ Hoàng Giã kinh hoàng nói. Theo Thiên Khải Ma Kiếm, rơi vào Diệp Thần trong tay, địa cung vậy là khắp nơi chấn động, kinh động ngoại giới. Ngoại giới tập tục bạo động, hắc ám khí tức cổn đáng, truyền tới trận loạt tiếng bước chân cùng tiếng la giết. Minh vô tộc cường giả, lập tức phải tới sát. Diệp Thần khẽ cắn răng, không thời gian suy nghĩ nhiều, hắn đưa ngón tay ra, đem mình tên chữ, hoàn chỉnh tuyên khắc ở trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt. Hắn không có xóa sạch thiên nữ tên chữ, mà là đem mình tên chữ, trực tiếp khắc ở thiên nữ tên chữ phía trên. Hai cái tên chữ, chỉ như vậy chồng lên, thác loạn, hỗn hợp. Ở tên chữ chồng lên nhau trong nháy mắt, Diệp Thần cảm thấy mình tim, mãnh liệt rút ra đau đớn một tí. Trong sâu thẳm, hắn cảm thấy mình vận mệnh, cùng thiên nữ vận mệnh, hoàn toàn đan vào với nhau, giống như cái này hai cái chồng lên nhau tên chữ. Trước đây Hồng Trần Kiếp Đạo bên trong sách, rất nhiều đắng cướp, rất nhiều mê mang không thông địa phương, Diệp Thần cũng tốt xem lập tức lĩnh ngộ quán thông. Oanh! Trên Thiên Quân Phong Thần Bia mặt, tóe ra sáng chói thần mang, Thụy Hà tách thả ra. Trong sâu thẳm, một cổ ban cho phúc, vận may lớn chân lý lực lượng, bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Hắn rốt cuộc đem mình tên chữ, tuyên khắc lên, lấy được chỗ tốt, vậy là đặc biệt to lớn, cả người linh khí tăng vọt. Từ bách gia cảnh tầng thứ 9, đến thiên huyền cảnh cái này 100 bước rộng cách bên trong, Diệp Thần lại bước vào 10 bước, đã đi ra 60 bước. Ở Thiên Quân Phong Thần Bia ban phúc dưới, Diệp Thần lột xác to lớn, giống như là thể hồ quán đỉnh. Hắn võ đạo, kiếm đạo, thần thông, thuật pháp, dũng mãnh tinh tiến. Vậy Trảm Thiên Cửu Kiếm,
cũng là hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Kiếm thứ nhất ngàn dặm tuyết, kiếm thứ hai đông mưa nghe lôi, kiếm thứ ba hàn xuân mang chồng, kiếm thứ tư đại hạ long tước, kiếm thứ năm thanh thu cách ca, kiếm thứ sáu thánh vương phách giả, kiếm thứ bảy tạo hóa thiên hạ, kiếm thứ tám sát tâm vô ngân. Cái này tám kiếm nghĩa sâu xa, ở Diệp Thần trước mắt không ngừng lướt qua, sau đó dung hợp diễn hóa, hóa thành cuối cùng một kiếm, Phượng Vũ Cửu Thiên. Diệp Thần thật giống như nghe được Phượng Hoàng cùng Chu Tước kêu to, kiếm khí trùng tiêu, Phượng Vũ Cửu Thiên, đó là Trảm Thiên Cửu Kiếm mạnh nhất khí tượng. Địa cung mái vòm tan vỡ. Từng đạo khí tức cường đại, hạ xuống xuống. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, vội vàng thu hồi Thiên Quân Phong Thần Bia. Trên Thiên Quân Phong Thần Bia hắc ám cấm chế xích sắt, còn có chút không có bị chém nứt, nhưng Diệp Thần bây giờ được chỗ tốt, đã là đặc biệt to lớn. Hắn chỉ muốn rời đi cái này mảnh đất cung, trở về lại nghĩ biện pháp phá giải sau cùng cấm chế. Nhưng, bây giờ muốn đi, lại không đơn giản như vậy. Chỉ gặp Minh Vô Tộc rất nhiều cường giả, đằng đằng sát khí, đã hạ xuống đến trong địa cung. Một người cầm đầu, chính là vậy hắc ám đại tế ti, Nhận Lợi Thiên. Bàng bạc nghiêm ngặt hắc ám sát khí, từ Nhận Lợi Thiên trên mình bộc phát ra, làm được chung quanh thời không, đều là tấp tấp sụp đổ. Toàn bộ Minh Vô Tộc địa mạch hơi thở, cũng cùng hắn đồng tình. Thiên chủ, làm thế nào? Vũ Hoàng đã bị dọa sợ không nhẹ, rúc vào Diệp Thần sau lưng. Đừng hoảng hốt. Diệp Thần sắc mặt trầm tĩnh, nhàn nhạt khoát khoát tay, an ủi hắn. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới ngươi lại có thể lớn gan như vậy, lại dám xông vào ta Minh Vô Tộc địa bàn. Nhận Lợi Thiên mục quang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, lại thấy Diệp Thần trong tay Thiên Khải Ma Kiếm, nhất thời lộ ra một chút tức giận. Buông xuống Thiên Khải Thần Kiếm, ngươi còn không tư cách ô nhục thanh kiếm này. Diệp Thần ha ha cười một tí, ngắm nhìn bốn phía, không gặp Vô Tướng Tôn Vương, nói, Vô Diện Nhân đâu. Nhận Lợi Thiên hừ một tiếng, nói tộc trưởng đại nhân đang bế quan, không cần hắn ra tay, ngươi ngày hôm nay hẳn cũng phải chết, buông xuống Thiên Khải Thần Kiếm, ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Nhận Lợi Thiên tu vi, ở vô lượng cảnh trung kỳ, nếu như ở bên ngoài, hắn không phải Diệp Thần địch thủ. Nhưng nơi này là Minh Không Cung, hắn chiếm hết địa mạch khí vận ưu thế, tự tin có tuyệt đối chắc chắn, có thể trấn áp Diệp Thần. Được, ngươi muốn kiếm, ta cho ngươi chính là. Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút dữ tợn độ cong, đột nhiên nắm chặt Thiên Khải Ma Kiếm, dậm chân khua kiếm chém điên cuồng, giết hướng Nhận Lợi Thiên. Trảm Thiên Cửu Kiếm, Thánh Vương Phách Giả. Cuồng bạo kiếm thế, như trời trên Thánh Vương, nhân gian Phách Giả, hung hãn vô cùng. Diệp Thần đạt được Thiên Quân Phong Thần Bia chúc phúc, kiếm đạo thật to tinh tiến, Trảm Thiên Cửu Kiếm cũng là thông hiểu đạo lý, đây là hắn dám đối kháng Nhận Lợi Thiên sức lực. Trước mắt Vô Tướng Tôn Vương đang bế quan, hẳn là giải quyết võ đạo hạn chế vấn đề. Chỉ cần Diệp Thần tốc độ khá nhanh, hoàn toàn có thể giết chết Nhận Lợi Trời, mang nữ Thiên Khải Ma Kiếm, trở lui toàn thân. Nhận Lợi Thiên hòa chung quanh rất nhiều Minh Vô Tộc các cường giả, nhìn Diệp Thần như vậy cuồng bạo kiếm thế, cũng là kinh hãi. Thằng nhóc ngươi, kiếm pháp làm sao như vậy hung hãn? Nhận Lợi Thiên lão mặt lay động, hắn phát hiện Minh Không Cung địa mạch hơi thở, lại có thể không cách nào hạn chế Diệp Thần. Diệp Thần Trảm Thiên Cửu Kiếm, quá ác liệt mãnh liệt, cả thiên địa quy luật đều không cách nào ràng buộc, đơn giản là vô địch. Khai Thiên Kiếm Quyết, nguy cấp bên trong, Nhận Lợi Thiên cũng là vung ra một kiếm, như khai thiên tích địa, cùng Diệp Thần đối kháng. Đây là Minh Vô Tộc độc môn kiếm pháp, truyền thừa từ Tử Thần Giáo Đoàn, là giáo chủ Thiên Khải Chí Tôn sáng chế, ký thác Thiên Khải Chí Tôn muốn khai thiên tích địa, độc bá hoàn vũ ảo tưởng. Nhận Lợi Thiên tu vi đạt tới vô lượng cảnh trung kỳ, một kiếm này cũng là thế như phá trời, kiếm phong giết phá tầng tầng thời không, uy thế rất đúng ác liệt. Nhưng, Diệp Thần kiếm thế, hơn nữa hung mãnh. Thánh Vương Phách Giả kiếm thế oanh đi giết, chỉ là một kiếm, Diệp Thần thì ung dung đánh tan Nhận Lợi Thiên kiếm thế, thậm chí đánh gãy người sau binh khí. Phốc xích, Nhận Lợi Thiên chỉ cảm thấy một hồi cuồng bạo như bá vương lực lượng, đánh vào tới đây, hắn tại chỗ liền hộc máu. Ngực lõm sụp xuống, thân thể như đạn đại bác vậy đổ bay ra. Một chiêu, chỉ là một chiêu. Hắn liền thua ở Diệp Thần dưới quyền. Cái này còn là hắn có địa mạch ra chỉ dưới tình huống. Thiên chủ uy vũ. Vũ Hoàng dã ngạc nhiên mừng rỡ kêu gào, mặt đầy cuồng nhiệt sùng bái. Hắn nơi nào nghĩ đến,
Diệp Thần lại có thể như thế vô địch, một kiếm liền đánh bại Nhận Lợi Thiên. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, trong lòng cũng là mừng rỡ. Xem ra đem tên chữ khác đến trên Thiên Quân Phong Thần bia mặt, hắn lột xác đột phá, đơn giản là kinh thiên vậy to lớn. Nếu như là khi tiến vào địa cung trước, hắn là hoàn toàn không chắc chắn chống lại Nhận Lợi Trời, dù sao đối phương địa bàn ưu thế quá lớn. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lấy được ban cho phúc, vận may lớn, đột phá thiên địa hạn chế, sát phạt vô địch. Giết hắn. Nhận Lợi Thiên đại là chấn giận, gương mặt vặn vẹo, bạo uống. Tại chỗ Minh Vô Tộc các cường giả, chừng hơn ngàn người, trong mắt đều là lộ ra ý định giết người. Bọn họ là Minh Vô Tộc cốt lõi nhất tinh nhuệ, cường đại nhất tồn tại. Trước mắt Diệp Thần kiếm đạo như vậy khủng bố, đám người cường giả vậy không dám thở ơ, lập tức kết thành trận thế, cùng kêu lên khấn cầu. Vù vù. Theo khấn cầu tiếng rơi xuống, từng tia hắc ám quỷ bí hơi thở, ra chỉ ở bọn họ trên mình. Cực cao trên bầu trời, nổi lên một tôn ngai vàng khí tượng. Vậy tôn ngai vàng, hoàn toàn là dùng bụi gai chế tạo mà thành, chính là Tử Thần giáo đoàn chí cao vô thượng tượng trưng, bụi gai ngai vàng. Bụi gai ngai vàng xuất hiện, rơi xuống vô tận ban phúc. Tại chỗ hơn ngàn cái Minh Vô Tộc cường giả, cả người linh khí nổ, bắp thịt nổi lên, con người hóa thành đỏ tươi. Tất cả người ở trong một cái chớp mắt này, thật giống như biến thành giết hại máy móc. Hưu, hạ một sát, tất cả Minh Vô Tộc cường giả, từ bốn phương tám hướng, hung mãnh hướng Diệp Thần xông lên đi giết. Cuồng bạo hắc ám khí tức, mang cây có gai nhọn giết hại, giống như một tòa hắc ám cũi, chỉ là trong nháy mắt, liền đem Diệp Thần hoàn toàn chìm ngập. Thiên chủ, Vũ Hoàng Giã thấy một màn này, chỉ hù được kinh hãi muốn chết. Suy. Nhưng đột nhiên, một đạo kim sắc kiếm khí, từ hắc ám trong nhà tù bắn ra, mang mười mấy Minh Vô Tộc máu cường giả thịt, phóng lên cao. Xuy xuy xuy. Ngay sau đó, trăm ngàn cái màu vàng kiếm khí, điên cuồng phá giết. Mới vừa còn gắt gao trấn áp Diệp Thần Minh Vô Tộc các cường giả, hô hấp tới giữa, liền bị vậy trăm ngàn cái màu vàng kiếm khí xuyên qua, máu tươi bắn tung tóe đến bầu trời. Oanh! Diệp Thần bóng người, từ trong đó bạo giết ra. Cả người kiếm khí kích động, kim quang nổ tung. Trảm thiên cửu kiếm, phượng vũ cửu thiên. Diệp Thần con ngươi như sáng chói vàng kim quốc độ, màu vàng kiếm khí tách thả ra, hóa thành phượng hoàng, bay lượn chín tầng trời, cuộn sạch hết thảy. Trảm thiên cửu kiếm trình độ cao nhất kiếm thế, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Phượng vũ cửu thiên, bay lượn thương vũ. Màu vàng kiếm khí như nghịch bay sao rơi, chém chết hết thảy, biến dạng hết thảy. Trôi lơ lửng ở trên trời bụi gai ngai vàng khí tượng, chỉ là trong nháy mắt, liền bị Diệp Thần kiếm khí xé bỏ. Minh Không Cung bầu trời màn trời, cũng bị hoàn toàn xé bỏ, lộ ra từng cái u tối chỗ rách, thật giống như một cái cự thần vết thương, hiện ra dữ tợn khí tượng. Minh Không Cung bên trong, vô số Minh Vô Tộc mọi người, ngơ ngác nhìn vậy đầy trời kích xạ màu vàng kiếm khí, còn có vậy phượng hoàng bay lượn huy hoàng hình ảnh, hoàn toàn rung động. Trảm thiên cửu kiếm. Là từ luân hồi quy luật bên trong, diễn hóa ra mạnh nhất kiếm pháp, ác liệt dị thường. Giờ khắc này, Diệp Thần thi triển ra Trảm Thiên Cửu Kiếm mạnh nhất một kiếm, Phượng Vũ Cửu Thiên. Toàn bộ Minh Vô Tộc lãnh địa, từng ngọn hắc ám cung điện, đều bị màu vàng kim kiếm khí xuyên qua, hóa thành phế tích, bụi mù lăn lăn, cũng không biết có nhiều ít Minh Vô Tộc người bị giết chết, tình cảnh một mảnh hỗn độn. Trong địa cung, Nhận Lợi Thiên ngơ ngác nhìn Diệp Thần trôi lơ lửng ở giữa không trung trên mình. Cũng là sợ ngây người. Phượng Vũ Cửu Thiên. Cái này, đây là luân hồi mạnh nhất một kiếm. Làm sao có thể? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể thi triển ra cái này cực hạn một kiếm. Đây chính là trong truyền thuyết luân hồi mạnh nhất kiếm pháp, lấy thế giới hiện thật quy luật, rất khó chống đỡ nổi một kiếm này thi triển. Nhưng Diệp Thần, ở Thiên Quân Phong Thần bia chúc phúc hạ, nhưng là trực tiếp bộc phát ra cái này mạnh nhất một kiếm. Diệp Thần nhìn Phượng Vũ Cửu Thiên tạo thành to lớn sát thương, nội tâm cũng là một hồi kích động cùng vui sướng. Minh Không Cung cốt lõi nhất ngàn người cường giả, toàn bộ bị hắn giết chết. Mà ở Minh Vô Tộc bên trong, chết cũng là trọng đại. Minh Vô Tộc nhân khẩu, có mấy triệu người nhiều, Diệp Thần kiếm khí ngất trời bạo rơi, phá hủy cung điện lâu vũ, chỉ ít giết chết một phần chia. Đây là tiêu diệt bóng tối lớn công kích, Diệp Thần cảm thấy tự thân khí vận. Tựa hồ cũng ở đây tăng trưởng. Nhưng, kích động sau này,
Diệp Thần rất nhanh tỉnh táo lại. Lớn như vậy động tĩnh, nhất định sẽ đưa tới Vô Tướng Tôn Vương chú ý. Một khi Vô Tướng Tôn Vương xuất quan, vậy thì phiền toái. Tuy nói hiện tại Diệp Thần cường hãn vô địch, nhưng cùng Vô Tướng Tôn Vương so sánh, vẫn có chênh lệch thật lớn. Dẫu sao vậy Vô Tướng Tôn Vương, nhưng mà chưa từng không lúc nào không hạ xuống cường giả, không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Học trò, đi. Diệp Thần hướng về phía Vũ Hoàng giã quát một tiếng, bàn tay cách không một chảo, liền đem hắn chộp vào trong tay, mang hắn đi bên ngoài bay đi. Diệp Thần nói qua, chỉ cần có thể thuận lợi bắt được Thiên Khải Ma Kiếm, hắn liền có thể thu Vũ Hoàng giã làm đồ đệ. Hiện tại, hắn coi như là thực hiện hứa hẹn. Vũ Hoàng giã nghe được cái này một tiếng ngọc trò, ngạc nhiên mừng rỡ được tột đỉnh, chỉ cảm thấy coi như chết ở chỗ này, cũng là đáng giá, kêu lên, dạ, sư phụ. Diệp Thần liền phải dẫn hắn rời đi, nhưng trong địa cung, Nhận Lợi Thiên tức giận gầm thét kêu lên. Thằng nhóc, người đừng nghĩ chạy. Nhận Lợi Thiên kéo bị thương thân thể, phóng lên cao, muốn ngăn trở Diệp Thần. Tự tìm cái chết. Diệp Thần ánh mắt run lên, thì phải một kiếm đem Nhận Lợi Thiên giết chết. Trăm nghìn thánh tế, thiên ma chết trận, cho ta trấn áp. Nhận Lợi Thiên lại đột nhiên giang hai cánh tay, một tiếng quát to, cả người máu thịt kịch liệt bốc cháy. Giờ khắc này, hắn lại có thể cháy hết mình toàn bộ sinh mạng cùng máu thịt, hóa ra một món tinh thuần nhất tử khí. Mặt đất bên trong, Minh Vô Tộc lãnh địa các nơi, truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Chừng trăm nghìn người, ở một cái chớp mắt tới giữa, bị hiến tế hết, thân thể kịch liệt bạo đốt, cũng là hóa thành nguyên thủy nhất tử khí. Từng đạo hơi thở tử vong, hội tụ ông trời, khoảnh khắc tới giữa, liền hóa thành một cái to lớn ma trận, từ trên trời hạ xuống, đem Diệp Thần bao phủ ở. Nguy rồi! Diệp Thần mặt liền biến sắc, cái này ma trận, lại là một loại đặc thù thiên ma chết trận, đã chết khí thúc dục, uy lực to lớn. Thi triển thiên ma này chết trận giá phải trả, là muốn cháy hết thi trận người sinh mạng máu thịt, lấy thiên ma tử khí ăn mòn kẻ địch, là lấy mạng đổi mạng trận pháp. Hiện tại, Nhận Lợi Thiên máu thịt đã cháy hết chết. Hắn lại tình nguyện lấy mạng đổi mạng, cũng không để cho Diệp Thần rời đi. Thậm chí, để bảo đảm thiên ma chết trận uy lực, hắn hiến tế rất trăm nghìn tộc nhân. Toàn bộ trận pháp bên trong, xung bỏ vào cuồng bạo thiên ma tử khí, không ngừng ăn mòn trước Diệp Thần và Vũ Hoàng giã máu thịt. Diệp Thần khẽ cắn răng, lập tức thi triển ra thiên tiên cá chép sao, bảo vệ được mình và Vũ Hoàng giã, không bị ăn mòn. Hắn tu vi cường hãn, hơn nữa lại có thiên quân phong thần bia chúc phúc, thiên ma này chết trận, coi như sau lưng hiến tế trăm nghìn người, vậy không tổn thương được hắn. Nhưng, ở từng tầng một hắc ám thiên ma tử khí dưới áp chế, Diệp Thần cũng bị vây khốn, không cách nào hoạt động. Minh Vô Tộc rất nhiều các tộc nhân, kinh hồn phủ định, ngơ ngác nhìn bị kẹt ở trên trời Diệp Thần. Lúc này, nếu như bọn họ mấy triệu tộc nhân, đồng loạt liên thủ công kích Diệp Thần, Diệp Thần là không tránh thoát. Nhưng, Diệp Thần mới vừa phượng vũ cửu thiên ác liệt uy thế, để cho tất cả mọi người đều rung động ở, lại là không có người nào dám ra tay. Đi nhanh bẩm báo tộc trưởng đại nhân. Không, tộc trưởng đại nhân ở bế quan xông phá võ đạo hạn chế, không nên quấy rầy hắn. Chúng ta động thủ, giết luân hồi chi chủ. Đúng, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Rất nhiều Minh Vô Tộc người xôn xao nghị luận, muốn động thủ giết Diệp Thần, nhưng ai cũng không dám xuất thủ trước. Bởi vì, tất cả mọi người đều biết, Diệp Thần tuy bị vây khốn, nhưng cũng không có mất sức chiến đấu. Nhất động thủ trước nói, chắc là phải bị hắn giết chết. Diệp Thần cảm nhận được bên ngoài xôn xao, biết mình tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, thiên tiên cá chép sao vận chuyển, thậm chí liền thần thánh chi thư cũng thả ra, muốn xông phá thiên ma này chết trận phong tỏa, nhưng là không có chút nào tác dụng. Chết trận sở dĩ kêu chết trận, chính là bởi vì không có biện pháp phá giải. Diệp Thần cưỡng ép đánh vào, ngược lại trầm trọng hơn thiên ma tử khí ăn mòn, để cho hắn hô hấp đều có điểm ngưng đọng chất đứng lên. Hi hi, mộ chủ, người bị vây ở chỗ này, cùng vô diện nhân xuất quan, người nhất định phải chết. Một đạo tiếng cười âm lãnh, từ luân hồi mộ địa bên trong truyền ra. Mộ bia chấn động, vĩnh dạ ma thần bóng người, rốt cuộc hiển hiện ra. Tiền bối, người phải giúp ta. Diệp Thần thấy vĩnh dạ ma thần xuất hiện, chân mày cau lại, hỏi. Ta nói, trừ phi ngươi có thể hủy diệt thánh quang tiên đế mộ bia, nếu không ta sẽ không giúp ngươi.
Vĩnh Dạ Ma Thần nói. Vậy coi như. Diệp Thần cũng biết hắn sẽ nói như vậy, cho nên vậy không ôm hy vọng gì, sự chú ý lần nữa thả vào thiên ma chết trận phía trên, suy nghĩ đột phá phương pháp. Vĩnh Dạ Ma Thần gặp Diệp Thần vẫn là như thế kiên quyết hình dáng, sắc mặt rất là khó khăn xem, cắn răng nói, mộ chủ, ta có thể truyền cho ngươi một môn kiếm pháp, là ta tự nghĩ ra, tên là U Đêm Tuyệt Thần Kiếm Quyết. Chỉ cần ngươi luyện thành ta cái này môn kiếm pháp, liền có thể hóa thân hắc ám. Thiên ma này chết trận, người cưỡng ép đột phá vô dụng, không thể nào, chỉ có hóa thân hắc ám, trở thành bóng tối một phần chia, mới có thể thoát khốn đi ra ngoài. Diệp Thần nói, ngươi lại chịu giúp ta. Vĩnh Dạ Ma Thần cười hắc hắc, nói, mộ chủ, ta trước thời hạn nói cho ngươi, ta cái này U Đêm Tuyệt Thần Kiếm Quyết, tu luyện sau đó, sẽ ngưng tụ hắc ám đạo tâm. Cái này hắc ám đạo tâm vừa mới bắt đầu ngưng tụ thời điểm, ngươi biết đặc biệt chán ghét quang minh. Đến lúc đó, không cần ta mở miệng, ngươi liền sẽ không nhịn được, tự mình hủy diệt Thánh Quang Thiên Đế mộ bia, hì hì. Dĩ nhiên, chờ ngươi vượt qua đoạn này hắc ám kỳ, liền có thể biết quang ám tương thông, âm dương hòa vào nhau đạo lý, người đạo tâm cũng có thể lớn tiến bộ lớn. Vĩnh Dạ Ma Thần thật ra thì cũng không ghét quang minh, ngược lại, hắn hắc ám đạo pháp tuyệt diệu tuyệt luân, tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể thông suốt quang minh, đạt tới âm dương một khối cảnh giới lớn. Sáng hay tối, vốn chính là đồng nguyên. Hắn không ghét quang minh, chỉ là căm ghét Thánh Quang Thiên Đế. Năm đó, nếu như không phải là Thánh Quang Thiên Đế ngăn trở, hắn đã sớm bước vào không không lúc nào không, tiến vào tử thần giáo đoàn cầu đạo. Ngươi ngược lại là lỗi lạc. Diệp Thần nói. U Đêm Tuyệt Thần Kiếm Quyết tai hại, Vĩnh Dạ Ma Thần nói rất rõ. Kiếm pháp này mới vừa luyện thành thời điểm, sẽ đặc biệt chán ghét quang minh. Muốn vượt qua đoạn này hắc ám kỳ, mới có thể đạt tới âm dương một khối cảnh giới. Mà ở nơi này đoạn hắc ám thời kỳ bên trong, Diệp Thần rất có thể biết chủ động hủy diệt Thánh Quang Thiên Đế mộ bia. Mộ chủ, vậy ngươi có học hay không? Vĩnh Dạ Ma Thần cười nói, ép Diệp Thần động thủ hủy bia, đó là không thể nào. Duy nhất trông cậy vào, chính là để cho Diệp Thần ngưng tụ hắc ám đạo tâm, tự mình ra tay phá hủy. Học, vì sao không học? Diệp Thần ánh mắt chuyển động, hắn đối đạo tâm của mình tính dẻo, có tuyệt đối lòng tin. Hắn tin tưởng mình sẽ không bị mê muội, coi như ngưng tụ hắc ám đạo tâm, vậy sẽ không làm có làm trái chủ tâm chuyện. Nếu là luyện thành vậy U Đêm Tuyệt Thần Kiếm Quyết sau đó, thật có thể thoát thân đi ra ngoài, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Rất tốt, ta liền đem U Đêm Tuyệt Thần Kiếm Quyết truyền thụ cho ngươi. Vĩnh Dạ Ma Thần cũng biết chuyện quá khẩn cấp, lập tức không nói hai lời. Cong ngón tay bắn ra, một đạo màu đen lưu quang, bơm vào nhập Diệp Thần đầu óc bên trong. Diệp Thần đầu óc một tiếng nổ, nhất thời tràn vào một phiến huyền diệu kiếm quyết. Cái này thiên kiếm quyết, có thể nói là Vĩnh Dạ Ma Thần dốc hết tâm huyết chứ tác, bên trong hỗn hợp liền vĩnh đêm đại ma trời, dạ mẫu bí pháp, các loại thiên ma thuật pháp tuyệt diệu nghĩa sâu xa, đi vu tích chữ tinh, lại dung hợp tự thân đạo pháp cảm ngộ. Mặc dù là hắc ám thuộc tính kiếm quyết, nhưng không mang theo chút nào đục ngầu, là nửa đêm vậy thuần túy. Diệp Thần thiên phú siêu tuyệt, chỉ là trong nháy mắt, liền đem cái này U Đêm Tuyệt Thần Kiếm Quyết diệu pháp, toàn bộ lĩnh ngộ. Hắn đem U Đêm Tuyệt Thần Kiếm Quyết, khắc ở mình luân hồi huyền bi, ám trên bia mặt. Ám bia mang theo tới ám hơi thở, lấy ám bia chịu đựng U Đêm Tuyệt Thần Kiếm Quyết, có thể bảo đảm Diệp Thần tinh thần, không bị ảnh hưởng. Quả nhiên! Diệp Thần ở lĩnh ngộ U Đêm Tuyệt Thần Kiếm Quyết sau đó, đạo tâm nhiều hơn một chút bóng tối xung động, nhưng thật may, có ám bia bảo vệ, cái này một chút hắc ám xung động, vậy ung dung bị Diệp Thần giữ đi xuống. Diệp Thần mở mắt ra, trong con ngươi lóe lên vĩnh đêm vậy nghiêm ngặt ánh sáng. Hắn đã luyện thành U Đêm Tuyệt Thần Kiếm Quyết, nhưng cũng không có rơi vào hắc ám kỳ, cũng không có chán ghét quang minh xung động, đây đều là sau lưng ám bia bảo vệ. Mộ chủ. Người thiên phú thật là ngoại hạng, cái này thì học biết. Vĩnh Dạ Ma Thần thấy Diệp Thần trong con người ánh sáng, cũng biết Diệp Thần đã lĩnh ngộ thành công. Hắn nội tâm một hồi co quắp, hắn tự thân thiên phú có hạn, trước kia vô luận biết bao cố gắng, cũng không cách nào xông phá thực tế bình phong che chở. Hiện đang cảm thụ đến Diệp Thần thiên phú đáng sợ, hắn chỉ có rung động cùng khen ngợi. Luân hồi huyết mạch thiên phú, quả nhiên là bao trùm chư thiên tồn tại. Ừ. Diệp Thần gật đầu. Vĩnh Dạ Ma Thần than thở một tiếng,
cũng là đón nhận thực tế. Đã nhiều năm như vậy, thật ra thì hắn vậy đã thấy ra. Người với người chênh lệch, so người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn. Cố gắng hữu dụng, còn muốn thiên tài làm gì? Có vài người, định trước chính là thiên tài, nhất định là quang diệu vũ trụ tinh thần. Ví dụ như Diệp Thần. Vô luận phức tạp hơn thần thông thuật pháp, Diệp Thần chỉ cần liếc mắt nhìn, là có thể học biết. Nếu như liền hắn cũng học không biết thuật pháp, vậy dõi mắt toàn bộ thế giới hiện thật, cũng không có người có thể học biết. Mộ chủ, người đạo tâm, muốn đến vậy tư sinh ra bóng tối xung động. Không muốn kiềm chế mình, người như muốn hủy diệt thánh quang tiên đế mộ bia, liền cứ việc hủy diệt đi, ta muốn không người sẽ quái ngươi. Vĩnh Dạ Ma Thần lại cười tủm tỉm nói. Xin lỗi, tiền bối, có thể phải để cho ngươi thất vọng. Ta đạo tâm, như trời núi cao, sẽ không bị bất kỳ đồ ảnh hưởng. Diệp Thần đứng lên, trong tay Thiên Khải Ma Kiếm nghiêng cầm, ánh mắt ngưng luyện, trầm ổn như núi, không có một chút nào bị hắc ám dao động hình dáng. Vĩnh Dạ Ma Thần thấy một màn này, nhất thời ngây dại. Diệp Thần không có lại để ý hắn, ánh mắt mong hướng phía ngoài. Đây là, Minh Vô Tộc các tộc nhân, tựa hồ rốt cuộc hạ định quyết tâm. Mấy ngàn Minh Vô Tộc người, bay đến trên bầu trời, đem Diệp Thần vây lại. Bọn họ rút binh khí ra, dục dịch, muốn công kích bị kẹt ở trên trời ma chết trận bên trong Diệp Thần. Nhưng chuyện tới ập lên đầu, lại không ai dám ra tay. Chỉ có thể nói, mới vừa Diệp Thần phượng vũ cửu thiên uy thế, mang cho bọn hắn uy hiếp, chân thực quá mức to lớn, tất cả mọi người đều ở run lẩy bẩy. Nếu các ngươi không dám động tay, vậy để ta đi. Diệp Thần kéo Vũ Hoàng Giã, vận chuyển U Đêm Tuyệt Thần kiếm quyết, thân thể thoáng một cái, lập tức hóa thành một đạo hắc ám kiếm khí. Thiên ma chết trận, không có thể lại trói buộc ở Diệp Thần. Bởi vì vào giờ phút này Diệp Thần, đã hóa thân thành bóng tối một phần chia. U Đêm Tuyệt Thần kiếm quyết, hiệu quả tốt vô cùng. Diệp Thần chỉ là trong nháy mắt, liền hóa thành hắc ám kiếm khí. Sát thiên ma chết trận khí lưu quỹ tích, bay ra ngoài. Thiên ma chết trận mất đi khốn khóa mục tiêu, trong thoáng chốc liền muốn nổ tung lên. Diệp Thần và Vũ Hoàng Giã bóng người, vậy từ nổ đợt khí bên trong nổi lên. Đi ra, thằng nhóc này trốn ra được. Toàn trường mấy triệu Minh Vô Tộc người, mắt thấy Diệp Thần thoát khốn ra bóng người, đều là kinh hoàng hô hoán lên, thật giống như thấy ngày tận thế đến. U Đêm Tuyệt Thần, vĩnh đêm che trời. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, vung tay lên, nháy mắt tức thì liền hóa ra ngàn vạn điều u đêm kiếm khí, che khuất bầu trời, hắc ám kiếm khí nổ, lăn lăn đi xuống phương bạo rơi xuống đi. Xuy xuy xuy, treo lơ lửng trên không trung mấy ngàn Minh Vô Tộc người, trước nhất gặp phải u đêm kiếm khí chém chết, cơ hồ là ngay chớp mắt, liền bị xé nát thành mưa máu. Kiếm khí bạo rơi xuống đất, toàn bộ Minh Vô Tộc lãnh địa đều bị san bằng, tất cả cung điện kiến trúc toàn bộ hủy diệt. Mới vừa bị phượng vũ cửu thiên kiếm khí phá hủy địa phương, hiện tại lần nữa bị phá hủy thành cho tẫn. Mấy trăm ngàn cái sinh mạng, ở trong nháy mắt bị Diệp Thần xẻ thịt sạch sẽ. Minh Vô Tộc địa mạch, cũng bị chém nứt rớt. Bao phủ ở nơi này phiến Minh Vô khu thế giới hắc ám khí tức, nhất thời hóa giải rất nhiều. Vĩnh Dạ Ma Thần nhìn Diệp Thần kinh khủng như vậy kiếm khí sát phạt, cũng là rung động cùng kinh ngạc. Diệp Thần ở hoàn toàn lĩnh ngộ Trảm Thiên Cửu Kiếm. Luyện thành phượng vũ cửu thiên sau đó, kiếm đạo thành tựu đột nhiên tăng mạnh, U Đêm Tuyệt Thần kiếm quyết ở trong tay hắn, tự nhiên cũng là bạo phát ra nhất cực hạn hung uy, chém ngang hết thảy, giết hại vô địch. Phía dưới tất cả Minh Vô Tộc mọi người, kinh hoàng nhìn Diệp Thần bóng người, không có người nào dám lên nghênh chiến, người người lui về phía sau phát run. Giờ khắc này Diệp Thần, nhất định chính là đêm tối sát thần. Đi! Diệp Thần tay nhấc Thiên Khải Ma Kiếm. Lại không có ham chiến ý, trong lòng từ đầu đến cuối kiêng kỵ vô tướng Tôn Vương, lập tức mang Vũ Hoàng Giã, liền muốn rời khỏi. Nhưng vừa lúc đó, toàn bộ Minh Vô Tộc thiên địa, đều là kịch liệt chấn động lên. Mới vừa nhạt đi xuống hắc ám khí tức, lại lần nữa dâng trào sôi trào, lăn lăn ma khí như nước lũ tàn phá, cuộn sạch bầu trời hoàn vũ, thế giới đổi được tối xuống. Ở bóng tối trên thế giới, Minh Vô Tộc trong lãnh địa ương pho tượng. Vậy một tôn Thiên Khải Chí Tôn pho tượng, tản mát ra óng ánh quang. Mới vừa Diệp Thần kiếm khí, phá hủy hết thảy, lại không có thể phá xấu xa pho tượng kia. Pho tượng kia, tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí đang bảo vệ trước. Giờ phút này,
ở pho tượng bên trên, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một cái không mặt nam tử, cả người hơi thở cao như nhật nguyệt, lớn như trời, trường bào phiêu vũ, bá đạo không thể nhất thế, chính là vô tướng Tôn Vương. Tộc trưởng xuất quan, cung nghênh tộc trưởng, cầu tộc trưởng đại hiển thần uy, chu diệt luân hồi. Minh vô tộc mọi người, thấy vô tướng Tôn Vương bóng người, giống như là thấy được cứu tinh, rối rít quỳ xuống đất kêu to lên. Đáng chết, rốt cuộc vẫn là. Diệp thần thấy vô tướng Tôn Vương xuất hiện, sắc mặt cũng là đổi được đặc biệt khó khăn xem. Vô tướng Tôn Vương xuất quan, hắn khí tức trên người, so Diệp thần lần trước thấy, mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên võ đạo hạn chế có đột phá. Bây giờ vô tướng Tôn Vương, tu vi thực lực đã sắp đến gần tiên đế, hơn nữa sau lưng có không không lúc nào không lực lượng gia trì, đơn giản là ngang dọc thiên địa vô địch. Diệp thần hô hấp đều có điểm ngưng động chất, trong đầu nghĩ mình quả quyết khó mà đối kháng vô tướng Tôn Vương, trừ phi là mời Nhâm Phi Phàm ra tay. Tự do dực, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp thần trực tiếp mở ra tự do dực, tiểu thanh hóa thành hắn cánh, màu xanh cánh rào một tiếng, hiệp gió đi phương xa bay đi. Ở ta mí mắt phía dưới, ngươi còn muốn chạy. Vô tướng Tôn Vương phát ra thanh âm lãnh khốc, lại mang một chút oán phẫn. Hắn ngược lại không phải là oán phẫn Diệp thần tàn sát hắn con dân, dù sao hắn vậy không quan tâm. Hắn là oán phẫn Diệp thần cắt đứt hắn bế quan. Nếu như để cho hắn lại bế quan một đoạn thời gian, hắn võ đạo, có lẽ có thể giải trừ nơi có hạn chế, hùng bá hiện thế vô địch. Nhưng hiện tại, hắn tu vi thực lực, chỉ là vô hạn đến gần tiên đế thôi. Thực lực này, mặc dù cũng là vô cùng khủng bố, nhưng cũng không đủ để xưng bá đời này tinh không. Kiếm mở hỗn độn, phá thiên trảm. Vô tướng Tôn Vương ngón tay kéo một cái, phá vỡ hư không, bạo phát ra một cái kinh thiên kiếm khí, ngay chớp mắt giết tới Diệp thần sau lưng. Đây là tử thần giáo đoàn bên trong truyền thừa kiếm pháp, do giáo chủ Thiên Khải Chí Tôn sáng chế, ký thác Thiên Khải Chí Tôn khai thiên ích địa dã mong. Một kiếm ra, hỗn độn mở, thiên địa tan vỡ, vũ trụ băng diệt, kiếm thế cực kỳ ác liệt. Diệp thần cả người nhất thời lông tơ đảo thụ, chỉ cảm thấy vô tướng Tôn Vương một kiếm này, mãnh liệt đến không thể tưởng tượng nổi bước, đã đủ để đem hắn chém chết. Diệp thần ca ca, chú ý sao? Tiểu Thanh cũng là kinh hoàng, kêu to lên. Phong chi đạo, nháy mắt tránh. Diệp thần cấp tốc tấn công động tự do dực, phong thần đạo pháp vận chuyển, lấy tốc độ cực nhanh, mang vũ hoàng giã, né tránh vô tướng Tôn Vương một kiếm, nhưng đã xuất mồ hôi lạnh cả người, hình dáng có chút chật vật. Vũ hoàng giã chính là sắc mặt tái mét, ở vô tướng Tôn Vương uy áp hạ, thân thể run rẩy run không ngừng. Ha ha, người có thể tránh thoát ta mấy kiếm. Vô tướng Tôn Vương cười gằn, lại là một kiếm vung chém ra, kiếm thế như phá thiên. Diệp thần lại là chật vật né tránh, tình thế đã là vạn phần hung hiểm. Diệp thần ca ca, tên này ỷ lớn hiếp nhỏ, chúng ta không đánh lại, không bằng kêu gọi Nhâm Phi Phàm tiền bối tới trợ giúp. Tiểu Thanh mắt gặp tình thế nguy cấp, liền nói. Diệp thần trong lòng động một cái, nếu như kêu Nhâm Phi Phàm tới đây nói, đúng là có thể giải quyết vô tướng Tôn Vương. Nhưng, Nhâm Phi Phàm đang bế quan, ở là cùng thiên nữ quyết chiến làm chuẩn bị, hắn kêu gọi Nhâm Phi Phàm, vạn nhất làm rối loạn người sau bố trí, vậy thì phiền toái. Không, không nên quấy rầy Nhâm tiền bối, ta còn không thua. Diệp thần ánh mắt lẫm liệt, trong tay bỗng nhiên sử dụng Nhân Hoàng Thánh Đao, trong cơ thể luân hồi huyết mạch cũng là kịch liệt sôi trào. Long đằng mệnh tinh, mở. Nhân Hoàng Thánh Đao, ra. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, long đằng mệnh tinh trực tiếp mở, huyết long gầm thét, từ sau lưng hắn bạo xông lên ra, lăn bánh xe lăn hồi uy thế nổ tung. Chen một tiếng. Ở long đằng mệnh tinh ra chỉ xuống, Diệp thần trong tay Nhân Hoàng Thánh Đao, cũng là nguyên vẹn rút ra. Này đao vừa ra, màu vàng đao mang chiếu sáng thiên địa, khoáng đạt như vũ trụ lớn vậy bàng bạc uy thế, để cho được tất cả mọi người đều rung động. Cái gì? Giáo chủ đại nhân đao, thằng nhóc ngươi, lại có thể rút ra. Vô tướng Tôn Vương thấy một màn này, tại chỗ hét dầm lên, không cách nào lại giữ háo hức ổn định. Người nọ hoàng thánh đao, chính là hắn giáo chủ Thiên Khải Chí Tôn làm bằng tạo. Thiên Khải Chí Tôn từng nói qua, ai có thể hoàn chỉnh rút ra Nhân Hoàng Thánh Đao, ai thì có tư cách thừa kế hắn y bát, chấp trưởng tử thần giáo đoàn đạo thống. Hiện tại, Diệp thần lại có thể nguyên vẹn rút ra thân đao, vô tướng Tôn Vương tất nhiên tức giận.
Diệp Thần là hôm nay Tử Thần giáo đoàn kẻ địch, chẳng lẽ muốn để cho hắn đi thừa kế Thiên Khải Chí Tôn y bát sao? Vậy đơn giản là chuyện tiếu lâm. Tiếm quyền người, thanh đao này không thuộc về ngươi. Tức giận dưới, phổ tướng Tôn Vương thân thể bão tố bắn ra, mang ngàn vạn khai thiên kiếm khí, chém thẳng Diệp Thần. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần tự nhiên không phải Tử Thần giáo đoàn tương lai người chấp trưởng, mà là một cái cưỡng ép chiếm đoạt nhân hoàng thánh đao tiếm quyền người. Bá! Diệp Thần mắt xem vô tướng Tôn Vương giết tới, long đằng mệnh tinh cháy đến mức tận cùng, huyết long bao trùm ở thân đao bên trên, cả cây nhân hoàng thánh đao, long khí gào thét, long ngâm gầm thét, huy hoàng vô địch, một đao vung ra, chính là chặn lại vô tướng Tôn Vương kiếm chém. Một bên Vũ Hoàng giã, còn có luân hồi mộ địa bên trong vĩnh dạ ma thần, còn có phía dưới mấy triệu minh vô tộc mọi người, đều là sợ ngây người. Diệp Thần lại có thể chặn lại vô tướng Tôn Vương giết hại, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Phải biết, Diệp Thần tu vi, chỉ có bách gia cảnh tầng thứ 9 mà thôi. Mà vô tướng Tôn Vương, thời khắc này tu vi thực lực, đã sắp đến gần thiên đế. Ở to lớn như vậy cảnh giới chênh lệch hạ, Diệp Thần có thể đối kháng không chết, đơn giản là vô địch. Vô tướng Tôn Vương thân thể rung một tí, cũng là rung động. Đây chính là luân hồi huyết mạch lực lượng sao? Hắn tự lẩm bẩm, rung động tại Diệp Thần huyết mạch mạnh mẽ. Diệp Thần ca ca, ngươi như vậy sẽ chết, ta kêu Nhâm Phi Phàm tiền bối xuống giúp ngươi. Tiểu Thanh mau khóc lên, nàng là Diệp Thần cánh, so người bất kỳ đều biết, Diệp Thần huyết mạch linh khí biến hóa. Diệp Thần mở long đằng mệnh tinh, lại rút ra nhân hoàng thánh đao, vận dụng cái này hai tấm cuối cùng vô cùng lá bài tẩy, đích xác là vô cùng bá đạo cường hãn, nhưng đối với thân thể gánh vác, cũng là cực kỳ to lớn. Tiểu Thanh có thể cảm giác được, Diệp Thần trong huyết mạch linh khí, đang không ngừng tiêu hao. Một khi linh khí hao hết, Diệp Thần rất có thể sẽ khô kiệt mà chết. Trong lúc nguy cấp, Tiểu Thanh cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, trực tiếp truyền ra ý niệm, kêu. Nhâm Phi Phàm tiền bối, Diệp Thần ca ca gặp nguy hiểm, mời ngươi hạ xuống. Tiểu Thanh, Diệp Thần cảm giác được Tiểu Thanh kêu gọi, gương mặt nhất thời biến đổi. Hắn không hề muốn phiền toái Nhâm Phi Phàm. Suy, lúc này, vô tướng Tôn Vương lại xuất kiếm chém chết. Diệp Thần vạn bất đắc dĩ, đành phải ứng chiến chu toàn. Hai người kịch chiến, đao kiếm chém, đánh được trời đất u ám. Cùng lúc đó, bên kia, tinh nguyệt giới bên trong. Một chỗ bí ẩn núi hác bên trong, ngồi xếp bằng một cái tuấn tú chàng thanh niên, quanh thân linh khí vẩn quanh, đỉnh đầu một vòng mặt trời, toát ra kim mang sáng chói. Hắn chính là Nhâm Phi Phàm. Trên đỉnh đầu mặt trời, chính là thiên đế Kim Luân. Hắn đang bế quan, là cùng thiên nữ quyết chiến chuẩn bị. Tiểu Thanh kêu gọi, truyền đến Nhâm Phi Phàm trong lỗ tai. Hắn mở mắt ra, trong mắt bình tĩnh như nước, bấm ngón tay tính toán, biết rõ tất cả. Vậy bình tĩnh trong tròng mắt, nhất thời lướt qua một chút ý định giết người. Vô diện nhân, người ta, người cũng dám động. Nhâm Phi Phàm liền muốn lập tức lên đường, phải đi cứu Diệp Thần. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, ta tuy có thể lấy đánh chết vô diện nhân, nhưng tiêu hao tất nhiên không nhẹ. Ta cùng thiên nữ quyết chiến sắp tới, nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, rất không ổn. Hắn đã biết, thiên nữ đạt được nham thần cốt, đột phá lột xác không phải chuyện đùa. Hiện tại hắn cùng thiên nữ thực lực sai biệt, đã là nhỏ vô cùng. Hắn mượn dùng thiên đế Kim Luân, cố nhiên có lòng tin, có thể đánh bại thiên nữ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tự thân trạng thái đỉnh cấp, không ra ngoài dữ liệu. Nếu là xảy ra điều gì bất ngờ, vậy kết cục liền khó nói. Ánh mắt chuyển động, Nhâm Phi Phàm đã có quyết đoán, từ núi hác bên trong bay lên, hơi thở sáng rực như đại nhật, huy hoàng mênh mông. Tinh nguyệt giới bên trong, rất nhiều tinh nguyệt thần giáo đệ tử, còn có luân hồi thiên điện tín đồ, thấy Nhâm Phi Phàm xuất quan, tất cả khom người nghênh đón, cùng kêu lên. Cùng nghênh hộ giáo trưởng lão xuất quan. Ban đầu Diệp Thần ở địa ngục giới bên trong, Chu Diệt Đế Thích Thiên, chấp trưởng thiết ngai vàng, chém trăm gông thành công, đem đất ngục giới đổi tên là Luân về thiên giới, thành lập Luân hồi thiên điện, sắc phong thiên quân. Nhâm Phi Phàm và gia gia hắn Diệp Tà Thần, đều là Luân hồi thiên điện hộ giáo trưởng lão. Diệp Tà Thần vậy thấy Nhâm Phi Phàm xuất quan bóng người, kêu lên, Nhâm huynh, người muốn động thủ Chu Diệt thiên nữ liền sao? Nhâm Phi Phàm nói, không phải,
còn chưa tới ngày ước định, ta đi ra ngoài giải quyết chút chuyện, Diệp lão, ngươi và Võ Giao trông nhà, chú ý Vạn Khư và Kiếm Môn đánh lén. Diệp Tà Thần nói, yên tâm, ta biết. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, lập tức phá không đi. Hắn cũng không có lập tức hạ xuống đến Minh Vô Khu, mà là phá không đi tới Băng Hoàng giới biên cương, đó là đảm nhiệm Thiên Nữ Nguyện Vọng Thần giáo địa bàn. Băng Hoàng giới rất nhiều bảo vệ các cường giả, thấy Nhâm Phi Phàm hạ xuống, đều là kinh hoàng. Nhâm Phi Phàm, người tới đây bên trong làm gì? Người muốn cùng Thiên Nữ đại nhân quyết chiến. Ở chỗ này khai chiến, người nhất định phải thua. Rất nhiều bảo vệ cường giả, vô cùng kiêng kỵ nhìn Nhâm Phi Phàm, tuy lời nói cương quyết, nhưng người giọng phát run, e sợ cho Nhâm Phi Phàm thật ra tay. Nếu là Nhâm Phi Phàm xuất thủ, bọn họ có thể không đỡ được. Quyết chiến ngày còn chưa tới, kêu Thiên Nữ đi ra đi, ta có chuyện muốn cùng nàng thương lượng một chút. Nhâm Phi Phàm trôi lơ lửng ở giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Một cái thủ hộ giả nói, Thiên Nữ đại nhân ở bế quan luyện hóa nham thần cốt. Cái này lời còn chưa dứt, bỗng nhiên phương xa chân trời, truyền ra Băng Hoàng tiếng kêu to, chỉ gặp một cái thần quang quang vinh, khí chất ung dung cô gái, cưỡi Băng Hoàng chậm rãi bay tới. Chính là đảm nhiệm Thiên Nữ. Thiên Nữ đại nhân. Tại chỗ rất nhiều những người bảo vệ, còn có Nguyện Vọng Thần giáo đệ tử, rối rít khom người nghênh đón. Thiên Nữ chỉ khẽ gật gật đầu, ánh mắt liền rơi vào Nhâm Phi Phàm trên mình, nói. Tiểu Phàm, người muốn quyết chiến sao? Ta biết có một địa phương, kêu Tiên Đế Đài, không bằng chúng ta đi nơi đó đánh. Từ máu mủ trên nói, ngươi là ta người thân, nhưng, ta sẽ không kêu ngươi để cho ta. Chúng ta đường đường tránh quyết chiến chính là, coi như không tranh thiên mệnh, người bảo vệ luân hồi, chúng ta định trước có đánh một trận. Nhâm Phi Phàm nhìn Thiên Nữ, chỉ cảm thấy Thiên Nữ hơi thở, so trước kia cường đại rất nhiều, thấm ra một cổ trầm ổn khí vận, sau lưng có từng vòng màu vàng kim nham thần ánh sáng, mơ hồ có cổ xưa thiên thư ký tự lưu truyền. Đó là địa hoàng sách thần khí tượng. Người thành công luyện hóa nham thần cốt. Nhâm Phi Phàm hỏi. Thiên Nữ gật đầu nói, ừ. Diệp thần vậy đứa nhỏ, đối ta không tệ, hắn nói không muốn nhìn ta chết, ha ha, thật ra thì coi như không có nham thần cốt, người muốn giết ta, vậy không như vậy dễ dàng, bởi vì ta có một tấm ngươi không biết lá bài tẩy. Nghe vậy, Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, bàn tay rút lại tay áo bảo bên trong, âm thầm bấm ngón tay suy tính, muốn dòm ngó gặp Thiên Nữ lá bài tẩy. Nhưng, thiên cơ sương mù dày đặc bao phủ, hắn cũng không thấy được gì. Ta bỏ mặc ngươi lá bài tẩy là cái gì, ngày hôm nay ta muốn tới, không phải quyết chiến, mà là Diệp thần vậy tiểu tử gặp nguy hiểm, ta muốn đi cứu hắn. Nhâm Phi Phàm cũng không hỏi nhiều, bình tĩnh nói mình ý đồ. Thiên Nữ đầu ngón tay một nặn, hơi đẩy một cái diễn, liền dòm ngó gặp tất cả, ồ một tiếng, nói, lúc đầu vậy đứa nhỏ, lại có thể xông vào vô diện nhân địa bàn, vậy ngươi đi cứu hắn chính là, đến tìm ta làm chi? Nhâm Phi Phàm nói, ta như một mình đi cứu hắn, linh khí nhất định có hao tổn, lại cùng ngươi quyết chiến, há chẳng phải là rất thua thiệt. Ngươi cùng ta cùng đi chứ, coi như là trả lại nhân quả, hắn đưa cho ngươi nham thần cốt, giá trị chân quý đến không thể lường được bước, ngươi coi như cầm Diệp Lạc Nhi vậy nha đầu thường cho hắn, vậy là không đủ đền. Ngươi cùng ta đi cứu hắn, vậy thì cái gì nhân quả cũng trả sạch. Chín thần di cốt, giá trị chân quý, khó có thể tưởng tượng. Thử nghĩ một tí, vì một chai tử thần máu, mà tổ vô thiên liền moi ra tim mình, đi cùng thanh lại thương hội giao dịch. Mà Diệp thần đưa cho thiên nữ, không phải cái gì máu thần, mà là nguyên một khối thần cốt. Ở tử hoàng tiên cung bên trong, chín thần hài cốt, đạo đức thiên tôn là cầm tới khi lửa loại đồ chứa. Khối này nham thần cốt, là dạ mẫu đưa cho Diệp thần lễ vật, sau lưng có thiên đại bố trí. Nào nghĩ tới, Diệp thần lại có thể chuyển tặng cho thiên nữ. Nhâm Phi Phàm nội tâm là không đồng ý, hôm nay hắn chỉ muốn giết thiên nữ, lần nữa đoạt lại nham thần cốt. Bất quá, bây giờ còn chưa phải là quyết chiến thời điểm, hắn trước phải cứu ra Diệp thần. Thiên nữ nghe được muốn đi cứu người, cười cười nói, người ta hai người liên thủ, đủ để xúc diệt thiên hạ, chỉ sợ Vũ Hoàng cổ đế đều phải núp ở trong thế giới của hắn mặt, không dám đi ra, vì cứu vậy tiểu tử, cần lớn như vậy chiến trận. Nhâm Phi Phàm nói, hắn đang khổ chiến, không thời gian nhiều lời, chúng ta phải lập tức lên đường. Thiên nữ con mắt chớp động, suy nghĩ một tí, nói, được rồi,
coi như là trả lại nhân quả, lên đường đi, ha ha, vậy tiểu tử đưa cho ta nham thần cốt, đúng là quá chân quý một ít, ta lúc mới bắt đầu nhất, chỉ là muốn một giọt máu thần thôi. Nhâm Phi Phàm nghe được thiên nữ đáp ứng, gật đầu một cái, lúc này đưa tay biến dạng hư không, xé ra liền một cái vết nứt không gian, đi thôi. Phi thân đạp nhập vết nứt không gian bên trong. Thiên nữ cũng không nói nhảm, đi theo bay vào. Chung quanh rất nhiều băng hoàng giới các đệ tử, chố mắt nhìn nhau. Bọn họ từ Nhâm Phi Phàm và thiên nữ trên mình, không cảm giác được chút nào cừu hận hơi thở. Hai người muốn quyết tử chiến một trận, cũng không phải là bởi vì cừu hận, mà là trong chỗ U Minh không cách nào trốn tránh vận mệnh, nhất định phải có đánh một trận. Hư không qua lại. Nhâm Phi Phàm và thiên nữ, đi tới Minh Vô Khu bên ngoài. Chỉ gặp toàn bộ Minh Vô Khu thế giới, cũng bao phủ ở một phiến hắc ám sương mù bên trong. Trong hắc vụ mặt, lại có rất nhiều không rõ quỷ dị tồn tại ở quay cuồng. Nhâm Phi Phàm tròng mắt quét nhìn, ở nơi này phiến hắc ám trong sương mù, mơ hồ thấy một con đường dấu vết. Bấm ngón tay tính toán, con đường này, tựa hồ cùng Thanh Lại Thương Hội có liên quan. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn là có thể rõ ràng nhìn ra, đây thật ra là Lữ Động Huyền đi ra con đường. Lữ Động Huyền là Thanh Lại Thương Hội Dạ Mẫu Linh Thính Giả, hắn bị Diệp Thần cứu ra sau đó, đã rời đi. Cái này Minh Vô Khu tuy khép kín, nhưng Lữ Động Huyền có Dạ Mẫu che chở, hắn muốn đi, trong hắc vụ không rõ tồn tại, tự nhiên cũng không dám xúc phạm hắn. Nhâm Phi Phàm cũng không có tra cứu con đường kia sau lưng nhân quả, quay đầu hướng thiên nữ nói, chúng ta vào đi thôi. Dứt lời liền phi thân lướt vào hắc vụ bên trong. Thiên nữ vậy đi vào theo, hai người đều là đời này tiên đế cường giả, hùng bá vô địch, cái này hắc vụ có thể ngăn được người khác, nhưng không ngăn được bọn họ. Trong hắc vụ quỷ dị ma vật, đang cảm thụ đến Nhâm Phi Phàm và thiên nữ hơi thở sau đó, cũng hoảng sợ dục về phía sau, không dám chút nào ngăn trở. Minh Vô Khu, Minh Vô Tộc lãnh địa bên trong. Diệp Thần nắm chặt Nhân Hoàng Thánh Đao, đang cùng Vô Tướng Tôn Vương khổ khổ tướng chiến. Nhân Hoàng Thánh Đao và Long Đằng Mệnh Tinh mở, đối thể lực linh khí tiêu hao lớn vô cùng, Diệp Thần hoàn toàn là cắn răng mạnh chống đỡ. Thằng nhóc, đầu hàng đi, người đoạn đi một cánh tay, ta có thể thả ngươi rời đi. Vô Tướng Tôn Vương giọng hung ác, đánh lâu không dưới, lại có chút kiêng kỵ. Hắn đã không hy vọng xa vời có thể giết chết Diệp Thần, luân hồi huyết mạch chân thực quá mức mạnh mẽ. Hắn chỉ cần Diệp Thần đoạn hạ một cánh tay, hắn liền nguyện ý kết thúc chiến đấu, để cho Diệp Thần rời đi. Thời gian trì hoãn tiếp nữa, hắn rất lo lắng sẽ có biến cố. Ngươi và ta, ngày hôm nay chỉ có thể có một người sống sót. Diệp Thần cảm thấy được Vô Tướng Tôn Vương tâm tính biến hóa, trong mắt chiến ý cháy, mãnh liệt huy động Nhân Hoàng Thánh Đao. Hướng đỉnh đầu hắn chém tới. Cái này một đao chỉ là hư chiêu, Diệp Thần tay trái lặng lẽ vận trường, liền chuẩn bị sử dụng thiên địa mẫu nguyên trường, phải không tiếc bất cứ giá nào, liều chết đánh một trận. Diệp Thần ca ca, không muốn. Tiểu Thanh kêu to, nàng biết Diệp Thần thân thể, đã đến cực hạn, lại thi triển thiên địa mẫu nguyên trường mà nói, sợ rằng thật muốn khô kiệt mà chết. Dẫu sao, vậy thiên địa mẫu nguyên trường, nhưng mà tam thập tam thiên thần thuật một trong, cũng là đủ để sánh bằng Long Đằng Mệnh Tinh cùng Nhân Hoàng Thánh Đao siêu cấp lá bài tẩy, một khi bùng nổ nói, Diệp Thần thân thể tuyệt đối là không chịu nổi. Nhưng Diệp Thần giết mù quáng, hắn cảm giác được mình có cơ hội giết chết Vô Tướng Tôn Vương, chỉ cần dám liều mệnh. Đứa nhỏ, đừng quá xung động. Ngay tại Diệp Thần muốn phải liều mạng thời điểm, hắn bên người hư không biến dạng, hạ xuống hạ một đạo uyển chuyển ung dung bóng người. Chính là thiên nữ. Thiên nữ từ bên cạnh ôm lấy Diệp Thần, đầu ngón tay cầm Diệp Thần tay, ngăn lại hắn tất cả chiến đấu động tác. Diệp Thần cảm nhận được thiên nữ nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại, nhất thời ngây dại. Mạng ngươi, là ta. Thiên nữ nhẹ khẽ cắn một tí Diệp Thần dái tai, ôn nhu cười nói. Rào. Cùng lúc đó, cực cao trên bầu trời, một vòng mặt trời gay gắt hiện lên, đó là thiên đế kim tua khí tượng. Thiên đế kim tua lăn lăn kim quang. Chiếu phá toàn bộ Minh Vô Khu hắc ám, vô số trong bóng tối ma vật, vào giờ khắc này hét thảm lên, thân thể nổ cháy. Vậy nóng rực kim quang rơi xuống, Vô Tướng Tôn Vương ra, cũng là tí tách vang dội, thật giống như bị người ném tới mở trong nước, da đang sôi trào vặn vẹo. Hắn không có ngũ quan chỗ trống trên khuôn mặt, da mặt một hồi kịch liệt giãy giụa, ngẩng đầu vừa thấy,
liền thấy vậy huy hoàng thiên đế kim luân phía trên, dần dần hiển hóa ra một đạo khoáng đạt vô địch thanh niên bóng người, chính là Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm, là ngươi. Còn có ngươi, thiên nữ, ngươi cũng tới. Vô tướng Tôn Vương nhìn xem Nhâm Phi Phàm, lại nhìn xem thiên nữ, da mặt một phiến trắng bệch, hoàn toàn là bối rối. Phía dưới tất cả Minh Vô tộc mọi người, cũng là sợ ngây người. Tuy nói thiên cơ khép kín, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng rời đi Minh Vô khu, nhưng hàng năm hướng Thiên Khải Chí Tôn cung phụng khấn cầu, vậy linh nghe được thần dụ, biết được ngoại giới tình huống. Tất cả mọi người đều biết, ở thế giới bên ngoài, Nhâm Phi Phàm và thiên nữ, chính là cao cấp tiên đế cường giả, đời này tinh không hạng đứng đầu nhất một trong mấy người. Vô diện nhân, lãnh cái chết đi. Nhâm Phi Phàm không có chút nào nói nhảm, một hạ xuống, lập tức thúc giục thiên đế kim tua lực lượng, bắn tán loạn ra một đạo kim sắc kiếm quang, từ chân trời chém xuống đi. Đạo này màu vàng kiếm quang, sáng chói huy hoàng, thần hà nhô lên, uy thế mãnh liệt, đủ để chảm phá hiện thế vô địch. Vô tướng Tôn Vương hoàn toàn sợ hãi, ở Nhâm Phi Phàm một kiếm này hạ, hắn như con kiến hôi nhỏ bé, nếu như bị chém trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái thượng vô ngã nói, vô niệm vô ngã, vạn pháp đều là không, sắc. Vô tướng Tôn Vương bấm ngón tay nặn quyết, bỗng nhiên sử xuất một chiêu đạo pháp, trên mình tràn ngập huyền diệu thần mang, thụy hà lăn lăn. Nhâm Phi Phàm một kiếm chém xuống đi, hung hăng chém vào vô tướng Tôn Vương trên mình, nhưng thật giống như chém ở trên không khí lần trước vậy, không có đưa đến chút nào hiệu quả. Ở trong một cái chớp mắt này, vô tướng Tôn Vương hình thể, mặc dù còn ở, nhưng hắn hơi thở, nhưng thật giống như từ cái thế giới này biến mất vậy. Rõ ràng người còn ở, nhưng tất cả nhân quả dấu vết cũng bỗng nhiên biến mất, không tồn tại. Phảng phất là nhảy ra vạn giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Ồ, Nhâm Phi Phàm thấy một màn này, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói. Lúc đầu Thái Thượng 36 nói, xếp hạng thứ nhất Thái Thượng Vô Ngã nói, ngay tại bên trong tay ngươi. Thái Thượng Vô Ngã nói, truyền thuyết là Thái Thượng 36 đạo lý mặt, thần bí nhất tồn tại, xếp hạng thứ nhất, đã sớm thất truyền. Truyền thuyết môn đạo pháp này, đặc biệt thần kỳ, thi triển sau đó, thế gian lại cũng vô ngã, không có ta tồn tại, nhảy ra vạn giới bên ngoài, không chịu bất kỳ giết hại ảnh hưởng. Ta cũng không tồn tại, cái này thế gian, tự nhiên vậy không có bất kỳ vật gì, có thể giết chết ta. Đây chính là Thái Thượng Vô Ngã đạo bí ẩn. Hiện tại vô tướng Tôn Vương thi triển ra, chính là trong truyền thuyết Thái Thượng Vô Ngã nói. Ra tay một cái, liền đem ta ép đến tình cảnh này. Nhâm Phi Phàm, người quả nhiên là vô địch. Vô tướng Tôn Vương thần sắc đặc biệt khó khăn xem, cái này Thái Thượng Vô Ngã đạo mặc dù tuyệt diệu, nhưng thi triển giá phải trả cũng là to lớn. Ta không còn ta, một khi nhảy ra thế giới thời gian quá dài, ta rất có thể liền không tồn tại, người làm phép muốn hoàn toàn muốn trên đời này biến mất. Thiên nữ thấy vô tướng Tôn Vương đạo pháp, vậy cảm thấy vô cùng huyền diệu, gật đầu tán thưởng, nói, rất tốt, nguyên lai đây chính là Thái Thượng Vô Ngã đạo sao. Ta đi thử một chút có lợi hại dường nào. Nàng vung ra băng hoàng thiên kiếm, một đạo lạnh như băng kiếm khí, từ vô tướng Tôn Vương trên mình chém qua, nhưng cũng hình như là xuyên thấu không khí, chưa cho đối phương tạo thành tổn thương chút nào. Nàng ở lạc kiếm hóa trận, định vây khốn vô tướng Tôn Vương, nhưng cũng không có đưa đến chút nào hiệu quả. Vô tướng Tôn Vương đã tiến vào vô ngã trạng thái, cái này thế gian không có hắn tồn tại dấu vết, bất kỳ sát phạt phong ấn, đều không thể thương tổn tới hắn chút nào. Hay lắm, quả nhiên lợi hại. Thiên nữ thấy vậy, cũng là khen ngợi, lại lạnh lùng nói, chính là không biết, người cái này đạo pháp, có thể duy trì thời gian bao lâu. Vô tướng Tôn Vương hừ một tiếng, nói, Nhâm Phi Phàm, thiên nữ, các ngươi lấy nhiều ăn hiếp ít, ta không lời có thể nói, ngày hôm nay tạm thời từ biệt, ngày khác gặp lại. Dứt lời, hắn liền muốn phi thân rời đi. Chính hắn cũng biết, cái này Thái Thượng Vô Ngã nói, cũng không thể duy trì bao lâu. Một khi thuật pháp thời gian kết thúc, hắn nhân quả dấu vết, lần nữa trở lại thế giới hiện thật, chỉ có một con đường chết. Ta nếu đã tới, ngươi có thể không đi được. Nhâm Phi Phàm thấy vô tướng Tôn Vương muốn chạy, ánh mắt nhất thời run lên, ngón tay bóp một cái ấn quyết, lần nữa thúc giục Thiên Đế Kim Luân. Thiên Đế Kim Luân sáng mở nhô lên, lại bắn ra một đạo kim kiếm, hung hăng đâm vào vô tướng Tôn Vương trên mình. Vô tướng Tôn Vương đang phi thân đi bên ngoài thoát đi, một kiếm này tốc độ cực nhanh,
trực tiếp đâm thủng hắn thân thể, phốc xích một tiếng, máu tươi văng tung tóe. Cái này, làm sao có thể? Dây dứt đau nhức truyền tới, vô tướng Tôn Vương bối rối. Hắn thi triển ra thái thượng vô ngã nói, đạo pháp còn đang vận chuyển, nhân quả nhảy ra thế giới, miễn dịch hết thảy sát phạt tổn thương. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nhâm Phi Phàm một kiếm này, cũng không nói phải trái đâm xuyên qua hắn. Tiểu Phàm, ngươi! Thiên nữ thấy một màn này, cũng là lớn kinh. Vô tướng Tôn Vương tim đã bị đâm thủng, sinh mạng đang nhanh chóng trôi qua, không có ngũ quan trên khuôn mặt, xông lên máu tươi, một phiến thảm đỏ, đặc biệt khủng bố. Nhân quả luật, ngươi! Ngươi lại có thể nắm giữ nhân quả luật lực lượng. Vô tướng Tôn Vương không dám tin tưởng, cả người đều run rẩy. Hắn từ Nhâm Phi Phàm một kiếm này bên trên, cảm nhận được liền nhân quả luật lực lượng. Nhân quả luật, là không không lúc nào không bên trong quy luật lực lượng, là vận mệnh oai hiển hóa. Nhân quả luật giết người, vượt qua hết thảy quy luật, chỉ cần ngươi nói một người chết, người đó liền tất nhiên sẽ chết, đây chính là nhân quả luật lực lượng, vượt qua hết thảy. Ta muốn ngươi chết, ngươi lại không thể sống. Nhân quả vận mệnh, khủng bố như vậy. Nhâm Phi Phàm đang một kiếm, đang bao hàm nhân quả luật lực lượng, bỏ mặc vô tướng Tôn Vương đạo pháp như thế nào tuyệt diệu, vậy chạy khỏi bất quá nhân quả vận mạng truy kích. Thiên nữ trong đầu nghĩ, Tiểu Phàm chấp trưởng Thiên Đế Kim Luân, lại có thể thúc dục nhân quả luật lực lượng, quả thực là khủng bố, ta được chú ý đề phòng. Một tiếng nổ, vô tướng Tôn Vương thân thể bị đâm thủng. Mất đi lực lượng, từ không trung trùng trùng rơi xuống, vừa vặn nện ở vậy Thiên Khải Chí Tôn pho tượng trên. Thiên Khải Chí Tôn pho tượng sụp đổ, vỡ vụn ngã xuống đất. Tộc trưởng đại nhân, chung quanh Minh Vô tộc mọi người cửa, thấy vô tướng Tôn Vương bị chém xuống, đều là chấn động chỉ. Giờ khắc này Nhâm Phi Phàm, ở trên trời đế kim tua chiếu dọi xuống, sáng rực không thể ngẩng mặt, huy hoàng vô địch. Vô tướng Tôn Vương chỉ cảm thấy sinh mạng đang không ngừng trôi qua. Tự biết hẳn phải chết, nội tâm tràn đầy căm hận, hét lớn, Nhâm Phi Phàm, Thiên Nữ, các ngươi muốn ta chết, ta cũng muốn các ngươi chôn theo. Triệu Thánh Tế, Tinh Diệu mở mắt. Thiên Khải Chí Tôn, hạ xuống đi. Ở sinh mạng cuối cùng, Vô Tướng Tôn Vương phát ra tức giận gầm thét, đọc lên cổ xưa thần chú. Minh bịch bịch, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ gặp toàn bộ Minh Vô Tộc, mấy triệu tộc nhân, ở trong nháy mắt, thân thể nổ tung cháy. Lại có thể toàn bộ bị vô tướng Tôn Vương sống sờ sờ hiến tế rớt. Mấy triệu Minh Vô tộc tánh mạng hiến tế, hào hùng sinh mệnh lực tính, tín ngưỡng năng lượng, hội tụ thành ngập trời nước lũ, nghịch sông lên thiên. Lấy cái này cổ nước lũ là tế hiến, rất xa không không lúc nào không chỗ sâu, truyền ra một đạo mãi mãi thê lương, làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm trầm thấp, như thần ma nói nhỏ. Là ai, ai đang kêu gọi ta? Cái này cổ thanh âm rơi xuống. Thiên Khải Chí Tôn bể tan tành pho tượng bên trong, bắn liền ra một đạo đen nhánh mang khí, xông thẳng tới chân trời, hóa thành một món mơ hồ bóng người. Thân ảnh kia đặc biệt mông lung, hư hơi giống loáng, hiển nhiên chỉ là một đạo ý chí chiếu. Nhưng chỉ là một đạo ý chí, bộc phát ra hơi thở, nhưng là long trời lở đất. Cuồng bạo hắc khí chấn động, lại có thể liền Nhâm Phi Phàm Thiên Đế Kim Luân, ánh sáng đều bị thoáng chế trụ một ít. Giáo chủ đại nhân, ta. Vô tướng Tôn Vương kích động ngẩng đầu, vậy đạo ý chí hình chiếu, chính là trong truyền thuyết Thiên Khải Chí Tôn, tử thần giáo đoàn giáo chủ. Hắn muốn nói gì, nhưng trong cơ thể sinh mệnh lực đã hao hết, cái kế tiếp âm tiết còn chưa kịp nói ra, liền khí tuyệt toi mạng, thân thể hóa thành kiếp bụi. Toàn bộ Minh Vô tộc người, vậy toàn bộ chết hết, đều bị hiến tế hết. Cử tộc hiến tế, Thiên Khải Chí Tôn bóng người, được triệu hoán xuống. Thiên Khải Chí Tôn dung mạo. Nhìn như cũng không tính là già, nhưng vậy tuyệt không trẻ tuổi, giữa trán quanh quẩn một cổ nồng nặc bể dâu cùng bi thương. Diệp thần cho tới bây giờ không có gặp qua, như vậy thê lương thần sắc, thật giống như trải qua liền thế sự hết thảy bể dâu, vô số khổ nạn cùng hành hạ thêm chứ cả người, hắn chỉ là nhìn như vậy thê lương diễn cảm, trong lòng liền bị xúc động. Thiên Khải Chí Tôn nhìn khắp bốn phía, từ Diệp thần, đảm nhiệm thiên nữ, Nhâm Phi Phàm, Vũ Hoàng giã cùng trên người, từng cái quét qua. Cuối cùng, hắn ánh mắt, rơi vào Diệp Thần trên mình, nhìn Diệp Thần trong tay Nhân Hoàng Thánh Đao. Ngươi là, Luân Hồi Chi Chủ. Ngươi rút ra ta đao. Thiên Khải Chí Tôn có chút kỳ dị, lại lắc đầu, được rồi, tuy nói vận mạng chỉ dẫn, muốn ngươi cho ta người thừa kế, nhưng ta không muốn.
thanh đao này, trả lại cho ta đi. Hắn ngón tay cách không khều một cái, một cổ lực lượng thần bí truyền ra. Diệp Thần liền cảm thấy, nhân hoàng thánh đao muốn rời tay bay ra, nhưng thân đao một hồi kịch liệt ông minh, lại có thể như có linh tính, gắt gao dính vào Diệp Thần trong tay, không chịu cởi bay ra ngoài. Vù vù. Ngược lại thì Diệp Thần thu ở trong người Thiên Khải Ma Kiếm, vào thời khắc này bị cảm cho đòi, bay ra ngoài, rơi vào Thiên Khải Chí Tôn trong tay. Cái này Thiên Khải Ma Kiếm, cũng là năm đó Thiên Khải Chí Tôn chế tạo binh khí. Ồ! Thiên Khải Chí Tôn lấy về Ma Kiếm, lại không có thể triệu hồi nhân hoàng thánh đao, nhất thời một hồi giật mình. Diệp Thần cũng là một hồi kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy, nhân hoàng thánh đao sinh ra linh tính, lại có thể nhận hắn là chủ nhân, không chịu trở về đến Thiên Khải Chí Tôn trong tay. Tiếm quyền người, đao là ta. Thiên Khải Chí Tôn thấy vậy, vậy thì không cách nào lại giữ bình tĩnh, một hồi tức giận, vung tay lên, như che khuất bầu trời, hướng Diệp Thần bắt đi, còn muốn trực tiếp động sát thủ. Diệp Thần nhất thời cảm thấy vô cùng to lớn áp lực, cái này Thiên Khải Chí Tôn, coi như chỉ là một đạo ý chí hình chiếu, uy thế cũng là long trời lở đất, so tiên đế cũng không kém được chỗ nào. Chú ý! Nhâm Phi Phàm và Thiên Nữ nhất thời kêu lên, sau đó liên thủ, song song bảo vệ Diệp Thần. Hai người bàn tay tóe ra tiên đế thần quang, tạo thành một cái vòng bảo vệ. Thiên Khải Chí Tôn bàn tay chộp tới, nhất thời bị cái này vòng bảo vệ văng ra. Luân hồi hộ đạo giả, còn có, luân hồi chi chủ tiểu thiếp. Các ngươi cũng phải không vâng lời ta ý chí. Thiên Khải Chí Tôn gương mặt vặn vẹo, hai tròng mắt dâng lên ý định giết người. Động thủ. Nhâm Phi Phàm vung tay lên, tiên hạ thủ vi cường, thiên đế kim luân ở trong tay hắn, hóa thành một cái màu vàng kim thiên đế kiếm, chém ngược ông trời, chém thẳng Thiên Khải Chí Tôn thân thể. Thiên nữ vậy là đặc biệt ăn ý, tốc độ phản ứng cực nhanh, băng hoàng kiếm nghịch không đâm ra. Hai đại tiên đế cường giả liên thủ xuất kiếm, uy thế đơn giản là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Thiên Khải Chí Tôn giơ lên ma kiếm đón đỡ, nhưng rất đáng tiếc, hắn chỉ là một đạo ý chí hình chiếu, thực lực chưa đủ bản thể trong 1%, hoàn toàn không phải Nhâm Phi Phàm và Thiên Nữ địch thủ. Chỉ là nhất kích, Thiên Khải Chí Tôn ma kiếm, liền bị đánh mở, sau đó thân thể bị xuyên qua, linh khí ngay tức thì tán loạn. Diệp Thần thấy Thiên Khải Chí Tôn bị đánh bại, nội tâm cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may Nhâm Phi Phàm và Thiên Nữ đều tới, nếu không hắn một mình đối mặt Thiên Khải Chí Tôn, chỉ có một con đường chết. Nhâm Phi Phàm và Thiên Nữ trong lòng cũng là vui mừng, nếu như bọn họ chỉ có một cái người mà nói, coi như có thể chiến thắng Thiên Khải Chí Tôn đạo ý chí này, chỉ sợ cũng phải hao phí không thiếu tinh lực. Hôm nay hai người liên thủ, vậy thì ung dung nhiều. Rất tốt, sổ nợ này, ta ghi nhớ. Thiên Khải Chí Tôn thân thể dần dần tiêu tán, phát ra thanh âm thê lương. Trừ phi các người vĩnh viễn không bước vào không không lúc nào không, nếu không chờ các người bước vào ngày hôm đó, chính là các ngươi ngày rỗ. Hoặc là, ta chân thân nếu có thể hạ xuống đời này tinh không, các ngươi hẳn cũng phải chết. Lời nói xong, Thiên Khải Chí Tôn thân thể tản đi, vậy cầm ma kiếm rớt xuống. Vù vù. Ma kiếm bên trên, lại vẫn mang Thiên Khải Chí Tôn một chút cừu hận, như có ma tính vậy, đột nhiên hướng một người ám sát đi. Người này, không phải Nhâm Phi Phàm, không phải Thiên Nữ, không phải Diệp Thần, mà là Vũ Hoàng Giã. Thiên Khải Ma Kiếm phong tỏa Vũ Hoàng Giã, một kiếm bay xuống ám sát, liền xuyên qua Vũ Hoàng Giã tim. Vũ Hoàng Giã sợ ngây người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thiên Khải Chí Tôn ở tiêu tán trước, lại muốn giết hắn. Diệp Thần, Nhâm Phi Phàm, Thiên Nữ ba người, cũng là lấy làm kinh hãi. Học trò, người thế nào? Diệp Thần bay đến Vũ Hoàng Giã trước người, thấy vậy ma kiếm đâm xuyên qua tim hắn, không khỏi được thương tâm tức giận. Sư phụ, ta thật giống như không có sao. Vũ Hoàng Giã ở ngẩn ra sau này, phát hiện mình ý thức còn đặc biệt thanh tỉnh. Tim hắn bị đâm thủng, vết thương đau nhức, cả người sinh mạng hơi thở vậy đang nhanh chóng trôi qua. Khoảnh khắc tới giữa, người khác đã chết, không cảm giác được chút nào người sống hơi thở tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn ý thức còn rất thanh tỉnh. Hắn chậm rãi động thủ, đem gai xuyên tâm ma kiếm, rút ra. Không có lại cảm thấy đau đớn, hắn cổ thân thể này đã chết. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ngây dại, hắn không có lại cảm nhận được Vũ Hoàng Giã sinh mạng hơi thở,
nhưng hết lần này tới lần khác đối phương còn sống, ý thức rất thanh tỉnh, trong ánh mắt có ánh sáng. Vũ Hoàng Giã cũng là kinh ngạc, tay nhấc Thiên Khải Ma Kiếm, nói, sư phụ, ta thật giống như chết, nhưng ta nhưng còn sống. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, người chết rồi, nhưng còn sống, như thế quỷ dị tình huống, hắn chỉ ở Lữ Động Huyền trên mình xem qua. Lữ Động Huyền nói, sống chết là một khối, thật ra thì cũng không khác biệt. Nhưng ở thần minh lực lượng chúc phù hộ hạ, người chết cũng có thể sống ở cõi đời này. Ví dụ như Lữ Động Huyền, ngay cả có Dạ Mẫu chúc phù hộ. Hắn chết, nhưng Thiên Khải Chí Tôn che chở hắn, để cho hắn còn sống. Không không thời không quy luật, đặc biệt thần bí, muốn giết chết một người, là đặc biệt khó khăn, nhất định phải đem tất cả quá khứ vị lai thời gian tuyến, xóa bỏ toàn bộ, xóa sạch tất cả dấu vết, mới có thể chân tránh đem một người giết chết. Nếu như không phải như vậy, chỉ cần có một chút xíu cái khác thời gian tuyến tồn tại, người liền có thể lấy người chết thân thể, đi ở cõi đời này. Nhâm Phi Phàm đi tới trước, ánh mắt ở Vũ Hoàng Giã trên mình đảo qua coi, liền biết được nhân quả. Vũ Hoàng Giã thật ra thì đã bị giết chết, nhưng Thiên Khải Chí Tôn lại dùng không không thời không quy luật, che chở hắn, để cho hắn đã chết người khu, sống sót hậu thế. Cái này thật là hiện thế khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, Diệp Thần chỉ có khiếp sợ. Thiên Khải Chí Tôn nếu giết ta, lại vì sao phải che chở ta? Vũ Hoàng Giã ngây dại, hắn chỉ cảm thấy mình thành một con cờ, phải bị Thiên Khải Chí Tôn bố trí. Hắn giết chết, là điều này thời gian tuyến thượng ngươi. Che chở ngươi, là khác một cái thời gian sợi, ở khác một cái thời gian tuyến trên, ngươi có thể không còn là luân hồi chi chủ học trò, mà là một cái phản đồ. Nhâm Phi Phàm nhìn thẳng Vũ Hoàng Giã, chậm rãi nói ra mình suy đoán, giọng nhưng là có chút xâm nghiêm. Vũ Hoàng Giã cũng nghe không hiểu lắm, Nhâm Phi Phàm nói đồ, liên quan đến không không thế giới thời không nhân quả, thế giới hiện thật liền không mấy người có thể nghe hiểu, hắn chỉ nghe hiểu phản đồ hai chữ. Không, ta sẽ không thuộc phản bội sư phụ. Vũ Hoàng Giã chán nổi gân xanh nhô lên, lớn tiếng nói. Hắn trăm ngàn cay đắng bái sư, làm sao sẽ phản bội Diệp Thần? Nhâm Phi Phàm ha ha cười một tí, nhìn Diệp Thần nói cái này Thiên Khải Chí Tôn, thật là hảo tâm tư, thật là thủ đoạn, hắn biết ngươi sẽ không giết lung tung vô tội, cho nên cố ý đem người này làm con cờ, vì tương lai hạ xuống hiện thế làm chuẩn bị. Một bên thiên nữ, liếc Vũ Hoàng Giã một mắt, con người run lên, nói, Diệp Thần sẽ không giết lung tung vô tội, vậy ta bỏ ra tay tốt lắm, miễn được lưu một cái gieo họa. Vừa nói liền muốn ra tay, hoàn toàn tiêu diệt Vũ Hoàng Giã. Đừng giết ta! Vũ Hoàng Giã kinh hoàng lui về phía sau, run lẩy bẩy. Thiên nữ tỷ tỷ, không nên sằng bậy. Diệp Thần vậy vội vàng ngừng thiên nữ. Đúng như là Nhâm Phi Phàm mà nói, hắn sẽ không giết lung tung vô tội, huống chi Vũ Hoàng Giã vẫn là đồ đệ của mình. Nhâm Phi Phàm cũng nói, đừng giết người lung tung, giữ lại tính mạng hắn đi. Thiên nữ nói, vì sao? Ngươi sẽ không sợ hắn tương lai phản bội. Nhâm Phi Phàm nói, chỉ cần là ở chỗ này đời tinh không dưới, bất kỳ người phản bội, chỉ có một con đường chết, cũng không chạy khỏi ta kiếm, ta có tự tin này. Lưu hắn còn sống, tương lai Thiên Khải Chí Tôn nếu như muốn hạ xuống, nhất định là từ trên người hắn bắt đầu, chúng ta cũng có phương hướng, tốt hơn tràn đầy không mục đích. Lời nói này bình thản tự nhiên, nhưng tự có một cổ sát phạt kiêu ngạo. Vũ Hoàng Giã vui vẻ nói, đa tạ tiền bối tha mạng, ta thề không phụ lòng luân hồi. Thiên nữ nhún vai một cái, nói, tùy các ngươi đi. Dù sao, ta cùng các ngươi luân hồi trận doanh, là địch không phải bạn. Các ngươi bị người phản bội, vậy chuyện không liên quan ta. Cái nào là địch không phải bạn bốn chữ, đặc biệt chói tai. Diệp Thần nghe vào trong tai, trong lòng rất không phải mùi vị. Nhâm Phi Phàm ngược lại là không có vấn đề. Đổi câu chuyện, nói thiên nữ, người nói phải đi tiên đế đài quyết chiến. Thiên nữ nói, vậy tiên đế đài ở Thanh Lại Vực, chúng ta qua bên kia quyết chiến, cũng không cần lo lắng bị người quấy rầy, cũng sẽ không có người đục nước béo cò. Thanh Lại Vực là Thanh Lại Thương Hội địa bàn, mà Thanh Lại Thương Hội, sau lưng nắm giữ nhân vật, chính là trong truyền thuyết Dạ Mẫu. Từ cửu thần thời đại thẳng đến hiện tại, rất nhiều cổ thần đều ở đây trong chiến tranh chết đi. Không chết vậy gánh bị trọng thương, thoi thóp. Nhưng Dạ Mẫu, lại không có bị ảnh hưởng quá lớn. Nàng bị Nham Thần Thiên Tôn đánh bại sau đó, liền một mực ẩn cư,
ngược lại nhân họa đắc phúc, ở thần minh trong chiến tranh bị tổn thương nhỏ nhất, đến ngày hôm nay như cũ giữ thân xác cùng hoàn chỉnh thần cách. Ở nàng uy nghiêm hạ, ai cũng không dám ở Thanh Lại Vực gây chuyện. Thiên nữ đem quyết chiến địa điểm đặt ở Thanh Lại Vực, tự nhiên lại không quá thích hợp. Nhâm Phi Phàm nói, tiên đế đài cũng tốt, kiếm môn và vạn khư, muốn đến sẽ không công khai đắc tội dạ mẫu, nhưng tử thần giáo đoàn liền khó nói. Thiên nữ nói, không cần lo lắng, trừ phi ma nữ tự mình hạ xuống, nếu không không thể nào phá hoại Thanh Lại Vực trật tự. Nhâm Phi Phàm nói, được, cụ thể quyết chiến thời gian, định ở 10 ngày sau như thế nào? Thiên nữ nói, có thể, vậy 10 ngày sau, tiểu phàm, chúng ta quyết tử chiến một trận, ta sẽ từ trên mình ngươi, đoạt lại ta thiên mệnh khí vận. Nhâm Phi Phàm nói, ta cũng sẽ giết ngươi, là luân hồi xóa bỏ chướng ngại, chặt đứt tình nghiệt tội tơ. Quay đầu hướng Diệp Thần nói, thằng nhóc, vậy ta đi trước, nơi này liền giao cho ngươi. Dứt lời, Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không rời đi. Đảm nhiệm thiên nữ mắt đẹp nhìn Diệp Thần, ánh mắt khá là phức tạp, rồi sau đó nhẹ bước đi tới trước, nhắm mắt lại, nhu tình trăm vòng, nhẹ nhàng hôn Diệp Thần một tí, nói, đứa nhỏ, ta cũng đi. Thật ra thì ta có một lá bài tẩy, rất có thể xuất kỳ bất ý, đem tiểu phàm giết chết. Cùng giết chết tiểu phàm sau đó, ta cũng sẽ đem ngươi giết chết, cướp đoạt ngươi hết thảy. Nhưng ngươi yên tâm, ở ngươi trước khi chết, ta sẽ cho ngươi nhất vô thượng vui vẻ. Nàng ôn nhuyễn thân thể, gần sát đến Diệp Thần trên mình, lặng lẽ kéo Diệp Thần tay, ở trên người mình vuốt ve một tí, tư thái mười phần mập mờ, sau đó một tiếng cười khẽ, hóa thành gió tuyết rời đi. Diệp Thần ngơ ngác nhìn thiên nữ rời đi bóng người, buồn bã mất mát, cũng không biết thiên nữ lá bài tẩy là cái gì. Sư phụ, một bên Vũ Hoàng Giã, khẽ gọi nói, lại đem thiên khải ma kiếm trình lên, đưa cho Diệp Thần. Hiện tại vô tướng Tôn Vương chết, Minh vô tộc toàn bộ tiêu diệt, có rất nhiều sự việc cần xử lý. Diệp Thần phục hồi tinh thần lại, khoát khoát tay, nói cái này cầm ma kiếm ngươi cầm đi, tương lai thiên khải chí tôn. Như từ trên mình ngươi hạ xuống, ta cũng có thể cảm ứng được. Diệp Thần từng dùng thiên khải ma kiếm, chém ra thiên quân phong thần bia bộ phận cấm chế, cùng thanh kiếm này nhân quả liên lụy cực sâu. Nếu như sau này thiên khải chí tôn thật hạ xuống, cũng tiếp xúc tới thanh kiếm này, Diệp Thần là có thể lập tức cảm ứng được, trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Dạ, sư phụ. Vũ Hoàng Giã nhận lấy thiên khải ma kiếm, lại cắn răng nói, sư phụ, ngươi yên tâm. Ta sẽ không thuộc phản bội ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, không nói gì thêm, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, cảm thấy trước đó chưa từng có mệt mỏi. Theo vô tướng Tôn Vương và Minh vô tộc tiêu diệt, bao phủ ở cái thế giới này hắc ám khí tức, hoàn toàn tản đi. Bầu trời khôi phục quang đãng, mặt trời chiếu sáng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Diệp Thần trên mình, hắn có chút muốn ngủ. Hắn mới vừa cùng vô tướng Tôn Vương đánh một trận. Thân thể tiêu hao thực sự quá lớn. Sư phụ, ta đỡ người đi về nghỉ. Vũ Hoàng Giã cung kính nói. Ừ. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức liền do Vũ Hoàng Giã dìu đỡ, trở lại vạn tộc tổ địa. Vạn tộc tổ trong đất các võ giả, thấy hắc ám tan đi, đã biết vô tướng Tôn Vương chết, cử tộc mừng rỡ như điên, hoan hô gầm thét, đều ở đây tán tụng luân hồi vĩ đại. Diệp Thần ở vạn tộc tổ địa bên trong nghỉ ngơi 3 ngày. Trạng thái thân thể đã khôi phục lại đỉnh cấp, thần thái sáng láng. Minh vô khu đã đổi tên là Long Đằng Khu, lấy kỷ niệm Diệp Thần chiến công. Ở nơi này 3 ngày thời gian bên trong, Long Đằng Khu công việc, Diệp Thần giao cho Lục Hòa Thiền và Vũ Hoàng Giã xử lý. Ở Long Đằng Khu các nơi, cũng tạo lập được Diệp Thần pho tượng, tất cả người quỳ bái. Diệp Thần cảm thấy vô số tín ngưỡng lực, hội tụ đến trên người mình, để cho khí vận của hắn, tích góp được càng bằng bạc. Nếu như tin ngưỡng đầy đủ, hắn thậm chí có thể hội tụ thần cách, trở thành trong truyền thuyết thần minh. Đồng thời, Diệp Thần giã công vài chân tướng, tỏ rõ mình thực lực, cũng không có các tín đồ tưởng tượng như vậy ngoại hạng. Hắn cách chân lý đỉnh cấp, đường phải đi còn rất dài. Rất nhiều tín đồ, ở sau khi biết chân tướng, tín ngưỡng cũng không có sụp đổ, như cũ kiên định. Bởi vì, Diệp Thần xóa bỏ Long Đằng Khu hắc ám, đã dùng thực lực tỏ rõ. Hắn có đầy đủ tiềm lực, tương lai chấp chưởng chân lý đỉnh. Ngày này, Diệp Thần chuẩn bị rời đi. Nhâm Phi Phàm và thiên nữ đại chiến sắp tới, hắn chuẩn bị đi Thanh Lại Thương Hội xem cuộc chiến. Sư phụ! Đây là, Vũ Hoàng Giã đi vào Long Đằng trong đại điện,
tựa hồ có chuyện muốn bẩm báo. Chuyện gì? Diệp Thần hỏi. Sư phụ, bên ngoài có lão đầu, tự xưng kêu Tiêu Tinh Hà, hắn nói hắn muốn gặp ngươi. Vũ Hoàng Dã nói. Tiêu Tinh Hà. Diệp Thần con ngươi hơi co lại. Tiêu Tinh Hà, chính là 10 đại thiên quân trong thế gia, Tiêu gia lão tổ, 8 đại thiên kiếm đúc người, trong truyền thuyết kiếm thần lão tổ. Theo Diệp Thần biết, Tiêu Tinh Hà đã lần nữa rời núi, cũng trở lại Vạn Khư, là Vũ Hoàng cổ đế cống hiến. Nói cách khác, Tiêu Tinh Hà là Vũ Hoàng cổ đế dưới quyền. Diệp Thần trong đầu nghĩ, kiếm thần lão tổ tới gặp ta, không biết có chuyện gì. Hắn do dự chốc lát, vẫn là nói, kêu hắn vào đi. Vũ Hoàng Dã nói, ừ. Xoay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn liền mang theo một cái ông già, bước vào trong đại điện. Vậy ông già chính là kiếm thần lão tổ, Tiêu Tinh Hà. Tiêu Tinh Hà tinh thông binh tự quyết, kỹ thuật luyện khí siêu tuyệt, nhưng võ đạo tu vi cũng không coi là bao nhiêu cường hãn. Diệp Thần cảm nhận được Tiêu Tinh Hà hơi thở, liền có thể khẳng định, lấy mình thực lực trước mắt, đơn đả độc đấu mà nói, đủ để giết chết đối phương. Đã từng ở Diệp Thần trong mắt, cao cao tại thượng thiên quân lão tổ, hiện tại hắn đã có chém giết tư cách. Có thể tưởng tượng được, hắn tiến vào thái thượng thế giới sau đó, tiến bộ có bao nhiêu lớn. Luân hồi chi chủ, vẫn khỏe chứ? Tiêu Tinh Hà gặp được Diệp Thần, cười khổ một tí, khom người cúi đầu thi lễ, thái độ khá là khiêm tốn. Tiêu tiền bối, vẫn khỏe chứ? Diệp Thần tâm tình cũng là khá là phức tạp. Hắn cùng Tiêu Tinh Hà, giao tình khá là không tệ, nhưng đối phương lần nữa là Vũ Hoàng cổ đế cống hiến, vậy cũng không cách nào lại làm bạn. Tiêu Tinh Hà tựa hồ nhìn ra Diệp Thần suy nghĩ, cười khổ nói, ta là Vũ Hoàng cổ đế cống hiến, cũng là vạn bất đắc dĩ, hắn cầm ta Tiêu gia tộc nhân tánh mạng uy hiếp, như ta không rời núi, hắn liền giết Tiêu gia ta toàn tộc, hơn nữa vậy sẽ không bỏ qua ta. Diệp Thần mặt không cảm giác, nói ta rõ ràng, tiền bối, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi tới hôm nay tìm ta, vì chuyện gì? Tiêu Tinh Hà nói, Vũ Hoàng cổ đế ủy thác ta, kêu ta chế tạo một thanh kiếm sao, dùng để chứa thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm. Diệp Thần tim căng thẳng, cái này thiên tội cổ kiếm, là 4 lớn cao nhất thần khí một trong, sát phạt đặc biệt ác liệt. Ban đầu thiên nữ, chính là bị thiên tội cổ kiếm chém thành trọng thương. Tiêu Tinh Hà nói tiếp, đúng vậy, Vũ Hoàng cổ đế cùng không không lúc nào không, câu thông càng ngày càng sâu, hắn muốn đem thiên tội cổ kiếm triệu hoán xuống, chém ngang thái thượng thế giới, xưng bá vô địch. Nhưng, vậy thiên tội cổ kiếm, ở 4 lớn cao nhất thần khí bên trong, xếp hạng thứ nhất, thần uy mênh mông, kiếm thế kinh thiên, không phải hiện thế quy luật có thể chứa. Muốn chứa thiên tội cổ kiếm, nhất định phải có một cái đủ quá cường hãn vỏ kiếm. Cho nên, Vũ Hoàng cổ đế ủy thác ta, chế tạo vỏ kiếm. Nếu như ta đánh làm không được, hắn liền giết cả nhà ta. Diệp Thần hỏi, tiền bối, người có nắm chắc chế tạo? Tiêu Tinh Hà nói, đã từng có coi bói nói, ta lên ứng thiên khải tinh, nếu như nói ở không không lúc nào không bên trong, thiên khải chí tôn luyện khí thứ nhất. Vậy, ở thế giới hiện thật, ta luyện khí thành tựu, chính là thứ nhất. Vũ Hoàng cổ đế cầm tu la kiếm hồn cho ta. Lấy tu la kiếm hồn là vật liệu, hơn nữa Vũ Hoàng thiên giới địa mạch linh khí, Vạn Khư thần điện tích lũy khí vận, ta có lòng tin chế tạo ra vỏ kiếm. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói tiền bối, tu la kiếm hồn ở bên trong tay ngươi. Vậy tu la kiếm hồn, là luân hồi thiên kiếm cuối cùng một đạo kiếm hồn. Nếu như lấy được nói, Diệp Thần luân hồi thiên kiếm, liền có thể khôi phục nguyên vẹn. Đến lúc đó, hắn luân hồi huyết mạch, cũng có thể tiến một bước mạnh mẽ. Nói không chừng luân hồi thất tinh, vậy sẽ đi theo lột xác thức tỉnh. Ban đầu vì tranh đoạt tu la kiếm hồn, Diệp Thần trả giá thiên giá thật lớn, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không giành được. Vậy tu la kiếm hồn, vậy rơi vào Vũ Hoàng cổ đế trong tay. Hắn nơi nào nghĩ đến, hôm nay cái này tu la kiếm hồn, lại có thể ở Tiêu Tinh Hà trên tay. Tiêu Tinh Hà phụng Vũ Hoàng cổ đế mệnh lệnh, phải dùng tu la kiếm hồn đúc vỏ kiếm, lấy chứa thiên tội cổ kiếm. Tiêu Tinh Hà nói, không sai, tu la kiếm hồn ở ta trong tay, luân hồi chi chủ, ta lần này tới, là muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Diệp Thần nói, giao dịch gì? Tiêu Tinh Hà nói, ta có thể đem tu la kiếm hồn cho ngươi, nhưng... Diệp Thần ngạc nhiên nói, ngươi phải đem tu la kiếm hồn đưa cho ta.
Ngươi không phải muốn đánh tạo vỏ kiếm sao? Sẽ không sợ Vũ Hoàng cổ đế trách phạt. Hắn ban đầu vì tranh đoạt tu la kiếm hồn, có thể nói là sát phí khổ tâm. Nào nghĩ tới vào giờ phút này, Tiêu Tinh Hà lại có thể nói thẳng muốn tặng. Tiêu Tinh Hà cười khổ nói, ta dùng tu la kiếm hồn, tuy có thể lấy chế tạo ra vỏ kiếm, nhưng tự thân giá phải trả vậy tất nhiên to lớn, thậm chí phải bỏ ra tánh mạng, ta còn không dòm ngó gặp con đường luyện khí đỉnh cấp, nhưng không nghĩ lúc này chết đi. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, vậy ngươi muốn cùng ta giao dịch cái gì? Hắn biết tu la kiếm hồn cực kỳ chân quý, Tiêu Tinh Hà không thể nào trắng trắng tặng, tất nhiên có giá phải trả. Tiêu Tinh Hà ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, nhìn về phía đứng ở một bên Vũ Hoàng Dã, chỉ hắn nói ta muốn hắn. Vũ Hoàng Dã ngạc nhiên, chỉ mình ta. Tiêu Tinh Hà nói, đúng vậy, trên mình ngươi có Thiên Khải Chí Tôn hơi thở, chỉ cần ngươi chịu hỗ trợ, ta coi như không có tu la kiếm hồn, thậm chí không có bất kỳ vật liệu, đều có thể vô căn cứ đúc xuất kiếm sao. Bởi vì, Thiên Khải Chí Tôn, chính là trên đời lợi hại nhất luyện khí sư, chỉ cần có thể được hắn một chút xíu ban phúc, muốn đánh tạo một cái chứa thiên tội cổ kiếm vỏ kiếm, cũng không phải là việc khó. Lấy lại bình tĩnh, hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ngươi xem khoản giao dịch này như thế nào. Đem ngươi cái này Vũ Hoàng Dã ủy thác cho ta, hắn làm ta trợ thủ, giúp ta đúc vỏ kiếm, ta liền không cần chết, ngươi cũng có thể bắt được tu la kiếm hồn. Giao dịch này, đối với chúng ta hai bên đều có chỗ tốt. Diệp Thần nghe xong Tiêu Tinh Hà mà nói, nhất thời tâm loạn, chân mày nếp nhăn càng chặt hơn. Vũ Hoàng Dã trợn mắt hốc mồm, hắn cũng biết tu la kiếm hồn trọng yếu, là để cho luân hồi thiên kiếm khôi phục hoàn chỉnh hy vọng duy nhất. Nhưng, muốn hắn đi làm Tiêu Tinh Hà trợ thủ, quả thực để cho hắn có chút bất an. Dẫu sao, Tiêu Tinh Hà là Vạn Khư người bên dưới. Hắn nếu là trở lại Vạn Khư, luân hồi tín ngưỡng rất có thể dao động. Bởi vì, hắn thân cái Vũ Hoàng huyết mạch, thân phận quá đặc thù. Nếu như ở bên ngoài, hắn có thể bảo đảm, mình sẽ không thuộc phản bội Diệp Thần. Nhưng đi Vạn Khư, trời mới biết sẽ có hậu quả gì không. Dừng một chút, Vũ Hoàng Dã ánh mắt bỗng nhiên rét một cái, bung ra sát khí, hướng Diệp Thần nói, sư phụ, chỉ cần giết lão đầu này, tu la kiếm hồn không chính là của chúng ta sao. Hắn tiếng nói rơi xuống, nhất thời, bên ngoài đại điện tiếng bước chân dậy, Lục Hòa Thiền đã mang một đội tinh nhuệ cường giả, xông vào trong đại điện, đao kiếm đều xuất hiện, đem Tiêu Tinh Hà vây lại, đằng đằng sát khí. Tiêu Tinh Hà nhìn chung quanh sáng loáng đao kiếm, khẽ mỉm cười, nhìn Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, ta sớm có dự liệu, cho nên, ta cũng không có đem tu la kiếm hồn mang trên người, người giết ta cũng không dùng. Hắn thân là trời quân lão tổ một trong. Tâm tư cũng là tương đương cẩn thận, tuy tin tưởng Diệp Thần làm người, nhưng vẫn là trước thời hạn giữ lại một tay. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hướng những cái kia tinh nhuệ cường giả quát lên, các ngươi làm gì, cũng cho ta lui ra. Hắn cũng không ý tổn thương Tiêu Tinh Hà, vô duyên vô cớ giết người đoạt bảo, loại chuyện này cũng có làm trái hắn chủ tâm. Lục Hòa Thiền cảnh giác nhìn Tiêu Tinh Hà một mắt, nhưng nghe vẫn là từ Diệp Thần mệnh lệnh, dẫn người lui ra. Diệp Thần tâm loạn như ma, trong chốc lát không biết như thế nào cho phải. Tu la kiếm hồn hắn tuyệt không thể buông tha, nhưng muốn bắt Vũ Hoàng Dã đi giao dịch, cho dù đối phương nguyện ý, hậu quả cũng quá khó khăn dự liệu. Một khi Tiêu Tinh Hà thành công đúc vỏ kiếm, Vũ Hoàng cổ đế không cố kỵ nữa, thật đem thiên tội cổ kiếm chân thân triệu hoán xuống, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vũ Hoàng Dã ánh mắt động một cái, đột nhiên hướng Tiêu Tinh Hà nói, Tiêu tiền bối, là ta lỗ mãng. Ngươi muốn ta làm ngươi trợ thủ, vậy cũng có thể, ta đi với ngươi chính là, chỉ cần ngươi chịu giao ra tu la kiếm hồn. Nhưng, ta thề không phản bội luân hồi, ngươi muốn đúc vỏ kiếm, đúc phải cách xa Vạn Khư thần điện, miễn được ta đạo tâm chịu ảnh hưởng. Lòng hắn muốn, ta giả vờ đáp ứng lão đầu này, nhưng cố ý giúp qua loa, không cho hắn đúc vỏ kiếm thành công cơ hội, như vậy thì sẽ không gieo họa sư phụ. Tiêu Tinh Hà nghe được Vũ Hoàng Dã đáp ứng, trong lòng đại hỉ. Hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, người học trò đã đáp ứng, người thấy thế nào? Hắn cũng biết, Vũ Hoàng Dã cũng không phải là thành tâm muốn làm hắn trợ thủ. Nhưng, không có vấn đề, chỉ cần Vũ Hoàng Dã chịu cùng hắn đi, hắn tự nhiên có biện pháp. Diệp Thần chau mày, biết khoản giao dịch này, sau lưng liên lụy nhân quả, quả thực là to lớn. Tu la kiếm hồn, luân hồi thiên kiếm, thiên khải chí tôn,
thiên tội cổ kiếm. Diệp thần muốn suy tính tương lai cát hung, nhưng nhân quả quá lớn, vậy đẩy không tính ra. Hắn trong lòng cẩn thận cân nhắc, lặp đi lặp lại suy nghĩ, trong đầu nghĩ. Luân hồi thiên kiếm nhất định phải khôi phục nguyên vẹn, tu la kiếm hồn tuyệt không thể mất đi. Vũ hoàng cổ đế muốn tạo vỏ kiếm, coi như hắn có thể thành công, cũng chưa chắc có thể triệu hoán thiên tội cổ kiếm. Thiên tội cổ kiếm không phải chuyện đùa, thần uy sát phạt so với thiên đế kim luân còn lợi hại hơn, chỉ là một món kiếm đạo ý chí, ban đầu liền đem thiên nữ chém thành trọng thương. Kinh khủng như vậy thần kiếm, tuyệt không phải đời này tinh không có thể chứa. Ở Diệp thần trong lòng, hắn cũng không tin, vũ hoàng cổ đế có thể đem thiên tội cổ kiếm triệu hoán xuống. Coi như thật triệu hoán thành công, đó cũng là tương lai sự việc. Hắn sẽ một mực trưởng thành tiến bộ, ở tương lai, chưa chắc không có đối với kháng có thể. Mà trước mắt tu la kiếm hồn, một khi mất đi, nhưng là trọn đời hối hận. Nghĩ như vậy, Diệp thần cuối cùng là gật đầu, nhìn xem vũ hoàng giã, lại nhìn xem Tiêu Tinh Hà, nói, được, tiền bối, khoản giao dịch này, cứ quyết định như vậy. Đồ nhi, người sau này đi theo Tiêu tiền bối, hắn muốn đúc vỏ kiếm, người giúp hắn là được. Vũ hoàng giã trong lòng khác có ý tưởng, nhưng ngoài mặt vẫn là cung kính kêu, dạ, sư phụ. Diệp thần gật đầu một cái, nói Tiêu tiền bối, vậy tu la kiếm hồn lúc nào cho ta? Tiêu Tinh Hà nói, kiếm hồn ta ở lại vũ hoàng thiên giới, ngươi tự mình đi thiên giới một chuyến, ta liền đem kiếm hồn cho ngươi. Ở bên ngoài giao dịch, ta không yên tâm, vạn nhất ngươi cưỡng ép muốn giết người đoạt bảo, ta có thể không đánh lại ngươi, ha ha. Ta không phải là không tin tưởng ngươi, chỉ là nhân quả liên lụy quá lớn, vẫn là thận trọng điểm cho thỏa đáng. Diệp thần cau mày nói, vũ hoàng thiên giới là vạn khư nơi chủ yếu bàn, ta nếu là đi, ngay tức thì cũng sẽ bị vũ hoàng cổ đế phát hiện, làm sao còn giao dịch. Trước kia Diệp thần cũng đi qua vũ hoàng thiên giới, kết quả thiếu chút nữa không ra được, cuối cùng liên lụy thiên nữ trọng thương. Tiêu Tinh Hà nói, qua mấy ngày sau đó, chính là Nhâm Phi Phàm và đảm nhiệm thiên nữ quyết chiến ngày, đến lúc đó, vũ hoàng cổ đế cũng muốn đi xem cuộc chiến, ngươi thừa dịp vũ hoàng cổ đế không có ở đây. Lại tới thiên giới chính là, đây là duy nhất giao dịch cơ hội, ngươi ngàn vạn lần không thể bỏ qua. Diệp thần sắc mặt trầm xuống, Nhâm Phi Phàm và thiên nữ giao chiến, hắn vậy không muốn bỏ qua. Trận chiến này đối hắn mà nói, là vô cùng trọng yếu. Tiêu Tinh Hà nói, chúng ta giao dịch không tốn nhiều ít thời gian, ngươi bắt được tu la kiếm hồn sau đó, vẫn còn kịp trở về xem cuộc chiến, không cần lo lắng bỏ qua. Diệp thần trong đầu nghĩ cũng vậy. Liền gật đầu nói, được, cứ quyết định như vậy. Vũ hoàng giã hướng Tiêu Tinh Hà nói, này, lão đầu, ta cũng không đi vũ hoàng thiên giới, nếu không vạn khư khí vận ảnh hưởng ta đạo tâm, vậy cũng thật to không ổn. Hắn cuối cùng lưng đeo vũ hoàng gia tộc huyết mạch, nếu là quá mức đến gần vạn khư thần điện, ắt phải bị ảnh hưởng, một khi đạo tâm dao động, rất có thể sẽ trở về vạn khư, ngang hàng phản bội luân hồi. Tiêu Tinh Hà nói, yên tâm, ta sẽ ngoài ra chọn một chỗ. Cách xa vạn khư, thành tựu đúc chi địa, ngươi không cần lo lắng. Vũ hoàng giã thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì tốt. Tiêu Tinh Hà hướng Diệp thần chắp tay một cái, nói, luân hồi chi chủ, vậy ta đi trước, chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nếu bị vũ hoàng cổ đế biết, ta cầm tu la kiếm hồn làm giao dịch, hắn phải giết liền ta. Hắn giọng nói không nén được sợ hãi, đặc biệt sợ vũ hoàng cổ đế. Hiện tại chỉ muốn mau sớm hoàn thành giao dịch. Chế tạo ra vỏ kiếm, hoàn thành nhiệm vụ, lại lấy vũ hoàng giã làm chất dẫn, hướng thiên khải chí tôn khấn cầu, cầu được che chở, thoát khỏi bể khổ. Diệp thần gật đầu nói, ta biết, tiền bối mời yên tâm. Vũ hoàng giã hơi có chút chán nản nói, sư phụ, vậy ta đi, người yên tâm, ta sẽ không thuộc phản bội ngươi. Thỏa thuận xong, vũ hoàng giã đi theo Tiêu Tinh Hà đi. Diệp thần suy nghĩ muôn vàn, hắn biết khoản giao dịch này làm thành. Liền không quay đầu lại nửa đường. Nhưng, chỉ cần có thể thuận lợi bắt được tu la kiếm hồn, hắn tuyệt không hối hận. Quyết định sau đó, Diệp thần để cho Lục Hòa Thiền lưu lại, trông coi Long Đằng khu công việc. Mọi chuyện đã định, Diệp thần phong tỏa Thanh Lại Vực tọa độ, biến dạng hư không, trực tiếp đi Thanh Lại Vực. Đi tới Thanh Lại Vực sau đó, Diệp thần nhưng phát hiện lối vào, đầu người chào chào. Nhâm Phi Phàm và đảm nhiệm thiên nữ quyết chiến sắp tới. Địa điểm ngay tại Thanh Lại Vực Tiên Đế Đài, tin tức truyền ra, toàn bộ thái thượng thế giới đều oanh động,
vô số võ giả trước thời hạn chạy tới, muốn chiếm cái vị trí tốt xem cuộc chiến. Dẫu sao tiên đế đại chiến, coi như chỉ là ngắm nhìn, cũng có thể cảm ngộ võ đạo, tăng tiến tu vi, có thiên đại chỗ tốt. Thanh Lại Thương Hội vậy nhanh chóng động tác, tất cả muốn vào trận người xem cuộc chiến, đều cần mua vé vào cửa, giá cả cực kỳ đắt tiền. Thanh Lại Vực vì thế khai thông mấy cái lối vào lối đi, tiếp nhận người xem quý khách, tình cảnh một phiến huyên náo. Không phải đâu, ta mấy chục ngàn viên đan dược, chỉ có thể đổi 5 viên hạ phẩm nguyên ngọc. Một tấm vé vào cửa muốn 1.000 viên hạ phẩm nguyên ngọc, sẽ hay không quá đắt một chút. Từng trận tiếng huyên náo truyền vào Diệp Thần trong tai. Chắc hẳn chàng này tiên đế đại chiến sau này, Thanh Lại Vực phát hành nguyên ngọc, sẽ trở thành là toàn bộ thái thượng thế giới lưu thông tiền. Nguyên ngọc hàm chứa dư thừa năng lượng, hấp thu sau đó, đối người tu luyện cũng là rất có ích lợi. Diệp Thần trên tay có hơn 10.000 viên thượng phẩm nguyên ngọc, đổi thành hạ phẩm nói, đó chính là ước chừng 1 triệu siêu cấp số tiền lớn. Hắn mua vé vào cửa, sau đó tiến vào Thanh Lại Vực. Cái này Thanh Lại Thương Hội được gọi là cái gì đều được giao dịch, Diệp Thần, người không bằng đi hỏi một chút, vậy Di Thất Chi Cảnh ở địa phương nào? Đây là, Diệp Thần nghe được Huyền Hàn Ngọc thanh âm. Huyền Hàn Ngọc tâm niệm, vẫn là muốn khôi phục thân xác. Tổ huyền đồ sau lưng bí mật, đã bước đầu biết rõ, cùng một cái cổ xưa bảo tàng có liên quan, đó là cửu thần thời đại bảo tàng, ở một phiến Di Thất Chi Cảnh bên trong. Nếu như có thể tìm được vậy Di Thất Chi Cảnh mà nói, nàng thân xác liền có thể khôi phục. Diệp Thần trong lòng động một cái, vậy phiến Di Thất bảo tàng, nói không chừng cũng có hắn yêu cầu thiên tài địa bảo, lập tức gật gật đầu nói, được, ta đi hỏi một chút. Diệp Thần kính vãng Thanh Lại Thương Hội đi, còn chưa tới thương hội, chỉ đi tới nửa đường, liền có mấy cái thương hội trưởng lão phi thân tới, cung kính chắp tay hỏi, xin hỏi là Luân Hồi Chi Chủ sao? Diệp Thần nói, là ta. Một cái trưởng lão cung kính nói, gặp qua Luân Hồi Chi Chủ, nhà chúng ta lão tổ muốn gặp ngươi. Diệp Thần tâm thần khẽ nhúc nhích, ừ một tiếng, nói, xin dẫn đường. Mời. Vậy mấy trưởng lão, liền mời Diệp Thần, hướng một chỗ bay đi, cũng không phải đi thương hội trụ sở chính, mà là đi tới một tòa phong cách cổ xưa dinh trước. Dinh bảng hiệu, y lữ phủ hai chữ. Vậy mấy trưởng lão, dẫn Diệp Thần tiến vào lữ phủ, tới đến đại sảnh bên trong. Nhưng gặp trên đại sảnh, treo một bức họa kia Diệp Thần là đã gặp, phía trên hội họa trước núi thây biển máu cảnh tượng. Ở đó thi hài chất đống thành trên núi, từng cái chim sơn ca bay lượn vần quanh. Chim sơn ca vây quanh bên trong, là một người thiếu nữ hình bóng, thân hình nhỏ hết sức mà mềm yếu. Đó chính là Dạ Mẫu hình bóng. Bởi vì bức họa này tồn tại, toàn bộ phòng khách đều là âm khí dày đặc, tràn ngập một cổ tử vong bóng tối nghiêm túc hơi thở, làm người ta không dám thở mạnh. Ở bức họa này trước mặt, một cái ông già chắp hai tay sau lưng, mỉm cười đứng, chính là Lữ gia sư tổ Lữ Động Huyền. Luân Hồi Chi Chủ, vẫn khỏe chứ? Lữ Động Huyền thấy Diệp Thần tới, mỉm cười chào hỏi. Tiền bối, vẫn khỏe chứ? Diệp Thần cũng là chắp tay thi lễ, chỉ gặp Lữ Động Huyền trên mình, vẫn không có một chút việc người hơi thở, hắn là lấy người chết tư thái, tồn tại ở nơi này thế gian. Sống chết lần lượt thay nhau, thời không xen lẫn, cái này sau lưng là thần linh thủ đoạn, là không không thời không thủ đoạn. Thời khắc này Diệp Thần, là khó hiểu. Ngươi rốt cục thì tới, Dạ Mẫu đại nhân muốn gặp ngươi rất lâu rồi. Lữ Động Huyền cười nói. Dạ Mẫu muốn gặp ta. Diệp Thần sửng sốt một chút. Đúng vậy, ngươi như không ngại, mời cùng ta đi một chuyến. Lữ Động Huyền nói. Diệp Thần nhìn bước kia núi thây biển máu, chim sơn ca bay múa cổ họa, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Dạ Mẫu vậy sẽ không làm thương tổn hắn. Thậm chí liền nham thần cốt như thế vật chân quý, cũng bỏ được tặng đưa ra. Được, đi thôi. Diệp Thần liền gật đầu đáp ứng, hắn cũng muốn gặp lại gặp Dạ Mẫu. Mời. Lữ Động Huyền cung kính mời Diệp Thần, cùng bước vào trong tranh thế giới. Hai người tiến vào trong tranh thế giới, vậy phiến núi thây biển máu khủng bố tình cảnh, chính là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hai người. Thi hài xếp thành trên núi. Một cái chim sơn ca thiếu nữ đưa lưng về phía thế giới, cô độc đứng, thật giống như xa cuối chân trời, lại thích xem ở trước mắt. Lữ Động Huyền cúi đầu, không dám nhìn thẳng Dạ Mẫu. Dạ Mẫu là chân chánh thần minh, thần linh hơi thở, đối người bình thường mà nói,
uy thế quá mức khủng bố. Chỉ là nhìn thẳng, thì có thể để cho người dính không rõ, thống khổ chết đi. Diệp Thần nhìn Dạ Mẫu hình bóng, ngược lại là không có gì khó chịu. Hắn Long Đằng mệnh tinh đã khai mở, luân hồi huyết mạch lực lượng lớn vào, hiện tại hắn đã có nhìn thẳng thần linh tư cách. Lại có thể nhìn thẳng ta. Không tệ, không tệ. Luân hồi huyết mạch, không hổ là bao trùm chư thiên tồn tại. Dạ Mẫu chậm rãi quay đầu, cùng Diệp Thần bốn mắt giáp nhau, phát ra thanh thúy như chim sơn ca tán thưởng thanh âm. Nàng vừa mở miệng, thật giống như ngày xuân ánh mặt trời, hòa tan băng tuyết, làm người ta nghe đặc biệt thoải mái. Chung quanh núi thây biển máu cảnh tượng, vậy toàn bộ hóa đi, tất cả máu tanh cùng khủng bố đều biến mất, cỏ xanh lục địa xuất hiện, con bướm ong mật bay lượn. Cái này hắc ám kinh khủng thế giới, trong phút chốc đổi được chim hót hoa nhang, trong không khí truyền tới cỏ xanh mùi thơm, còn có thiếu nữ thơm dịu. Một cái bàn đá cùng mấy tờ băng đá, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở Diệp Thần và Lữ Động Huyền trước mặt, trên bàn có chút trái cây rượu ngon, còn có một cái lư hương, cây đàn hương lượn lờ. Ngồi đi. Dạ Mẫu đang ngồi ở trên cái băng ghế, mảnh khảnh tay châm hai ly rượu, mời Diệp Thần liền ngồi. Diệp Thần gật đầu một cái, yên ổn ngồi xuống, ngắm nhìn Dạ Mẫu. Đây là một cái đặc biệt tươi đẹp, đặc biệt xinh đẹp nhu nhược thiếu nữ, thân mặc áo đen, vóc người có chút trẻ trung. Quang nhìn bề ngoài hình tượng, chân thực khó mà cầm đêm tối mẫu thân, chết nắm giữ, vĩ đại thần Minh Vân. Vân từ mắt, cùng cô gái này liên hệ với nhau. Lữ Động Huyền cúi đầu đứng ở một bên, nhưng cũng không dám ngồi xuống. Ngươi lại có thể cầm ta đưa cho ngươi nham thần cốt, chuyển tặng cho người khác, có chút quá đáng nha. Dạ Mẫu ngón tay nhỏ nhắn nắm ly rượu, môi đỏ mỏng khẽ nhấp một cái, trong suốt trong mắt nhìn Diệp Thần, thanh âm có chút giống bị ủy khuất phổ thông thiếu nữ. Xin lỗi. Diệp Thần cười khổ một tí, trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. À, thôi, ta đưa cho ngươi đồ. Chính là của ngươi, ngươi xử trí như thế nào, cũng là quyền tự do của ngươi. Dạ Mẫu có chút bất đắc dĩ nói. Đa tạ Dạ Mẫu tiền bối thông cảm. Diệp Thần cho nàng mời một ly rượu, nói. Không cần kêu ta Dạ Mẫu, cũng không cần kêu ta tiền bối, ngươi là bao trùm chư thiên luân hồi chi chủ, như vậy tôn xưng, ta cũng không chịu nổi, kêu tên ta liền có thể, ta kêu Phong Ngữ Oanh. Dạ Mẫu ôn hòa cười nói. Phốc xích. Lữ Động Huyền đột nhiên hộc máu, sắc mặt trắng bệch quỳ sụp xuống đất. Thần linh tên thật, đối người bình thường mà nói, cũng là thiên uy vậy mênh mông tồn tại. Nếu như thần minh đã chết, tên thật uy lực, có thể không sẽ lớn như vậy. Nhưng Dạ Mẫu còn sống, nàng tên thật một tiết lộ, to lớn uy áp liền để cho Lữ Động Huyền hộc máu trọng thương. Diệp Thần võ đạo nội tình cường hãn, đổ là không bị ảnh hưởng. Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh cười khanh khách. Đưa ngón tay một chút, một cổ thần mang bao phủ ở Lữ Động Huyền, nói, ngươi lắng nghe ta thần dụ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới vẫn là như thế phế vật, liền ta tên thật uy áp cũng không chịu nổi. Lữ Động Huyền ở Phong Ngữ Oanh chúc phù hộ hạ, thương thế ngay tức thì hết bệnh, vẫn còn quỳ xuống đất không dám đứng lên, xấu hổ nói, tiểu nhân bất lực, mời Dạ Mẫu đại nhân thứ tội. Diệp Thần sửa lại gọi, hỏi, không biết Ngữ Oanh cô nương kêu ta tới, có gì phân phó? Phong Ngữ Oanh nói, phân phó không dám làm, chỉ là có chuyện muốn cầu ngươi. Diệp Thần nói, không biết là chuyện gì. Phong Ngữ Oanh con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng cùng không cam lòng, nói, ngươi biết tử thần chứ? Diệp Thần gật đầu nói, ừ, tử thần chính là Hải Vương Ma Tôn, năm đó chín thần một trong. Phong Ngữ Oanh nói, thật ra thì ở lúc ban đầu, ta có khả năng nhất đoạt được tử thần thần cách, đáng tiếc nham thần thiên tôn đánh bại ta, đem thuộc về thần cách của ta cướp đi. Cũng đưa cho Hải Vương Ma Tôn, Hải Vương Ma Tôn lúc này tấn vị tử thần, trở thành một tôn chủ cường giả thần cấp, ta nhưng cùng chủ thần vô duyên. Diệp Thần nói, chủ thần. Phong Ngữ Oanh nói, ừ, chủ thần là gần gũi nhất chân lý cuối cùng tồn tại, trở thành chủ thần là ta chọn đời tâm nguyện, ta chỉ muốn cầu ngươi giúp ta giết chết Hải Vương Ma Tôn, đem thuộc về ta tử thần thần cách, lần nữa đoạt trở lại cho ta. Ta nếu có thể trở thành chủ thần, ta cái gì đều tùy ngươi. Coi như ngươi ở ta trở thành chủ thần sau đó, lập tức giết ta, ta đều nguyện ý. Hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy, ta chỉ cầu dòm ngó gặp chủ thần cảnh giới chân lý bí ẩn, cái khác hết thảy đều có thể bỏ qua. Nàng lời nói này bình tĩnh tự nhiên, nhưng sau lưng lộ ra ý chí cùng lực lượng, nhưng làm người ta rung động.
hướng văn đạo, tịch chết có thể vậy. Vì theo đuổi chân lý trung cực, nàng nguyện ý bỏ qua hết thảy, bao gồm mình tánh mạng. Diệp Thần cũng có chút rung động, nói, Ngư Oanh cô nương, ta cả ngày quân đều không phải là, thì như thế nào có thể giết chết Hải Vương Ma Tôn? Hải Vương Ma Tôn, là chín thần một trong, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn. Coi như là năm đó Nham Thần Thiên Tôn, cũng chỉ là trấn áp Hải Vương Ma Tôn, đem phong ấn, cũng không có thể hoàn toàn giết chết. Bởi vì giết chết một tôn chủ thần, chân thực quá khó khăn, cần đem tất cả dấu vết, nơi có thời gian tuyến, toàn bộ xóa sạch, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Năm đó đã đế cổ thần, chung kết cửu thần thời đại, cũng chỉ là chung kết chín thần khí vận, cũng không phải là nói thật hoàn toàn giết chết. Giết chết chủ thần, chân thực thật quá khó khăn. Đạo đức thiên tôn thí thần chứng đạo, giết chết hỏa thần thiên tôn, cũng chỉ là giết chết điều này thời gian tuyến thượng tồn tại. Cái khác thời gian sợi hỏa thần thiên tôn, cũng không có bị xóa bỏ. Cho nên, hỏa thần thiên tôn như cũ có thể bỏ cho bắn ra mình ý chí bóng người, thậm chí còn cùng Diệp Thần gặp mặt qua, cũng không có nói chân chính hoàn toàn vẫn diệt. Hiện tại, Dạ Mẫu Phong Ngữ Oanh, muốn gọi Diệp Thần hoàn toàn giết chết Hải Vương Ma Tôn, đoạt lại thần cách, cơ hồ không thể nào. Phong Ngữ Oanh con mắt lửa đốt, nhìn Diệp Thần, nói, những người khác giết không chết chủ thần, nhưng ngươi có thể, Diệp Thần, ngươi là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, vĩ đại nhất tồn tại, ngươi nhất định có thể giết chết chủ thần. Chờ ngươi bước vào không không lúc nào không, không có bất kỳ người, có thể ngăn trở bước chân ngươi. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, Ngữ Oanh cô nương, ngươi quá để mắt ta. Phong Ngữ Oanh nói, vậy ngươi chịu đáp ứng ta sao? Diệp Thần trầm tư một tí, suy nghĩ Phong Ngữ Oanh đem Nham Thần cốt đưa cho mình, ân tình cũng quá lớn, hắn phải báo đáp, lập tức liền gật đầu nói. Ngữ Oanh cô nương, như ta thật có thể có Chu Diệt Tử Thần lực lượng, ta sẽ đem hắn giết chết, sắp chết thần thần cách cho ngươi, nhưng... Bây giờ nói những thứ này, quá xa vời, bước vào không không lúc nào không, đối ta lại nói, xa xa không kỳ. Phong Ngữ Oanh đại hỉ, nói, không xa, không xa. Ta đã đợi trăm triệu tỷ vạn thế kỷ nguyên, không quan tâm lại chờ nhiều một chút ngày, coi như là 10.000 năm, 100.000 năm, triệu năm, đối ta lại nói, cũng là búng ngón tay một cái gian. Diệp Thần trong lòng giật mình, có chút phảng phất cảm giác. Thời gian quá to lớn, năm tháng cũng quá to lớn. Hắn tu luyện ngày, thật ra thì còn đặc biệt ngắn ngủi. Nhưng xem Phong Ngữ Oanh cái loại này thần minh, từ cửu thần thời đại một mực sống sót đến hiện tại. Trải qua hàng tỷ thế kỷ nguyên bể dâu, sau lưng nàng mất đi thời gian, đối Diệp Thần mà nói, chân thực quá mức khoáng đạt. Diệp Thần cho là xa xôi, ở nàng trong mắt, có thể thật sự là búng ngón tay một cái. Hiếm có phải, Phong Ngữ Oanh không có chịu đủ nhiều ít năm tháng tang thương mài mòn, như cũng duy trì thiếu nữ thanh xuân hoạt bát. Cũng có thể, nàng chỉ là ở Diệp Thần trước mặt, mới như vậy hoạt bát cuốn lên, nếu là ở người bình thường trước mặt. Đó chính là một bộ hắc ám chết đáng sợ hình dáng. Xem Lữ Động Huyền những người bình thường này, căn bản không đáng để cho nàng lộ ra dù là nửa điểm tâm trạng. Diệp Thần biết mình vận mệnh, từ đây liền cùng Dạ Mẫu xen lẫn dính líu, trong lòng vui buồn nửa nọ nửa kia. Ngư Oanh cô nương, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Diệp Thần nhớ tới Di Thất Bảo Tàng chuyện, liền nói. À, là Di Thất Bảo Tàng sự việc sao? Phong Ngư Oanh thấy rõ, nói. Diệp Thần trong đầu nghĩ, không hổ là thần minh, vậy thiên cơ thấy rõ năng lực, quả nhiên là lợi hại. Nói, đúng vậy, ta muốn tìm vậy Di Thất Bảo Tàng. Phong Ngữ Oanh mày liễu hơi cao lại, nói, vậy phiến Di Thất chi cảnh, tọa độ thời thời khắc khắc thay đổi, ta phải phái người đi điều tra một chút, mới có thể xác định cụ thể tọa độ. Nàng tiêm vung tay lên, hóa ra một tấm phù chiếu trên hội họa trước một ít sơn hà đồ án, lại có thể cùng tổ huyền đồ sơn hà hình ảnh. Giống nhau như đúc. Lữ Động Huyền, người cầm ta phù chiếu, đi điều tra một chút Di Thất chi cảnh tọa độ. Lữ Động Huyền cúi đầu nhận lấy phù chiếu, không dám thở mạnh, nói, Dạ Mẫu đại nhân. Phong Ngữ Oanh nhìn Diệp Thần, hơi có chút dí dỏm cười một tí, nói ta sáng lập thương hội, nhất chú trọng công bằng giao dịch, ta giúp ngươi điều tra bảo tàng, ngươi cần cho ta đầy đủ thù lao mới được, nhưng ngày hôm nay ta cao hứng, cũng không thu lấy ngươi bất cứ vật gì. Nhưng lần sau, ngươi tu được chuẩn bị xong đầy đủ nguyên ngọc. Diệp Thần nói, được rồi, Ngữ Oanh cô nương, quy củ ta hiểu. Phong Ngữ Oanh cười duyên, nói cùng ngươi đùa giỡn,
thật ra thì ta rất thưởng thức ngươi, ngươi vậy đáp ứng giúp ta tiêu diệt tử thần, chúng ta sau này sẽ là bạn. Ngươi có cái gì muốn biết, có lẽ cần trợ giúp gì, cứ việc kêu gọi ta tên chữ, ta sẽ giúp ngươi. Nhưng, nếu như ngươi muốn gọi ta giúp ngươi chiến đấu giết người cái gì, tốt nhất vẫn là thận trọng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta vậy sẽ không dễ dàng hạ xuống. Trên người ta 5 tháng dấu vết quá nặng, nếu như đi đến thế giới bên ngoài, thời gian mài mòn thêm thân, ta ngay tức thì phải biến thành lão thái bà hả. Nói xong lời cuối cùng, công việc này hắt thiếu nữ, thanh thuần trên gò má, rốt cuộc cũng là lồng lên một tầng đau thương. Cho dù vĩ đại như thần minh, vậy sẽ mài mòn. 5 tháng mài mòn, sẽ để cho thần minh lão đi. Mà giả yếu, không chỉ là hồng trần đại kiếp, cũng là thần linh kiếp nạn. Diệp thần nói, ta biết, Ngữ Oanh cô nương mời yên tâm, ta sẽ không phiền toái ngươi. Phong Ngữ Oanh cười nói, không sao, nếu như có thể giúp đến ngươi, ta coi như biến thành lão thái bà vậy không có vấn đề. Dừng một chút, lại nói, tốt lắm, ta phải nghỉ ngơi, các ngươi đi ra ngoài đi. Diệp thần gật đầu, lập tức liền chắp tay nói đừng. Lữ Động Huyền dập đầu 3 cái, dạ mẫu đại nhân bảo trọng thân thể. Run rẩy từ dưới đất bò dậy. Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo hắn. Thật ra thì Phong Ngữ Oanh cũng sẽ không làm thương tổn hắn, nhưng thần linh uy áp, đối hắn mà nói, áp lực vẫn là quá lớn quá lớn. Chỉ có Diệp Thần, thân cái luân hồi huyết mạch, mới có tư cách và Phong Ngữ Oanh chuyện trò vui vẻ. Diệp Thần và Lữ Động Huyền, rời đi mảnh thế giới này, lần nữa trở lại Lữ phủ phòng khách. Lữ Động Huyền trong tay, đang cầm Phong Ngữ Oanh cho phù chiếu, hắn cẩn thận tường tận một tí, khẽ cau mày. Hướng Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, muốn điều tra cái này di thất chi cảnh tọa độ, có thể cần 2-3 ngày thời gian. Diệp Thần nói, có thể, ta có thể chờ. Lữ Động Huyền do dự một tí, vẫn mở miệng nói, luân hồi chi chủ, ta có cái tôn nữ kêu Lữ Thấm Huyên, từ Vạn Khư Thần Điện bên trong trở về, ta vốn là đáp ứng nàng, phải đi tiếp nàng, nhưng hiện tại muốn điều tra di thất chi cảnh tọa độ, nhưng thì không cách nào rút người ra. Như người thuận lợi. Có thể hay không giúp ta đi đón nàng trở về. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói tiền bối, người tôn nữ là Vạn Khư người. Lữ Động Huyền nói, không phải, nàng chỉ là đi Vạn Khư nói điểm làm ăn, nhưng xem ra không kết quả gì, có thể hay không phiền toái ngươi đi đón nàng. Nàng nói xong xem bị một cổ hắc thế lực ngầm để mắt tới, không dám lộn xộn, ở một cái kêu là Ngủ Long chi địa địa phương, chờ ta đi đón nàng. Lập tức liền đem Ngủ Long chi địa tọa độ, vậy cho biết Diệp Thần. Diệp Thần nhướng mày một cái, thiên nữ cùng nhâm phi phàm quyết chiến sắp tới, hắn nhưng không muốn gây thêm rắc rối, nói, không thể để cho thương hội những người khác đi không. Lữ Động Huyền khổ sở nói, nhâm gia thiên mệnh tranh sắp tới, thương trong hội người, đều phải giúp bận bịu duy trì trật tự. Diệp Thần thấy vậy, nhún vai một cái nói, được rồi, vậy ta đi qua tiếp nàng là được. Lữ Động Huyền đại hỉ. Nói, được, đa tạ, ta cùng nàng nói một tiếng, người đi đón nàng là được. Hắn tôn nữ Lữ Thấm Huyên, có thể bị một cổ hắc thế lực ngầm để mắt tới, không dám trở về. Hiện tại có Diệp Thần ra tay, hắn liền hoàn toàn yên tâm. Thông thường hắc thế lực ngầm, tự nhiên không thể nào là Diệp Thần địch thủ. Thương nghị đã định, Diệp Thần liền lên đường đi Ngủ Long chi địa. Lữ Động Huyền thì dựa theo dạ mẫu chỉ thị, đi điều tra di thất chi cảnh rơi xuống. Ngủ Long chi địa, truyền thuyết có thần Long Ngủ Ly Bì ở chỗ này. Chỗ này, ở Thái Thượng Thế Giới, cũng là một phiến vô chủ vắng lặng vùng. Diệp Thần đi tới Ngủ Long chi địa, liền thấy thiên địa mờ mịt, một phiến gió cát, gió tiếng nghẹn ngào từ bên tai lướt qua, hiện ra một chút thê lương. Không biết Lữ Tiểu Thư ở địa phương nào. Diệp Thần ánh mắt híp lại, thấy rõ thiên cơ, muốn theo dõi Lữ Thấm Huyên chỗ. Bỗng nhiên tới giữa. Nhưng gặp phương xa chân trời, hắc khí trùng tiêu, ma sương mù lăn lăn, sấm cuồn cuộn, bộc phát ra vô cùng kinh người khí tượng. Vậy khí tượng sau lưng, tràn đầy tiên đế đại uy nghiêm, bao phủ trần thế, nghiền ép hoàn vũ, mãnh liệt tới cực điểm. Đây là, tiên đế khí tượng. Chuyện gì xảy ra, là ai đột phá tiên đế? Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hắn từ vậy khí tượng sau lưng, dòm ngó thấy tiên đế bóng dáng. Cái này nhất định là có người đột phá đến tiên đế cảnh giới, mới có thể bộc phát ra mạnh như vậy mãnh liệt khí tượng. Khí tượng ngọn nguồn, cũng không tại Ngủ Long chi địa. Diệp Thần ánh mắt thấy rõ, nhất thời liền thấy,
cái này hào hùng đột phá khí tượng, lại là đến từ rất xa kiếm môn. Kiếm môn, chẳng lẽ nói, mà tổ vô thiên đột phá đến tiên đế cảnh giới. Diệp thần ánh mắt hơi co lại. Mà tổ vô thiên tim, đã giao dịch cho thanh lại thương hội. Không có tim, hắn còn có thể đột phá, đây là tuyệt không khả năng sự việc. Duy nhất giải thích, chính là hắn hoàn toàn cùng quay về Trần Dung Hợp, hai người Phật ma một thể, được chứng đại lộ, một lần hành động tấn vị tiên đế. Cái này tấn vị tiên đế khí tượng, truyền khắp thái thượng thế giới, vậy truyền tới cái này phiến ngủ long chi địa. Mà tổ vô thiên tấn vị tiên đế, đây đối với Diệp thần mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Ô, chân trời xa tiên đế khí tượng, chỉ là xuất hiện chốc lát, rất nhanh liền ảm đạm xuống, theo nghẹn ngào tiếng gió tiêu tán. Ồ, khí tượng nhanh như vậy tiêu tán, xem ra ma tổ vô thiên coi như tấn thăng tiên đế, căn cơ cũng là không yên. Diệp thần thấy một màn này, trong lòng hơi định. Hắn sự chú ý, lần nữa thả lại ngủ long chi địa, ngước mắt nhìn đi, nhưng gặp phương xa trên gò cát, có từng cái điểm đen, tựa hồ có người. Hiu! Diệp thần ngự gió bay đi, quả nhiên liền thấy một đám người, ước chừng có 20 người, đang trú đóng ở trên gò cát. Tất cả mọi người bụng dạ trên, cũng in một đạo chim sơn ca huy hiệu, đó là thanh lại thương hội đồ đằng. Đội nhân mã này, ánh mắt mong rằng trước xa trời, mang trên mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên vậy là mới vừa tiên đế đột phá khí tượng, cảm thấy rung động. Khi bọn hắn nhận ra được Diệp thần tới, chính là lập tức cảnh giác, người người rút binh khí ra. Cứ bên trong một người cô gái, người mặc màu thủy lam quần áo, tướng mạo tươi đẹp, khí chất thanh nhã, thấy Diệp thần bóng người. Nhưng là đại hỷ, hướng mọi người nói, mọi người chớ khẩn trương, hắn là luân hồi chi chủ, là sư ông cố phái tới đón chúng ta. Diệp thần nhìn phụ nữ kia, nói các hạ chính là Lữ Thấm Huyên Lữ tiểu thư sao. Phụ nữ kia cười nói, không dám làm, chính là tiểu nữ, gặp qua luân hồi chi chủ. Nàng chính là Lữ Thấm Huyên. Diệp thần gật đầu một cái, muốn đến Lữ Động Huyền vậy hướng Lữ Thấm Huyên chuyển qua ý chí, nói rõ tình huống. Sự tình kia thì dễ làm. Lữ tiểu thư, ra ra ngươi kêu ta đón ngươi trở về. Diệp thần nói. Vậy làm phiền luân hồi chi chủ. Lữ Thấm Huyên cười nói. Diệp thần nừ một tiếng, đang muốn mang nàng trở về, đột nhiên, nhưng từ trên người nàng, bắt được một chút quen thuộc hơi thở. Đó lại là tu la kiếm hồn hơi thở. Cái này Lữ Thấm Huyên, dính qua tu la kiếm hồn. Luân hồi chi chủ, thế nào? Lữ Thấm Huyên thấy Diệp thần diễn cảm, lập tức đại biến, nhất thời nghi ngờ. Diệp thần chau mày, trầm giọng nói, Lữ tiểu thư, người tiếp xúc qua tu la kiếm hồn. Lữ Thấm Huyên vừa nghe, nhất thời rõ ràng, cười nói, luân hồi chi chủ, không muốn hiểu lầm, ta không muốn cướp đoạt tu la kiếm hồn, chỉ là dạ mẫu trước đây không lâu có mệnh lệnh, kêu ta đi cùng vạn khư thần điện nói chuyện làm ăn, xem có thể hay không cầm tu la kiếm hồn mua lại. Diệp thần hơi có chút kinh nghi, nga một tiếng, nói các ngươi muốn mua lại tu la kiếm hồn. Lữ Thấm Huyên nói, đây là dạ mẫu ý, ta chỉ là phụng mệnh đi cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đàm phán, nhưng tiếc là, cuối cùng không có thể nói thành, khoản làm ăn này vẫn là quá lớn, Vũ Hoàng Cổ Đế sau khi suy tính, không có đáp ứng. Diệp thần trong lòng bừng tỉnh, cũng là rõ ràng tới đây. Dạ mẫu muốn mua lại tu la kiếm hồn, phỏng đoán cũng là vì mình. Nhưng, Vũ Hoàng Cổ Đế muốn lợi dụng tu la kiếm hồn, chế tạo thiên tội vỏ kiếm, tự nhiên không thể nào tùy tiện giao dịch. Lữ Thấm Huyên nói, khoản làm ăn này không nói thành, nhưng ta ở dạ mẫu dưới sự chỉ điểm, ngoài ra nói chuyện một khoản giao dịch, cũng không biết là phúc hay họa. Diệp thần trong lòng khẽ nhúc nhích, khá có chút hiếu kỳ hỏi, không biết là giao dịch gì. Lữ Thấm Huyên vung tay lên, ánh sáng hội tụ, hiện ra một phiến thần thông ngọc giản, bí tịch võ đạo. Nói ta hao tốn giá cực lớn, từ Vũ Hoàng Cổ Đế trong tay, mua Hồng Gia tất cả bí tịch. Diệp thần ngẩn ra, nói, Hồng Gia, bí tịch. Lữ Thấm Huyên nói, đúng vậy, Hồng Gia lão tổ Hồng Xuân Thu, chính là vạn khư phản đồ, là trong truyền thuyết ma nữ người bên dưới, hắn thân phận bại lộ sau đó, Vũ Hoàng Cổ Đế cầm hắn Hồng Gia người, toàn bộ giết, máu tươi cầm đi rèn luyện thiên hoàng cổ chung. Diệp thần ra mặt xé một tí. Nói, không hổ là Vũ Hoàng Cổ Đế, thủ đoạn một như thường lệ tàn nhẫn. Lữ Thấm Huyên nói, ta mua Hồng Gia bí tịch, lại tựa hồ như bị Hồng Xuân Thu để mắt tới, ta chỉ có thể trốn tới đây, cùng ra ta tới đón ta.
dừng một chút, lại hướng Diệp Thần triển lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, nói, luân hồi chi chủ, người tới đón ta cũng giống như vậy, chúng ta trở về đi thôi. Diệp Thần rõ ràng tới đây, lúc đầu Lữ Thấm Huyền nói hắc thế lực ngầm, thật ra thì chính là chỉ Hồng Xuân Thu. Bị Hồng Xuân Thu để mắt tới, tự nhiên không phải cái gì khoái trá sự việc. Tuy nói Hồng Xuân Thu trên mình lưng đeo nhân quả to lớn, sẽ không dễ dàng tự mình ra tay, nhưng hắn dưới quyền Tẩy Nhan Tiên Tông đệ tử, còn có Diêm Ma tử giới cường giả, đều không phải là hạng người bình thường. Lữ Thấm Huyền chỉ là làm ăn, tự nhiên khó mà chống lại. Lữ tiểu thư, không cần sợ hãi, ta mang ngươi về nhà là được. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, liền muốn mang Lữ Thấm Huyền đoàn người trở về. Nhưng lúc này, tứ phương trong sa mạc, từng đạo quần áo đen che mặt bóng người, bạo khởi ra, chừng trên trăm người, vây quanh đem Diệp Thần đoàn người vây quanh. Những người này, không cần nghĩ, chính là Hồng Xuân Thu người bên dưới. Bọn họ một mực mai phục ở chung quanh, hơi thở che giấu được tốt vô cùng, tại chưa có bại lộ sát khí trước, liền Diệp Thần đều không từng phát hiện bọn họ tồn tại. Bọn họ tựa hồ cũng có chỗ kiêng kỵ, vẫn không có ra tay, cho đến Diệp Thần muốn dẫn người đi, mới rốt cục không nhịn được xuất hiện. Cho dù hiện thân đi ra, những người này cũng là mang cảnh giác kiêng kỵ ý, không có tùy tiện động thủ. Một người quần áo đen rậm chân ra, nhìn Diệp Thần, trầm giọng nói, luân hồi chi chủ, chúng ta Diêm Ma tử giới, cùng ngươi tuy là kẻ địch, nhưng ngày hôm nay không phải quyết chiến thời điểm, chúng ta cũng không ý cùng Thanh Lại Thương Hội xé rách ra mặt, không bằng chúng ta nói một chút. Diệp Thần nghe nói như vậy, không khỏi vui vẻ cười to, nói, ta còn lấy vì các ngươi Diêm Ma tử giới, cũng là một đám chỉ biết giết hại người điên, lúc đầu cũng là có thể nói sao. Các ngươi muốn nói chuyện gì? Người quần áo đen kia lộ ra phía ngoài cặp mắt, ánh mắt có chút không tốt lắm xem, kềm chế nói, Lữ tiểu thư mua Hồng gia tất cả bí tịch, trong đó bao gồm một môn Cửu Thiên Thần Thuật, Thần Diệt Thiên Chiếu Công, ta chỉ cầu các ngươi, có thể cầm cái này Thần Diệt Thiên Chiếu Công, trả cho chúng ta nguyện ý ra gấp đôi giá tiền mua. Diệp Thần nghe được Thần Diệt Thiên Chiếu Công năm chữ, trong lòng hơi kinh hãi, nhìn về phía Lữ Thấm Huyền nói, ngươi mua Thần Diệt Thiên Chiếu Công. Ở Cửu Thiên Thần Thuật bên trong, Thần Diệt Thiên Chiếu Công là duy nhất cấm thuật. Năm đó môn thuật pháp này, thuộc về Vạn Khư, nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế cấm chỉ người bất kỳ tu luyện. Bởi vì, Thần Diệt Thiên Chiếu Công uy lực to lớn, đại biểu hiện thế cực hạn hủy diệt. Đơn thuần lấy hủy diệt uy lực mà nói, cái này Thần Diệt Thiên Chiếu Công, thậm chí so với Nhâm Phi Phàm tu luyện Hy Hoàng Lôi Ấn, còn cường hãn hơn một ít. Kinh khủng như vậy hủy diệt lực, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tự thân võ đạo căn cơ, cũng có thể tổn thương địa mạch khí vận căn cơ. Cho nên, năm đó Vũ Hoàng Cổ Đế, vậy cấm chỉ người bất kỳ tu luyện, chính là sợ thiên giới khí vận bị tổn thương. Sau đó, môn thuật pháp này, truyền tới Hồng Thiên Kinh trong tay. Hồng Thiên Kinh mình không luyện, giao cho dưới quyền Công Giã Đỉnh tu luyện. Công Giã Đỉnh và Hồng Thiên Kinh, cũng song song chết sau đó, môn thuật pháp này nguyên thủy linh khí, lại lần nữa trở lại Vạn Khư. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Lữ Thấm Huyền lại có thể mua Thần Diệt Thiên Chiếu Công. Thần Diệt Thiên Chiếu Công đã từng cùng Hồng Thiên Kinh có liên quan, Hồng Xuân Thu thành tựu Hồng gia lão tổ, muốn cướp lấy, cũng là chuyện đương nhiên. Lữ Thấm Huyền nói, đúng vậy, ta mua Thần Diệt Thiên Chiếu Công, hao phí vô cùng giá thật lớn. Diệp Thần nói, Cửu Thiên Thần Thuật, Vũ Hoàng Cổ Đế lại có thể bỏ được bán. Lữ Thấm Huyền nhún vai một cái, nói, đây là một môn cấm thuật, tu luyện có thể sẽ thương tổn thiên địa khí vật, chính là một cái khoai lang phỏng tay, Vũ Hoàng Cổ Đế tự nhiên bỏ được bán, chỉ cần ngươi có thể ra giá nổi tiền. Người quần áo đen kia nói, luân hồi chi chủ, không bằng chúng ta làm một giao dịch, ngươi cầm Thần Diệt Thiên Chiếu Công cho ta cho ngươi gấp đôi giá tiền, tóm lại sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, như thế nào? Diệp Thần nói, ngươi muốn nói giao dịch. Cùng Lữ tiểu thư nói chính là, cần gì phải cùng ta dài dòng. Người quần áo đen kia cười khổ một tí, nói, nàng không làm chủ được, mua Thần Diệt Thiên Chiếu Công, là Dạ Mẫu ý, ngươi là Dạ Mẫu linh thính giả, chỉ có ngươi có thể làm chủ. Nghe nói như vậy, Diệp Thần ánh mắt run lên, nói, xem ra các ngươi biết được rất nhiều, như ta không bán đâu. Người quần áo đen kia trong mắt lướt qua ý định giết người, nói, như ngươi không bán. Vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Ngươi luân hồi thần uy vô địch, chúng ta là không địch lại ngươi, nhưng chúng ta nếu như tự bạo,
dự đoán ngươi vậy không chiếm được tốt gì chỗ. Tiếng nói rơi xuống, chung quanh trên trăm cái diêm ma tử giới võ giả, đồng loạt lay động linh khí, huyết mạch căng phồng, gân xanh nổi lên, lại có thể chuẩn bị muốn tự bạo, đã chết bức bách. Bọn họ không địch lại Diệp Thần, nhưng toàn bộ người tự bạo, lại có thể cho Diệp Thần mang đến phiền toái không nhỏ. Lữ Thấm Huyên người nơi này, khẳng định vậy phải bỏ ra hy sinh. Đây cũng là một cái dò xét. Dò xét thanh lại thương hội và dạ mẫu danh giới cuối cùng. Ở ta trước mặt, các ngươi còn không tư cách tự bảo. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên run lên, cả người tập tục nổ, sau lưng một tiếng nổ, tự do cánh chim dương ra mở. Suy suy suy, tự do rực triển khai ngay tức thì, một phiến phiến lông vũ, liền tựa như thần thánh phi kiếm vậy, bắn ra, lấy tốc độ bất khả tư nghị cùng ác liệt, hung hăng chém chết hướng bốn phía. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, tại chỗ tất cả diêm ma tử giới các võ giả. Còn chưa kịp tự bảo, liền bị Diệp Thần vũ kiếm chém chết, thi thể ầm ầm ngã xuống đất, đôi mắt trợn tròn, đều là chết không nhắm mắt. Lữ Thấm Huyên và rất nhiều thương hội bọn hộ vệ, nhìn Diệp Thần như lôi đình thủ đoạn, trợn mắt hốc mồm, một phiến kinh ngạc. Diệp Thần giết trong chớp mắt trăm người, không phí nhiều sức, chậm rãi xếp cánh. Hắn đem mình tên chữ, viết lên trên Thiên Quân Phong Thần bia mặt sau đó, võ đạo thực lực thật to tăng tiến, phổ thông võ giả ở trước mặt hắn. Liền tự bạo cơ hội cũng không có, chỉ có thể xem con kiến hôi, bị tùy tiện xóa bỏ. Dĩ nhiên, có thể như thế ung dung, giết chết những võ giả này, vậy là bởi vì bọn họ thực lực, còn chưa đủ mạnh. Hồng Xuân Thu rõ ràng có băn khoăn, không dám trực tiếp cùng thanh lại thương hội xé rách ra mặt, cho nên phái người đi ra ngoài tay, thực lực có hạn, càng nhiều là một loại dò xét. Diệp Thần cũng không để ý Hồng Xuân Thu nghĩ như thế nào, tóm lại những người này dám uy hiếp hắn. Hắn liền toàn bộ giết sạch, không còn một mống. Luân hồi chi chủ, người quả nhiên là lợi hại nha, khó trách dạ mẫu đại nhân như thế thưởng thức ngươi. Lữ Thấm Huyên không nhịn được khen ngợi. Diệp Thần trầm giọng nói, Lữ tiểu thư, vậy thần diệt thiên chiếu công bí tịch, lấy ra cho ta xem. Lữ Thấm Huyên ồ một tiếng, vội vàng sử dụng một phiến gần như trong suốt ngọc giản, phơi bày màu xanh biếc, phía trên linh khí lững lờ, hiển hóa ra năm chữ to. Thần diệt thiên chiếu công. Diệp Thần thấy cái này thần diệt thiên chiếu công bí tịch, tim mãnh liệt nhảy lên một tí. Thật ra thì lấy hắn hôm nay võ đạo thực lực, cho dù là cửu thiên thần thuật, cũng rất khó thỏa mãn hắn. Nhưng, cửu thiên thần thuật, sau lưng dính líu tới tam thập tam thiên thần thuật nhân quả. Vậy tam thập tam thiên thần thuật, cho dù thả vào không không lúc nào không bên trong, cũng là siêu nhất lưu thần thông bí thuật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu như có thể nắm giữ nói, uy lực vô cùng, sát phạt vô cùng. Đơn thuần là thần diệt thiên chiếu công, tự nhiên không thể đưa tới Diệp Thần chú ý. Nhưng môn thuật pháp này, sau lưng ẩn núp tam thập tam thiên thần thuật nhân quả, nhưng để cho Diệp Thần vô cùng động tâm. Lữ Thấm Huyên vậy nhìn thấu Diệp Thần động tâm, đem ngọc giản đưa tới, nói, luân hồi chi chủ, cái này thần diệt thiên chiếu công, sau này thì giao cho ngươi. Dạ mẫu đại nhân cũng là muốn đưa cho ngươi. Diệp Thần gật đầu một cái, cũng không có nói nhảm, nhận lấy ngọc giản, trịnh trọng nói, đa tạ. Sau này ta và các ngươi thanh lại thương hội, liền là tuyệt đối đồng minh. Dạ mẫu cho Diệp Thần quá nhiều chỗ tốt, hắn tự nhiên cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa. Chuyện chỗ này, Diệp Thần mang Lữ Thấm Huyên, trở lại thanh lại vực Lữ Phủ. Dọc theo con đường này, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn nữa. Đặc biệt thuận lợi. Toàn bộ thái thượng thế giới, cũng không có ai muốn đắc tội dạ mẫu. Dạ mẫu rất biết đúng mực, chỉ làm giao dịch, cho tới bây giờ không nhúng tay vào các phương nhân quả. Nàng lấy giao dịch tổ chức phương thức, trên đời gian lưu dưới mình đóng dấu, vì tương lai bố trí. Tương lai thần chiến hồi sinh, nàng tùy thời cũng có thể bị cuốn vào trong nước xoáy đi. Mà chỉ cần nàng ở nơi này thế gian, lưu lại dấu vết đóng dấu đủ nhiều, cũng sẽ không bị tùy tiện giết chết. Thần minh là đặc biệt khó khăn giết chết, chỉ cần có một chút xíu dấu vết lưu tích chữ, đều sẽ không hoàn toàn biến mất. Diệp Thần ở Lữ Phủ bên trong ở, yên lặng lĩnh ngộ vậy thần diệt thiên chiếu công bí ẩn. Hắn thiên phú vượt qua, cái này thần diệt thiên chiếu công, dĩ nhiên là trong phút chốc liền lĩnh ngộ thấu triệt. Nhưng, hắn cũng không có thỏa mãn. Hắn thử nghiệm ngược dòng thiên cơ, hy vọng có thể dòm ngó gặp thần diệt thiên chiếu công sau lưng,
vậy tam thập tam thiên thần thuật bí ẩn. Chỉ là, tam thập tam thiên thần thuật, nhưng là vô cùng thần bí, Diệp Thần cũng không thấy được gì. Hai ngày sau đó, Lữ Động Huyền trở về. Hắn gặp Lữ Thấm Huyền đã yên ổn trở về, tất nhiên mừng rỡ. Tiền bối, tra được di thất chi cảnh tọa độ liền sao? Diệp Thần không kịp chờ đợi hỏi. Tra được. Lữ Động Huyền vuốt râu mỉm cười nói. Ở địa phương nào? Diệp Thần hỏi. Ở một cái kêu là thất vực địa phương, đại khái là ở một tháng sau mở cửa. Lữ Động Huyền móc ra một phần bản đồ, đưa cho Diệp Thần, phía trên đang ghi lại thất vực tọa độ. Thất vực, một tháng sau. Diệp Thần mở bản đồ ra, con người hơi chăm chú, trong lòng tính toán. Ha ha, luân hồi chi chủ, người hiện tại liền muốn đi sao? Lữ Động Huyền cười hỏi. Không, một tháng sau mở cửa, thời gian vừa vặn, ta đến lúc đó lại xuất phát. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, thiên nữ và nhâm phi phàm quyết chiến sắp tới, hắn ngoài ra cũng cùng Tiêu Tinh Hà ước định, phải đi vạn khư cầm tu la kiếm hồn. Còn có trước đây đáp ứng Giang Mỹ Âm sự việc, Giang Mỹ Âm vẫn không có tìm mình, chỉ sợ cũng là không muốn cùng Dạ Mẫu dính. Bất quá hắn cảm giác, Giang Mỹ Âm sở cầu chuyện hẳn biết mau liền phải xuất hiện. Mọi chuyện bận rộn, thất vực ở một tháng sau mở cửa, vừa vặn có thể cho Diệp Thần đầy đủ thời gian, xử lý trước mắt sự việc. Cùng lấy lại tu la kiếm hồn, đem luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn, hắn thực lực, tất có thể lần nữa tăng lên. Đến lúc đó, lại đi thất vực tìm bảo tàng, vậy thì ung dung nhiều. Cùng đến lúc đó thất vực mở cửa, chúng ta thương hội vậy sẽ phái người đi qua, mọi người cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lữ Động Huyền cười nói. Các ngươi cũng muốn tìm bảo tàng sao? Diệp Thần trong lòng rét một cái. Yên tâm, luân hồi chi chủ, chúng ta là đồng minh, thương sẽ hay không cùng ngươi cướp bảo, coi như bắt được cái gì bảo tàng, Dạ Mẫu cũng là sẽ đưa cho ngươi. Chúng ta nhưng thật ra là muốn đi thu thập một ít cổ xưa quy luật mảnh vỡ, những thứ này mảnh vỡ đối ngươi vô dụng, nhưng lại có thể lớn mạnh Dạ Mẫu đại nhân thần cách. Lữ Động Huyền giải thích. Thì ra là như vậy. Vậy đến lúc đó mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau, bảo tàng là vô chủ, các người muốn cái gì bảo tàng, cứ việc đi lấy chính là, không cần chiếu cố đến ta, mọi người tất cả bằng vận khí. Diệp Thần mỉm cười nói. Thương nghị đã định, Diệp Thần tiếp tục ở tại Lữ Phủ bên trong, chờ đợi Nhâm gia thiên mệnh tranh bắt đầu. Theo Nhâm Phi Phàm và Thiên Nữ, quyết chiến ngày càng gần, thái thượng thế giới bên trong, càng ngày càng nhiều võ giả, tràn vào Thanh Lại vực. Chính là vì thấy chàng này vạn thế nhìn chăm chú tiên đế cuộc chiến. Vạn khư vũ hoàng cổ đế, kiếm môn ma tổ vô thiên, thiên thanh minh Diệp Lâm Uyên, tử hoàng tiên cung tà chính phái lãnh tụ trùng dương chân nhân, đợi một chút, rất nhiều nhân vật lớn toàn bộ tới. Thanh Lại vực trên dưới, bận bịu duy trì trật tự, cũng nhanh chóng thành lập được từng ngọn Dạ Mẫu pho tượng, lấy cảnh kỳ mọi người. Thanh Lại vực sau lưng, có Dạ Mẫu che chở, nếu như muốn ở chỗ này quấy rối nói. Tốt nhất trước cân nhắc một chút mình tư cách. Quyết chiến trước đêm. Nhâm Phi Phàm đi tới Thanh Lại vực, ước gặp Diệp Thần. Hai người ở một nơi núi hoang đỉnh gặp mặt. Ngày mai sẽ là khai chiến ngày, ta tìm bất an. Diệp Thần, đem người tên chữ, khắc ở trên thiên quân phong thần bia mặt. Thậm chí, người tên chữ, cùng thiên nữ tên chữ chồng lên nhau xen lẫn. Nhâm Phi Phàm đón gió đứng, chắp hai tay sau lưng, chau mày. Giọng nói mang một chút bất an. Ừ. Diệp Thần trong lòng khẽ run, thẳng thắn đáp lại. Nhâm Phi Phàm yên lặng một tí, chân mày nếp nhăn được sâu hơn, nói, đây có thể phiền toái, vận mệnh ngươi, cùng thiên nữ quấn quýt, ta còn muốn đánh bại nàng, tuyệt không phải chuyện dễ. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, ngươi không lòng tin đánh bại thiên nữ. Nhâm Phi Phàm nói, nếu như ngươi tên chữ, không cùng nàng xen lẫn. Ta có tuyệt đối lòng tin có thể đánh bại nàng, bỏ mặc nàng có bài tẩy gì. Nhưng, các ngươi vận mệnh xen lẫn, ta phải đối phó, liền không còn là thiên nữ một người, còn có trong chỗ u minh khổng lồ luân hồi quy luật. Ta là luân hồi thủ hộ giả, làm sao có thể đi đối kháng luân hồi quy luật. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nói, Nhâm tiền bối, vậy ngươi phải thua sao? Nhâm Phi Phàm nói, thua ngược lại không sẽ, đời này tinh không. Không có bất kỳ người có tư cách đánh bại ta, chỉ là muốn đánh bại thiên nữ, sẽ không lại xem ta tưởng tượng như vậy dễ dàng. Diệp Thần nói, thật xin lỗi. Nhâm Phi Phàm nói, không cần phải nói thật xin lỗi, đây là ngươi lựa chọn,
mà ta cũng biết, ngươi cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Diệp Thần cười khổ, hắn đúng là không hối hận. Bây giờ nghe Nhâm Phi Phàm nói, khó mà đánh bại thiên nữ, hắn ngược lại có chút vui vẻ. Tốt nhất là hai người đánh ngang tay, cũng không ai phải bị thương, vậy thì đều là lớn vui mừng. Ngươi ngày mai là không phải muốn đi Vạn Khư, lấy lại Tu La kiếm hồn. Nhâm Phi Phàm lại hỏi. Ừ. Diệp Thần trong lòng đông lại một cái, nói. Ừ, vậy Tu La kiếm hồn vô cùng trọng yếu, không cho sơ thất, người tốt nhất vẫn là tối nay đi qua chuẩn bị, lấy sách vạn toàn. Nhâm Phi Phàm nói. Diệp Thần suy nghĩ một tí, nói không, Nhâm tiền bối, ta vẫn là muốn ngày mai xem ngươi và thiên nữ chiến đấu, lại xuất phát đi Vạn Khư. Nhâm Phi Phàm nói, cũng tốt, học hỏi tiên đế cuộc chiến, có thể để cho ngươi võ đạo cảm ngộ, tăng tiến tu vi, đây là vạn cổ khó gặp thời cơ, nhưng ngươi muốn chú ý, đừng cho Vũ Hoàng cổ đế theo dõi, ngày mai hắn cũng phải xem cuộc chiến. Diệp Thần nói, thương nghị xong, Nhâm Phi Phàm đi. Diệp Thần có chút buồn bã mất mát, ngày mai quyết chiến, hắn cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ một người bị thương. Thời gian vội vã, nửa đêm trôi qua rất nhanh. Đến được sáng sớm hôm sau, toàn bộ Thanh Lại vực, đều là sôi trào. Ánh mặt trời chiếu rọi trước mặt đất, vô số võ giả đón ánh mặt trời, đi tiên đế đài vọt tới. Tiên đế đài, nghe nói đã từng là phong thần thiên tôn chế tạo địa phương. Phong thần tín đồ, từ tiên đế đài phi thăng, liền có thể trực tiếp thấy phong thần thiên tôn đây, ở nguy hiểm không không lúc nào không bên trong, đạt được ban phúc che chở. Bất quá vạn cổ tới nay, cho tới bây giờ không người nào có thể từ tiên đế đài phi thăng. Muốn trở thành làm tiên đế, cũng đã là vô cùng chuyện khó khăn, chớ nói chi là chứng đạo không không. Tiên đế đài là một khối huyền không to lớn sàn, trôi lơ lửng ở từng ngọn núi cao trung tâm, chung quanh thiên sơn vần quanh, mây mù bốc hơi lên, thụy hà nhô lên, một phiến tiên cảnh khí tượng. Giờ phút này, tiên đế trên đài, hai đạo thân ảnh yên lặng rằng co, như pho tượng ngừng không nhúc nhích, trong tay tất cả sách trường kiếm, chính là Nhâm Phi Phàm cùng thiên nữ. Sáng sớm gió thổi dậy tóc đầu bọn họ cùng quần áo, lộ vẻ được phiêu giật thanh tuyệt, như trời thượng thần tiên, siêu thoát trần thế. Tiên đế đài cánh bắc, là dạ mẫu pho tượng. Pho tượng kia là mới tạo, chủ yếu là vì phòng ngừa Nhâm Phi Phàm và thiên nữ đại chiến, uy thế quá mãnh liệt, sẽ hủy diệt Thanh Lại vực. Có dạ mẫu pho tượng chấn giữ, chỉ ít có thể bảo đảm hai người tiên đế chiến khí, sẽ không hủy diệt này phương thiên địa. Ở tiên đế chung quanh đài trên đỉnh núi, vô số võ giả hội tụ, nhìn Nhâm Phi Phàm và thiên nữ hai người, chỉ trỏ, trong giọng nói đều là mang một chút kính phục thán phục. Cái này hai vị thái thượng thế giới nổi danh nhất thiên tài, xuất từ thống nhất cái gia tộc nhân vật tuyệt thế, ngày hôm nay rốt cuộc kéo ra quyết chiến màn che. Thanh Lại thương hội đem thương nhân bản sắc, phát huy đến trình độ cao nhất, mở ra đánh cuộc bàn khẩu. Từ ngoài mặt xem, Nhâm Phi Phàm tỷ số thắng, muốn so với thiên nữ cao hơn rất nhiều. Nhưng cuối cùng đặt tiền cuộc hai người nhưng là kém không nhiều. Đều là bởi vì thiên nữ mỹ danh bên ngoài, làm vô số võ giả ngưỡng mộ, cho nên bọn họ cho dù biết thiên nữ hoàn cảnh xấu, cũng là cam tâm tình nguyện đầu nàng một tập trung. Diệp Thần mang nón lá, che giấu hơi thở, đứng ở một nơi vắng vẻ trên đỉnh núi, yên lặng nhìn trước mắt náo nhiệt tình cảnh. Ở cụm núi bên trong, có hai nơi đỉnh núi, khí tượng đặc biệt là mãnh liệt. Trong đó một nơi đỉnh núi, tiên hà lăn lăn, kim quang vạn đạo, sáng chói mà huy hoàng, phía trên ngồi Vạn Khư thần điện người tới. Ở giữa một người, chính là Vũ Hoàng cổ đế. Ở Vũ Hoàng cổ đế bên người, chính là mấy cái mang mặt nạ hộ vệ. Những thứ này mang mặt nạ hộ vệ, truyền thuyết là Vũ Hoàng cổ đế, chưa từng không lúc nào không bên trong triệu hoán xuống cường giả, gọi là hộ pháp giả xoa. Hộ pháp giả xoa chức trách, liền là thủ hộ cổ thần, là cổ thần dọn dẹp hết thảy uy hiếp. Thật ra thì Vũ Hoàng cổ đế là Vũ Hoàng cổ đế, đà đế cổ thần là đà đế cổ thần, một cái là hiện tại thân, một cái tương lai thân, hoàn toàn là hai người. Nhưng ở những thứ này hộ pháp giả xoa trong mắt, hai người lại không có khác biệt, đều là một khối. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Vũ Hoàng cổ đế liền hộ pháp giả xoa, cũng triệu hoán liền xuống, tương lai hắn có lẽ thật có tư cách, triệu hoán thiên tội cổ kiếm. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi ngưng trọng. Vũ Hoàng cổ đế ánh mắt híp lại, mỉm cười đánh giá tiên đế trên đài hai người,
ngược lại là không có lưu ý đến Diệp Thần tồn tại. Hắn biết Diệp Thần núp trong bóng tối, nhưng hắn cũng không có tận lực tìm kiếm, bởi vì không cần phải. Nơi này là Thanh Lại Thương Hội địa bàn, Dạ Mẫu pho tượng đang ở trước mắt, coi như tìm ra Diệp Thần, hắn cũng không khả năng ở chỗ này có động tác. Chờ ta bước vào không không lúc nào không, sớm muộn phải cầm cái gì Dạ Mẫu, cái gì Chín Thần, cũng toàn bộ xóa bỏ. Vũ Hoàng Cổ Đế trong lòng lướt qua một chút tàn bạo ý, bàn tay rút lại tay áo bảo bên trong, không ngừng suy diễn, tính toán ngày hôm nay Nhâm gia quyết chiến, hắn phải thế nào đục nước béo cò. Diệp Thần ánh mắt, từ Vũ Hoàng Cổ Đế trên mình rời đi, rơi vào một chỗ khác trên đỉnh núi. Chỗ kia đỉnh núi, nhưng là ma khí lăn lăn, hắc vụ ngất trời, phía trên đứng đầy kiếm môn cường giả. Ở vô số kiếm môn cường giả vây quanh, một cái ma đạo quân vương vậy nam tử, thở mạnh nghiêm nghị ngồi ngay thẳng, cả người tản mát ra tiên đế thần uy, mênh mông không thể nhất thế. Nam tử này, tướng mạo có chút giống Quay Về Trần, lại có chút giống Ma Tổ Vô Thiên, vừa lâu năm, lại trẻ tuổi. Hoặc là nói, nam tử này, thật ra thì chính là Quay Về Trần cùng Ma Tổ Vô Thiên hợp thể. Quay Về Trần và Ma Tổ Vô Thiên, rốt cục thì hoàn toàn dung hợp. Hai người dung hợp, đột phá võ đạo hạn chế, một lần hành động bước vào tiên đế cảnh. Diệp Thần nhìn kỹ lại, liền phát hiện cái này cái thân thể, tản ra khí tượng, toàn bộ là ma khí, cũng không có Phật ma hòa vào nhau hơi thở. Lại cẩn thận cảm ứng dưới, hắn liền phát hiện cái này thân xác bên trong, cất giấu hai đạo linh hồn. Đó chính là Ma Tổ Vô Thiên và Quay Về Trần linh hồn. Hai người thân xác dung hợp, nhưng linh hồn còn không dung hợp. Ma Tổ Vô Thiên linh hồn, chiếm cứ thượng phong, cho nên biểu lộ ra hơi thở, toàn bộ là ma khí. Phật ma không hòa hợp, đưa đến Ma Tổ Vô Thiên tu làm căn cơ, cũng là tương đương không vững chắc, tuy tấn thăng tiên đế, nhưng cùng Nhâm Phi Phàm, Thiên Nữ, Vũ Hoàng Cổ Đế các người, vẫn có chút chênh lệch. Dĩ nhiên, chênh lệch quay về chênh lệch, thành tiên đế, đó chính là đứng ở đời này đỉnh cấp tồn tại. Coi như Ma Tổ Vô Thiên đứng không nhúc nhích, mặc cho Vũ Hoàng Cổ Đế đi giết, Vũ Hoàng Cổ Đế trừ phi là vận dụng không vô thần khí, nếu không không thể nào hoàn toàn tiêu diệt đối phương. Cho dù Vô Thiên không có tim, tiên đế cường đại, đó là dốc hết hiện thế lực lượng, đều không cách nào giết chết, nhất định phải mượn không không. Ma Tổ Vô Thiên tấn thăng tiên đế, hơn nữa mơ hồ tới giữa, cùng Thiên Ma Tinh Hải đồng tình, hắn thậm chí có thể trở thành mới tử thần. Quay Về Trần coi là chết sao? Diệp Thần có chút mờ mịt, hôm nay Ma Tổ Vô Thiên, đã cùng Quay Về Trần dung hợp. Vậy trước mắt hắn thân thể, rốt cuộc là Ma Tổ Vô Thiên. Vẫn là Quay Về Trần. Cái vấn đề này, Diệp Thần cũng muốn không rõ ràng. Hắn chỉ biết là, Ma Tổ Vô Thiên thành tiên đế, thậm chí cùng Thiên Ma Tinh Hải đồng tình, có cơ hội trở thành tử thần, đối luân hồi trận doanh mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt. Ánh mặt trời chiếu rọi. Tiên đế trên đài, Nhâm Phi Phàm và Thiên Nữ, còn ở rằng co. Tiểu Phàm, nhường ta ba chiêu có thể không? Thiên Nữ cười xinh đẹp một tiếng, nói. Nhâm Phi Phàm im lặng một hồi, sau đó gật đầu có thể. Được. Thiên Nữ một tiếng quát mắng, bỗng nhiên huy động Băng Hoàng Thiên Kiếm, một kiếm ám sát ra. Kiếm khí kinh thiên. Đây là tiên đế cao thủ giết hại một kiếm, Băng Hoàng gào thét, hàn tuyết chấn động, tiên đế đài nhiệt độ chung quanh chợt giảm xuống, cụm núi bên trên, đành rụng được liền xương hoa. Đám người cảm thấy một hồi thấu xương lạnh ý, lại là một hồi xôn xao. Là Thiên Nữ tuyệt ngạo dáng người ủng hộ. Nhâm Phi Phàm yên lặng, lui về phía sau. Thiên Nữ một kiếm này khí tượng tuy mãnh liệt, nhưng thực chỉ là dò xét. Hắn nói để cho nàng ba chiêu, liền sẽ không còn tay, chỉ là né tránh, chân đạp tinh đấu, bộ pháp huyền diệu, làm người ta không đoán được. Thiên Nữ một kiếm rơi vào khoảng không. Một chiêu. Nhâm Phi Phàm gần từng chữ một. Thiên Nữ ánh mắt run lên, bỗng nhiên gọi ra cầu nguyện hồ tiên. Một phiến trong suốt ao nước hiện lên ở nàng dưới chân, vô số nguyện vọng thần mang như tinh quang vậy lóng lánh tách thả ra. Ta cầu nguyện, cổ thần một trường, tan biến tinh không. Thiên Nữ phát ra thật lớn tiếng ngâm sướng, nguyện vọng nóng rực, một cái kim lóa mắt sắp chữ, ở trong ao nước lóng lánh ra. Lại là Phạm Thiên Thần Công bên trong chữ Lâm Quyết. Phạm Thiên Thần Công, có 9 chữ bí quyết, Lâm Minh đấu giả giai trận liệt tiền hành. Thiên Nữ từng là Vạn Khư Kiêu Tử, tự nhiên vậy tu luyện qua vậy Phạm Thiên Thần Công.
giờ khắc này, nàng lại có thể đem Phạm Thiên Thần Công bên trong chữ Lâm Quyết, cùng cầu nguyện Hồ Tiên kết hợp. Chữ Lâm Quyết vừa ra, có thể triệu hoán cổ xưa thần ma hạ xuống. Liền gặp vậy cầu nguyện Hồ Tiên bên trong, một cái to lớn cổ xưa bàn tay, mãnh liệt bay lên, lòng bàn tay văn lạc như sao sông, rõ ràng có thể gặp, uy như chấn thiên, hiệp mang phong lôi, ùng ùng vang dội, hướng Nhâm Phi Phàm oanh kích. Cái bàn tay này, lại là cổ xưa thần linh bàn tay, ở thiên nữ triệu hoán hạ, bước ngang qua năm tháng sông dài, vô tận thời không, phá giết tới. Coi như là chính xác tiên đế cường giả, ở một trường này hạ, sợ rằng không chết cũng phải trọng thương. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, vẫn không có đánh lại, vẫn là hút thân né tránh. Nhưng một trường này, uy thế quá mãnh liệt, hắn không trả đũa, chỉ là né tránh, cũng không thể hoàn toàn né tránh. Phịch! Nhâm Phi Phàm đầu vai trúng trường, bạo phát ra một hồi nặng nề tiếng vang, cái này đủ để băng diệt tinh không một trường, vậy để cho hắn thân thể hơi lắc lư một tí, nhưng cũng không có bị thương. Tiểu Phàm, người thân xác, lúc nào đổi được như thế lợi hại? Thiên nữ nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nhưng biết rõ cơ hội không thể mất, thừa dịp Nhâm Phi Phàm bị công kích, sử xuất chiêu thứ ba. Long đấu chi thương, chấn. Cầu nguyện Hồ Tiên ao nước sôi trào, vô số điều màu vàng rồng thần phóng lên cao, kịch liệt gầm thét. Một cán trường thương, ở vô số long ảnh vây quanh, nổi lên. Vậy lại là nham thần thiên tôn mạnh nhất bí kỹ, long đấu chi thương. Thiên nữ vậy học biết liền long đấu chi thương. Diệp thần thấy vậy, lấy làm kinh hãi, trong lòng biết là nham thần cốt bí ẩn. Thiên nữ luyện hóa nham thần cốt, cũng là nắm giữ rất nhiều nham thần thiên tôn thần thông. Lấy tiên đế oai, thi triển ra long đấu chi thương, vậy đơn giản là càn quét thiên địa, dễ như bớn, không thể ngăn trở. Khi thấy thiên nữ long đấu chi thương xuất hiện, toàn trường tất cả các khán giả, đều là lộ ra vẻ rung động, không ít người kinh hoàng lui về phía sau, e sợ cho gặp trì ngư chi ương. Nhưng thật may, tiên đế trên đài, dạ mẫu pho tượng óng ánh sáng lên, tạo thành một tầng cấm chế, đem nơi này kinh khủng chiến đấu đợt khí, ngăn cách chạy đi, không có để cho ảnh hưởng đến ngoại giới. Long đấu chi thương chấn rơi, toàn bộ tiên đế đài, khắp nơi đều là rồng thần gầm thét gào thét khí tượng. Nhâm Phi Phàm thấy long đấu chi thương chấn áp xuống tới, bàn tay nặn được rắc rắc sát vang dội, muốn đánh lại đối kháng. Nhưng, hắn nói qua, muốn để thiên nữ ba chiêu, vậy thì tuyệt không hoàn thủ. Cái này long đấu chi thương uy thế, bao phủ toàn bộ tiên đế đài, phong tỏa tất cả thời không, Nhâm Phi Phàm đã không cách nào né tránh, liền hít sâu một hơi, trên mình toát ra lôi quang linh khí, như núi cao pho tượng đứng không nhúc nhích, lại là muốn cứng rắn bị thiên nữ nhất kích. Phịch, thiên nữ long đấu chi thương chấn giết xuống, hung hăng đánh vào Nhâm Phi Phàm trên mình, phát ra kinh thiên động địa vang lớn. Nhâm Phi Phàm rên lên một tiếng, thân thể lay động một tí, gương mặt trắng bệch, khóe miệng tiết ra một chút máu tươi. Cái này long đấu chi thương, là nham thần thiên tôn tuyệt đỉnh thần thông, hắn cứng rắn bị mãnh liệt như vậy nhất kích, tự nhiên sẽ không dễ chịu. Nhưng, hắn thân thể, chỉ là lay động một tí, lập tức lần nữa ưỡn thẳng tắp, trong mắt như lưỡi đao vậy ác liệt lạnh lùng, sau lưng dâng lên một vòng sáng rực đại nhật, đó là trong truyền thuyết thiên đế Kim Luân. Thiên nữ, ba chiêu qua, giờ đến phiên ta. Nhâm Phi Phàm lau sạch máu tươi trên khóe miệng, mỉm cười nói. Toàn trường võ giả, cảm nhận được Nhâm Phi Phàm vậy cổ khí thế bức người, đều là rung động. Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên, cũng là một hồi chấn động ngạc. Bọn họ tự hỏi, nếu như là bọn họ, cứng rắn bị thiên nữ long đấu nhất kích, không hoàn thủ mà nói, tuyệt đối là muốn trọng thương. Nhưng Nhâm Phi Phàm, chỉ là bị điểm bị thương nhẹ, lập tức khôi phục như cũ. Thiên đế Kim Tua thần uy, lại mãnh liệt như vậy. Xem ra ta phải mau sớm đem thiên tội cổ kiếm, triệu hoán xuống. Nếu không, Nhâm Phi Phàm có cao nhất thần khí, ta không có, ta vạn khư cần thiết thua thiệt. Vũ Hoàng Cổ Đế trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, hắn bây giờ có thể triệu hoán thiên tội cổ kiếm kiếm ý, nhưng không cách nào đem chân chính thân kiếm triệu hoán xuống. Ngược lại không như nói hắn thực lực không đủ, mà là thiên tội cổ kiếm uy thế quá lớn. Thế giới hiện thật không chứa nổi, hắn nhất định phải có một cái đủ vững chắc vỏ kiếm. Thiên nữ gặp mình một kích toàn lực, cũng không có thể cho Nhâm Phi Phàm tạo thành tổn thương gì, không khỏi được than thở một tiếng, lui về phía sau hai bước, nói Tiểu Phàm, người có bữa đế Kim Luân, pháp bảo so ta lợi hại quá nhiều.
Thiên đế kim luân sáng rực sáng chói, thiên nữ thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Nhâm phi phàm lắc lắc đầu nói, không, ta chỉ là mượn dùng thiên đế kim tua lực lượng, cũng chưa hoàn toàn chấp trưởng thần khí này, ta pháp bảo này, uy lực với ngươi địa hoàng sách thần kém không nhiều, cũng không coi là chiếm ngươi tiện nghi. Thiên nữ cười nói, phải không? Vậy thì để cho chúng ta tới so đấu. Tiếng nói rơi xuống, thiên nữ đầu ngón tay nặn quyết, sau lưng ùng ùng chấn động, nổi lên một quyển sách cổ sách. Đó chính là trong truyền thuyết địa hoàng sách thần. Địa hoàng sách thần trang sách, mỗi một trang đều là vô cùng nặng nề, lật động lực đặc biệt khó khăn. Một khi trang sách thay đổi, nguyên vùng đất khí cơ, đều bị sẽ mang động lực, trời long đất lở, đặc biệt khủng bố. Mà giờ khắc này, thiên nữ gọi ra địa hoàng sách thần, ý niệm động một cái, một phiến phiến trang sách, chính là rào rào lật động lực, không có chướng ngại chút nào. Nàng luyện hóa nham thần cốt, lại là có thể ung dung thúc giục địa hoàng sách thần. Đây chính là tam hoàng chí bảo một trong à, siêu thoát đời này tinh không vĩ đại tồn tại. Ung ung, địa hoàng sách thần cực nhanh thay đổi, toàn bộ tiên đế đài, cũng là kịch liệt chấn động đứng lên, thời không mở ra, từng ngọn núi cao nhô lên, núi cao bên trong lại có ao đầm dưới lại có nham thạch nóng chảy, toàn bộ là mặt đất giết hại khủng bố khí tượng. Nhâm phi phàm đạp phải trong ao đầm đi, nhưng rác dưới chân nóng bỏng dị thường, ao đầm xuống nham thạch nóng chảy đang sôi trào. Toàn bộ thanh lại vực địa mạch, vậy đang chấn động, thật giống như sụp đổ. Thật may có dạ mẫu bảo vệ, nếu không, thiên nữ địa hoàng sách thần uy thế, đã đủ phá hủy cái thế giới này. Nhâm phi phàm sắc mặt trầm xuống, thân thể bay lên không, không nhiễm tiêm trần, sau lưng thiên đế kim luân sáng rực như trời, không ngừng tách thả ra kim quang, bảo vệ hắn. Địa hoàng uy giận, nham thần thiên phạt, thiên sơn vạn nhạc, nghe ta hiệu lệnh. Thiên nữ đầu ngón tay một nặn quyết, địa hoàng sách thần tách thả ra vàng óng thần mang, thiên sơn vạn nhạc ở quanh người nàng hiện lên, rồi sau đó rắc rắc sát nổ vang, núi cao hóa thành to lớn nham đao nham kiếm, hội tụ thành kinh thiên nước lũ, gào thét hướng nhâm phi phàm cuộn sạch đi. Thiên đế thiên đường, ta là trời đem, phá. Nhâm phi phàm bàn tay nắm chặt, thiên đế kim luân kim quang vạn trượng, ở sau lưng hắn hiển hóa ra vĩ đại thiên đường khí tượng. Ở đó thiên đường bên trong, Nhâm phi phàm cũng không phải là thiên chủ vị, là diệp thần chuẩn bị. Hắn là thiên tướng, chinh chiến sát phạt chiến tướng, trong sâu thẳm lại đạt được luân hồi phép tắc chúc phúc, uy mãnh vô cùng. Từng đạo thiên đế kim quang bắn ra, ùng ùng vang dội, đem vô số nham đao nham kiếm, toàn bộ nổ. Thậm chí có không thiếu thiên đế kim quang, ác liệt như phi kiếm vậy, chém chết hướng thiên nữ. Thiên nữ tốc độ phản ứng cực nhanh như tia chớp né tránh. Nàng luyện hóa nham thần cốt, thân thể cường độ, năng lực phản ứng, đều có liền chất bay vọt. Băng hoàng thiên kiếm, hóa trận. Trốn một chút mở nhâm phi phàm công kích, thiên nữ lập tức lạc kiếm hóa trận, lợi dụng băng hoàng thiên kiếm, chế tạo ra một cái rét lạnh lạnh lùng kiếm đạo đại trận, đem nhâm phi phàm vây khốn đi vào. Hy hoàng lôi ấn, không không quỷ lôi, rơi. Nhâm phi phàm mặt không đổi sắc, giấu tay bấm một cái, lập tức tuôn ra hy hoàng lôi ấn. Hơn nữa câu thông không không lúc nào không, triệu hoán hạ từng đạo kinh khủng quỷ lôi, cùng thiên nữ kiếm trận đối kháng. Hy hoàng lôi ấn, cửu thiên thần thuật một trong, cũng là truyền thừa từ không không lúc nào không bên trong tam thập tam thiên thần thuật. Nhâm phi phàm tu luyện hy hoàng lôi ấn, lô hỏa thuần thanh, đã đến câu thông không không bước. Hai đại tiên đế cường giả, đỉnh cấp tỷ thí, võ đạo thần thông nhiều vô số kể, làm người ta nhìn hoa cả mắt. Tất cả những người xem cuộc chiến, đều là hoàn toàn rung động. Có chút tu vi hơi yếu, thậm chí không chịu nổi vậy cổ võ đạo khí thế, tại chỗ liền quỳ xuống đất hộc máu. Diệp thần cũng ở đây xem cuộc chiến, tâm tình vô cùng khẩn trương. Bỗng nhiên, nhâm phi phàm ánh mắt run lên, chưa từng không lúc nào không bên trong, cho đòi hạ một đạo quỷ lôi kiếm khí, lấy vô cùng là xảo quyệt góc độ, ám sát hướng thiên nữ sau lưng. Một kiếm này là đánh lén. Đặc biệt tàn nhẫn. Thiên nữ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nhâm phi phàm lại có thể câu thông không không lúc nào không, cho đòi hạ kiếm khí. Một kiếm này đặc biệt xảo quyệt, nàng chỉ cảm thấy mình tim đều phải bị đâm xuyên qua. Nguy cấp bên trong, nàng vội vàng nghiêng người né tránh. Suy đích một tiếng. Cái này một đạo kiếm khí, từ nàng sau lưng đâm vào, trước ngực xuyên ra, lướt qua tim xuyên qua mà qua.
thiên nữ chỉ cảm thấy vết thương rút ra đau, thật may không có thương tổn được chỗ hiểm, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Nàng vội vàng bay ngược, điều động cầu nguyện hồ tiên năng lượng, chữa trị vết thương. Đáng tiếc, Nhâm Phi Phàm bóp cổ tay than thở, hắn một kiếm này đánh lén, chỉ ở tất được, nhưng không nghĩ tới quỷ thần xui khiến, lại có thể bị thiên nữ tránh thoát. Thiên nữ thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, thoáng định thần, khẽ mỉm cười một cái, nói, xem ra ta tên chữ, cùng luân hồi xen lẫn, trong chỗ u minh cũng có đại khí vận che chở, người coi như đánh lén, cũng giết không chết ta. Nàng sớm cảm giác được thiên cơ, biết mình tên chữ, cùng Diệp Thần tên chữ, ở trên thiên quân phong thần bia xen lẫn chồng lên nhau, vận mệnh liên lụy. Nói cách khác, nàng cũng có luân hồi đại khí vận che chở. Nhâm Phi Phàm muốn giết nàng, ngang hàng đối kháng luân hồi chân lý, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời. Chỉ là vận mệnh xen lẫn, luân hồi quy luật mang tới che chở, giống như này khủng bố. Nếu là cắn nuốt luân hồi, há chẳng phải là uy phách chư thiên, vạn cổ vô địch. Thiên nữ nghĩ như vậy, nội tâm bên trong, sát ý cũng là càng ngày càng đậm hơn, chỉ muốn giết Diệp Thần, chiếm đoạt hắn tất cả. Tuy nói Diệp Thần nói qua, nguyện ý che chở nàng. Nhưng ngàn có vạn có, không bằng bản thân có. Lấy tính tình của nàng, nàng tuyệt không cam lòng khuất phục dưới người. Nàng võ đạo, chính là muốn tranh thứ nhất. Chỉ có chu diệt luân hồi, mới có lên đỉnh đệ nhất cơ hội. Hiện tại vận mệnh xen lẫn, cũng là để cho thiên nữ cảm nhận được luân hồi phép tắc lợi hại, quả nhiên là bao trùm chư thiên. Nếu như không phải là có luân hồi đại khí vận che chở, mới vừa Nhâm Phi Phàm một kiếm kia, coi như không có thể giết chết nàng, vậy đủ để đem nàng bị thương nặng. Nhâm Phi Phàm đánh chết rơi vào khoảng không, khí thế lớn suy, thần sắc ảm đạm. Tiểu Phàm, người ngày hôm nay giết không chết ta, đến lượt ta giết ngươi. Thiên nữ mắt đẹp run lên, bỗng nhiên bóp một cái pháp quyết, thân thể mềm mại linh khí lóng lánh, toát ra nhiều đóa tuyết liên, một cổ lực lượng của tâm linh, lặng lẽ tràn ngập ra. Đó là cửu thiên thần thuật, chín tầng trời ôm pháp quyết lực lượng. Ở cửu thiên thần thuật bên trong, chín tầng trời ôm pháp quyết là duy nhất tu tâm thuật pháp, là tu luyện lực lượng của tâm linh. Thiên nữ, chính là chín tầng trời ôm pháp quyết người chấp trường. Giờ khắc này, nàng thi triển ra chín tầng trời ôm pháp quyết, vậy thần thánh khoáng đạt lực lượng tâm linh, liền hóa thành một cái khổng lồ tâm linh kết giới, bao phủ thiên địa bốn phía. Hung mãnh như thủy triều tâm linh đánh vào, hướng Nhâm Phi Phàm gào thét đi. Chung quanh các võ giả, vậy được tâm linh đánh ảnh hưởng, rất nhiều người thần sắc mê ly, tại chỗ liền hướng thiên nữ quỳ xuống, biểu thị thần phục. Đây là tâm linh ảnh hưởng. Cảm cho đòi vạn linh. Nhâm Phi Phàm bị chín tầng trời ôm pháp quyết đánh vào, thân thể ổn như núi cao, đạo tâm an như bàn thạch, không chịu ảnh hưởng chút nào. Hắn tim, coi như là tột cùng nhất tâm ma đại chú kiếm, đều khó dung chuyển, chớ nói chi là chín tầng trời ôm pháp quyết. Thiên nữ cũng biết một điểm này, linh khí không ngừng bơm vào đi qua, vậy cổ tâm linh đánh lực lượng, càng ngày càng mãnh liệt đến biến dạng không không bước. Rất xa không không lúc nào không, truyền ra đồng tình. Thiên nữ tâm linh đánh vào, lại hóa thành mắt thường có thể thấy được ánh sáng trắng nước lũ, ánh sáng trắng bên trong hiện ra vô số khí tượng, trần thế huyễn mộng, ngàn vạn người nguyện vọng, vạn thế một lòng vân. Vân, Tiểu Phàm, liền để cho ta xem, người đạo tâm, có thể hay không chịu đựng không không đánh vào. Mơ ước một lòng lưu, ta huyễn mộng, chu diệt trần thế vạn địch, ta là nữ tôn, hùng bá cao nhất. Thiên nữ trong mắt thấm ra lãnh khốc ý, như chí cao vô thượng nữ thần, vậy cổ tâm linh đánh lực lượng, mãnh liệt đến siêu thoát đời này tinh không bước, bộc phát ra trước đó chưa từng có không không hơi thở. Đó không phải là cửu thiên thần thuật hơi thở, mà là tam thập tam thiên thần thuật, mơ ước một lòng chảy hơi thở. Mơ ước một lòng lưu, tam thập tam thiên thần thuật một trong, là chín tầng trời ôm pháp quyết ngọn nguồn. Năm đó, Hồng Quân lão tổ học hỏi mơ ước một lòng lưu, sửa đổi cái này lưu phái bí thuật, diễn hóa thành chín tầng trời ôm pháp quyết. Chín tầng trời ôm pháp quyết, chỉ là đơn thuần tâm linh công phòng thuật pháp. Nhưng mơ ước một lòng lưu, nhưng hàm chứa vô cùng huyền diệu huyễn mộng triết lý. Không không lúc nào không, là vô số tương lai ảo tưởng hội tụ chi địa. Ở đó phiến thời không, ảo tưởng có thể biến thành chân thực. Mộng tưởng này một lòng lưu, đang hàm chứa đại nguyện mong, lớn túc niệm, lớn lời thể chí lý. Mơ ước một lòng, chỉ cần có mộng, thì có thể biến thành sự thật.
thiên nữ tu luyện 9 tầng trời ôm pháp quyết, lại là đến biến dạng không không, trở về căn nguyên, thông suốt mơ ước một lòng bước. Nàng thời khắc này mơ ước, chính là muốn giết chết Nhâm Phi Phàm. Cái này cổ mãnh liệt mơ ước, tạo thành kinh khủng tâm linh đánh vào, không ngừng công phạt trước Nhâm Phi Phàm đạo tâm. Nhâm Phi Phàm sắc mặt nhất thời trầm xuống, trong mắt lạnh lùng, nói thiên nữ, nguyên lai đây chính là ngươi nói lá bài tẩy. Tiên đế đài bốn phía, từng ngọn trên đỉnh núi, rất nhiều võ giả, cảm nhận được thiên nữ mãnh liệt mơ ước nguyện vọng hơi thở, đều là rung động. Tam thập tam thiên thần thuật, đây là siêu thoát hiện thế khủng bố tồn tại, coi như là ở không không lúc nào không bên trong, cũng là siêu nhất lưu thuật pháp. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, thiên nữ lại có thể nắm giữ mơ ước một lòng lưu cửa này thần thuật. Diệp thần thấy vậy, cũng là rung động không dứt. Nếu như là hắn cùng thiên nữ quyết chiến, hắn chết chắc. Hắn còn không tấn thăng thiên huyền cảnh, nếu như chính diện chịu đựng thiên nữ mơ ước đánh vào, hắn là tuyệt đối không chịu nổi. Thiên nữ mơ ước, chính là muốn giết hắn, làm mộng tưởng này một lòng lưu bùng nổ, hắn chỉ có một con đường chết. Thiên nữ huyễn mộng, chém hết cường địch, độc bộ thiên hạ, xưng bá gọi tôn. Nàng mãnh liệt mơ ước, rung động thời không, toàn bộ tiên đế đài cũng kịch liệt rung chuyển. Nhâm Phi Phàm thân ở giấc mộng kia muốn nước lũ trung tâm vòng xoáy, coi như là vũ hoàng cổ đế và ma tổ vô thiên, đặt mình vào ở nơi này trung tâm vòng xoáy bên trong, đều có bị xé nát nguy hiểm. Nhưng, Nhâm Phi Phàm lại sừng sững không nhúc nhích. Hắn sau lưng, thiên đế kim luân trôi lơ lửng, kim quang tách thả ra, con người cũng là hóa thành màu vàng. Thiên nữ, người mơ ước một lòng, còn giết không chết ta. Ta từng rơi xuống không không lúc nào không. Trải qua ngàn thế kỷ nguyên, ta nguyện vọng, ở trên ngươi. Nhâm Phi Phàm phát ra hơi có chút thanh âm tang thương, thiên đế kim luân cháy, hào hùng kim quang nổ tung, lại là đem tất cả mơ ước hơi thở, toàn bộ bốc hơi hết. Suy rồi. Nhâm Phi Phàm lại vung tay lên, một đạo kiếm quang màu vàng bạo chém, đem thiên nữ cùng không không thời không liên lạc, vậy hoàn toàn chém cắt đứt. Phốc xích. Thiên nữ tại chỗ hộc máu, gương mặt trắng bệch. Vô cùng kinh ngạc nhìn Nhâm Phi Phàm. Cái này không thể nào, người lực lượng, đã vượt qua tiên đế. Giờ khắc này Nhâm Phi Phàm, hơi thở cùng thiên đế kim luân hoàn mỹ hòa hợp, hắn thấm ra một cổ minh mông uy thế, đó là vượt qua đời này tinh không uy thế, như trong truyền thuyết thần minh hạ xuống. Ta nói qua, vô luận người có bài tẩy gì, cũng không thể đánh bại ta. Ta là luân hồi hộ đạo, mượn dùng thiên đế kim luân, độc bộ đời này tinh không. Ngươi không phải ta địch thủ. Nhâm Phi Phàm cả người kim quang cuồn cuộn, linh hà lăn lăn, giống như hóa thân mặt trời, bàn tay vừa nhấc, vô số kim quang ngưng tụ, thì phải hóa kiếm chém ra, đem thiên nữ giết chết. Nhưng lúc này, xa xôi thời không chỗ sâu, thật giống như có lực lượng gì hạ xuống, ở trên trời hiển hiện ra một cánh cửa. Vậy cánh cửa, tràn đầy chân lý bí ẩn, huyền diệu phù văn, lại là đi thông không không thời không. Một cổ cường đại tiếp đón lực, từ vậy cánh cửa bên trong truyền ra, bao phủ ở Nhâm Phi Phàm trên mình, lại phải đem hắn rất miễn cưỡng lôi đi. Đó là không không thời không lực lượng. Là thật lý cảm cho đòi. Nhâm tiền bối muốn phi thăng. Diệp thần thấy một màn này, nhất thời bị sợ hết hồn. Nhâm Phi Phàm giờ phút này toàn lực bùng nổ, lực lượng bàng bạc đến không thể tưởng tượng nổi bước, thế giới hiện thật đều khó chứa, lại có thể kinh động không không lúc nào không. Rước lấy tiếp đón lực. Thiên nữ thấy vậy, sửng sốt một tí, chợt ha ha cười lên, nói tiểu phàm, chúc mừng ngươi, ngươi thần uy mạnh mẽ, bị chân lý cảm cho đòi, lập tức phải phi thăng. Ta là không đánh lại ngươi, trận chiến này, là ta bại. Nàng tự nhận thất bại, trên mặt nhưng không có nửa điểm như đưa đám, ngược lại tràn đầy vui mừng. Nhâm Phi Phàm một phi thăng, luân hồi mất đi hộ đạo giả, vậy nàng còn muốn giết Diệp thần. Đơn giản tự nhiên rất nhiều. Vũ Hoàng Cổ Đế, Ma Tổ Vô Thiên, Trùng Dương Chân Nhân các người, thấy Nhâm Phi Phàm sắp phi thăng, cũng là vô cùng kinh ngạc. Chung quanh các khán giả, rung động mà kinh ngạc, nhìn chân trời xa chân lý cửa, nghĩ thấu qua cánh cửa này, cảm ngộ cái gì. Nhưng, chân lý bí ẩn, há lại là phổ thông võ giả có thể dòm ngó. Rất nhiều võ giả muốn ngộ đạo, lại bị cắn trả, phát ra kêu thảm thiết. Nhâm Phi Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn ở bên trong thế giới hiện thật mặt, còn có vô số sự việc cần phải giải quyết, nơi nào chịu như thế tùy tiện liền phi thăng. Hơn nữa,
không có chút nào chuẩn bị liền bước vào không không lúc nào không, tuyệt đối phải bị trong bóng tối vô số quái vật để mắt tới, chỉ có một con đường chết. Ai nói ta muốn phi thăng? Thiên nữ, ta coi như phải đi không không lúc nào không, cũng phải trước hết giết ngươi, giải quyết hậu hoạn. Nhâm Phi Phàm giọng nói lạnh lùng, đột nhiên tuôn ra một kiếm, chín luân huyết nguyệt lững lờ, kiếm mang như ngục, đem trong chỗ u minh tiếp đón lực, toàn bộ chặt đứt. Ô, trên bầu trời chân lý cửa, vậy bị phá hủy hết. Nhâm Phi Phàm ra lại một kiếm, chém về phía thiên nữ. Nhưng, một kiếm này cho đến nửa đường, liền ngừng dừng lại. Bàn tay hắn run dữ dội hơn, vành mắt hết sức nứt ra, tóc bù xù. Chỉ gặp ra hắn, không biết lúc nào, lại có thể văng tung tóe mở, thấm vào da máu nước. Tiểu Phàm, người cứng rắn muốn ở lại thế giới hiện thật, không chịu phi thăng, chịu cắn trả, chỉ sợ không nhỏ sao. Thiên nữ cười lên, thừa dịp này cơ hội, lập tức huy động băng hoàng thiên kiếm, hướng Nhâm Phi Phàm tim đâm tới. Nhâm Phi Phàm không chịu phi thăng, cưỡng ép chống cự chân lý lực lượng, đã bị nghiêm trọng cắn trả. Ta chính là bị cắn trả, người cũng không phải ta địch thủ. Nhâm Phi Phàm con người kim quang lóng lánh, cưỡng ép chế trụ tự thân cắn trả, khua kiếm cùng thiên nữ giao phong. Chỉ là hôm nay trạng thái này, hắn đã rất khó chiến thắng thiên nữ. Hai người giao phong, kỳ cổ tương đương, lực lượng tương đương, kiếm khí kích động, đánh được trời đất u ám, khó phân nan giải, trong chốc lát vậy không phân được thắng bại. Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên thấy, đều là dục dịch, muốn nhúng tay đục nước béo cò. Nhưng, Kiêng Kỵ Thanh lại vực sau lưng, Dạ Mẫu uy nghiêm, hai người từ đầu đến cuối không có ra tay. Diệp Thần, chớ ngẩn ra đó, ta cùng thiên nữ trong thời gian ngắn, cũng khó phân thắng bại, người đi nhanh vạn khư, lấy lại tu la kiếm hồn, cơ hội không thể mất. Lúc này, Diệp Thần nghe được Nhâm Phi Phàm truyền âm. Diệp Thần gặp Nhâm Phi Phàm bị chân lý cắn trả, mười phần lo âu, nhưng gặp hắn đối mặt thiên nữ, cũng không rơi hạ phong, hai bên chỉ là ngang tay, trong lòng cũng thoáng an ổn. Nhâm tiền bối quả nhiên lợi hại, cưỡng ép không phi thăng, bị cắn trả, cũng có thể độc chiến thiên nữ. Nếu Nhâm Phi Phàm không có sao, Diệp Thần tâm tư vậy hoạt lạc. Hôm nay là hắn cùng Tiêu Tinh Hà ước định giao dịch ngày. Vũ Hoàng Cổ Đế ở nơi này, hắn lặng lẽ lẻn vào Vũ Hoàng Thiên Giới mà nói, khẳng định sẽ không bị người phát hiện. Đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Nghĩ như vậy, Diệp Thần cắn răng một cái, lập tức rời đi Tiên Đế Đài chiến trường, ra thanh lại vực, liền lập tức hướng Vũ Hoàng Thiên Giới chạy tới. Hắn trong đầu, như cũ hồi lóe Nhâm Phi Phàm cùng thiên nữ quyết chiến tình cảnh. Hai đại tiên đế cao thủ giao chiến, tất cả loại võ đạo thần thông, cẩn thận tính toán nhai mà nói, tuyệt đối có thể tăng thêm võ đạo. Nhưng hiện tại, Diệp Thần vậy không quá thời gian dài đi tính toán. Nhâm tiền bối tu vi vô địch, cuộc chiến đấu này, hắn coi như không thắng, vậy tuyệt sẽ không thua. Có Dạ Mẫu che chở, cũng không cần lo lắng Vũ Hoàng Cổ Đế và Ma Tổ Vô Thiên quấy rối. Diệp Thần tâm thần chấn định lại, biết thanh lại vực bên kia chiến đấu, hẳn không biết ra quá lơ là bên ngoài, hắn không cần lo lắng. Hiện tại, bày ở trước mặt hắn, chuyện trọng yếu nhất, chính là lấy lại tu la kiếm hồn. Chỉ muốn lấy lại tu la kiếm hồn, hắn luân hồi thiên kiếm, liền có thể khôi phục nguyên vẹn. Đến lúc đó, hắn lại đi tìm tổ huyền đồ di thất bảo tàng, tự nhiên vậy sẽ ung dung rất nhiều. Vũ Hoàng Thiên Giới, là thái thượng thế giới cực điểm nhất, vạn khư thần điện chỗ ở thế giới. Ngày hôm nay Vũ Hoàng Cổ Đế đi ra ngoài xem cuộc chiến, cho nên toàn bộ Vũ Hoàng Thiên Giới, đều là làm đủ phòng thủ, vô số cường giả phòng thủ trước, tùy thời để phòng địch tấn công. Diệp Thần lo lắng Vũ Hoàng Cổ Đế trộm nhà, Vũ Hoàng Cổ Đế vậy lo lắng hắn trộm nhà, hai bên mỗi người phòng bị. Diệp Thần đi tới Vũ Hoàng Thiên Giới ra, cũng không có nhân cơ hội đánh lén vạn khư ý tưởng, hắn chỉ muốn lấy lại tu la kiếm hồn mà thôi. Hô! Diệp Thần thúc giục nắng ban mai gió, thân thể hóa thành gió mát, im hơi lặng tiếng, lẻn vào Vũ Hoàng Thiên Giới bên trong. Hắn chỉ cần không bại lộ sát khí, không dính nhuốm máu thịt sống nhân quả, cũng sẽ không bị người phát hiện. Bước vào Vũ Hoàng Thiên Giới sau đó, Diệp Thần mơ hồ bắt được Tiêu Tinh Hà hơi thở, ý chí truyền ra, nói. Tiêu tiền bối, ta tới. Thanh âm truyền ra không lâu sau, một đạo thân ảnh già nua, thần sắc ngưng trọng, dè đặt, hạ xuống Diệp Thần trước mặt. Chính là Tiêu Tinh Hà. Luân hồi chi chủ,
người tới, không phát sinh cái gì bất ngờ chứ? Tiêu Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Không. Tiêu tiền bối, Tu La kiếm hồn ở nơi nào? Diệp thần hỏi, hắn cảm nhận được Tiêu Tinh Hà trên mình, cũng không có Tu La kiếm hồn hơi thở. Ngươi cùng ta tới, nhớ muốn che giấu hơi thở, không thể bại lộ. Tiêu Tinh Hà ngưng trọng nói. Diệp thần nừ một tiếng, liền che giấu hơi thở dung mạo, đi theo Tiêu Tinh Hà lên đường. Tiêu Tinh Hà mang hắn, đi tới Tiêu gia trong thành trì. Tiêu gia là 10 đại thiên quân một trong thế gia, nhiều năm qua sinh sôi nảy nở, ở Vũ Hoàng thiên giới bên trong, khí tượng cũng là 10 phần cường thịnh. Chỉ là Tiêu người trong thành miệng, thì có ngàn vạn người nhiều, sầm uất quang vinh. Tiêu Tinh Hà nhìn Tiêu thành phồn hoa tình cảnh, nhưng không có gì vẻ mừng rỡ, ngược lại là mặt đầy đắng chát. Sầm uất là gánh nặng. Tiêu gia cùng Tiêu thành, đều là hắn gánh nặng. Hắn không dám chống lại Vũ Hoàng cổ đế, bởi vì một khi cãi lại, Tiêu thành ngàn vạn người vô tội, thì phải bởi vì hắn mà chết. Cái này bút nhân quả, chân thực quá nặng, hắn không cách nào chịu đựng. Lần này cùng Diệp thần giao dịch, hắn là cẩn thận kỹ lưỡng. Một đường tạt qua, hai người đi tới một tòa núi hoang bên trong. Diệp thần tim đập mạnh, bởi vì hắn ở nơi này tòa trên núi hoang, cảm nhận được liền một cổ quen thuộc hơi thở. Đó chính là Tu La kiếm hồn hơi thở. Tiêu Tinh Hà mang Diệp thần, đi tới trong một cái sơn động mặt. Chỉ gặp trong hang núi, xâm nghiêm sát khí hội tụ, vô số sát khí vần quanh bên trong, chính là Tu La kiếm hồn bóng dáng. Diệp thần rốt cuộc lại gặp được Tu La kiếm hồn, không khỏi được hô hấp nghẹt thở. Vù vù. Trong cơ thể hắn luân hồi thiên kiếm, cũng là truyền ra kịch liệt chấn động, cùng cái này đạo kiếm hồn đồng tình. Người cầm Tu La kiếm hồn. Đi mau, đi mau. Bệ hạ tuy không có ở đây, nhưng Ngạo Tuyết tiểu thư đã khôi phục, hơn nữa chấp trưởng băng vân cổ đèn, băng thần mệnh cách càng ngày càng mạnh, nếu như bị nàng phát hiện, chúng ta đều phải chết. Tiêu Tinh Hà vung tay lên, vậy Tu La kiếm hồn suy đích một tiếng, rơi vào Diệp thần trong tay, hắn cũng là luôn miệng thúc giục Diệp thần rời đi, e sợ cho sanh biến. Tiêu tiền bối. Diệp thần rốt cuộc lấy được rồi Tu La kiếm hồn, có chút ảo mộng vậy cảm giác. Ta ở lại chỗ này, ổn định nhân quả, miễn được tiết lộ, người đi lập tức. Tiêu Tinh Hà nói. Diệp thần trong lòng rét một cái, không dám lưu lại nữa, thu hồi Tu La kiếm hồn, lập tức đi ra sơn động, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, vừa ra hang núi, Diệp thần liền ngây ngẩn. Bởi vì giờ khắc này ở hang núi ra, đứng ba người. Một cô gái, hai cái ông già. Thiếu nữ ở giữa, khí chất sang trọng hoa lệ. Da thịt như băng tuyết trắng nõn, cả người tản mát ra một cổ bất cận nhân tình khí thế, chính là Vũ Hoàng Ngạo Tuyết. Ở Vũ Hoàng Ngạo Tuyết bên tay trái, là một cái mắt mù ông già, trong mắt quấn vải trắng, chính là Huyền gia lão tổ Huyền Thiên Kiêu. Một cái khác ông già, khóe miệng mang âm chắc chắc nụ cười, mặt đầy hung ác tà khí, nhưng là Tử Hoàng Thiên Cung tả phái lãnh tụ, Đa Bảo Thiên Quân. Diệp thần thấy cái này ba người, nhất thời sợ ngây người. Trong sơn động Tiêu Tinh Hà, vậy cảm nhận được bên ngoài hơi thở khác thường, đi ra vừa thấy, vậy sợ ngây người, cả người run rẩy, quỳ ngã xuống, run giọng kêu lên, Ngạo. Ngạo Tuyết tiểu thư. Diệp thần, chúng ta lại gặp mặt, người hại được ta thật là khổ à. Phú Hoàng Ngạo Tuyết một tiếng thở dài, giọng ngược lại là không có gì tức giận ý, chỉ có lạnh lùng tới cực điểm rét lạnh. Ở Thái Thượng Công Đức Chiến bên trong, nàng bởi vì Diệp thần trọng thương, thiếu chút nữa chết đi. Vì cứu nàng, Vũ Hoàng cổ đế giết chết Lâm gia lão tổ rừng khiếu không, dùng rừng khiếu không máu tươi, là nàng kéo dài tánh mạng, lại cho nàng tìm tới băng vân cổ đèn, có thể nói là sát phí khổ tâm. Vạn Khư thần điện, vậy vì vậy nhận chịu tổn thất to lớn. Mà hết thảy đầu sỏ, đều là Diệp thần. Hiện tại lần nữa gặp được Diệp thần, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết tâm tình, có thể tưởng tượng được. Hi hi, thằng nhóc, ngươi chết chắc. Đa Bảo Thiên Quân nhìn chằm chằm Diệp thần, âm cười lên, trưởng giáo đại nhân coi là đến người biết lẻn vào Vạn Khư, cho nên trước thời hạn kêu ta tới mật báo tin tức, quả nhiên bắt được ngươi. Phú Hoàng Ngạo Tuyết nhẹ khẽ gật đầu, hướng Đa Bảo Thiên Quân nói, Đa Bảo tiền bối, đa tạ, nếu không phải các ngươi Tử Hoàng Thiên Cung tương trợ, ta Vạn Khư còn thật không bắt được cái này luân hồi chi chủ, tên này quá giảo hoạt. Diệp thần trong lòng trầm xuống, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình hành tung. Không có bị Vạn Khư phát hiện, lại bị Đạo Đức Thiên Tôn suy tính đến.
Đạo đức thiên tôn phái Đa Bảo Thiên Quân, mật báo tin tức, muốn mượn Vạn Khư tay, chu diệt mình. Đa Bảo Thiên Quân bàn tay rắc rắc sát vang dội, cười hắc hắc nói, Ngạo Tuyết tiểu thư, cần ta giúp một tay sao? Phú Hoàng Ngạo Tuyết nói, không cần, có rắn độc chạy đến ta Vạn Khư, nếu như ta Vạn Khư liền níu tóm thực lực cũng không có, không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Dừng một chút, nàng ánh mắt liếc Diệp Thần, luân hồi chi chủ, quỳ xuống đi, ngoan ngoãn làm ta lò, cung cấp ta thải bổ, đền bù ta đã từng là hết thảy tổn thất, ta có lẽ có thể để cho ngươi sống tạm một đoạn thời gian. Diệp Thần không nói gì, cả người bắp thịt như dã thú vậy căng thẳng. Hắn biết mình tình cảnh vô cùng nguy hiểm, hơi lơ là, chính là chết không có chỗ chôn kết quả. Nơi này là Vạn Khư địa bàn, liền Đa Bảo Thiên Quân đều ở chỗ này, hắn cứng rắn muốn chiến đấu, không thể nghi ngờ tự tìm cái chết, nhưng muốn chạy khỏi, nhưng cũng khó hơn lên trời. Long Đằng Mệnh Tinh, mở. Thần Hy Thiên Kiếm, cho ta hiến tế. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần không có một chút nói nhảm, lập tức mở Long Đằng Mệnh Tinh, cả người long khí nổ, huyết long gầm thét, biến dạng thời không, long trời lở đất. Cùng lúc đó, hắn sử dụng Thần Hy Thiên Kiếm, lại là không tiếc giá phải trả, trực tiếp hiến tế hết. Thanh kiếm này, là đã từng Thánh Quang Tiên Đế binh khí, đã từng Quang Thần Thiên Tôn chúc phù hộ, hơn nữa sau đó lại bị Đạo Đức Thiên Tôn thành tựu kiếp nổ, bố trí quang minh kiếm trận, áp chế hắc ám. Thanh kiếm này sau lưng nội tình, quả thực là không phải chuyện đùa, giá trị 10 phần chân quý. Nhưng đương thời giây phút, sống chết một phát, Diệp Thần cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, thủ đoạn đoạn tuyệt, lập tức liền đem Thần Hy Thiên Kiếm hiến tế rớt. Giao! Thần Hy Thiên Kiếm bị hiến tế, nhất thời bạo dũng ra vô cùng thần thánh ánh sáng trắng, sáng chói chói mắt. Cuồng bạo thần quang minh uy, ở bốn phía lan tràn. Tại chỗ tất cả người, Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Huyền Thiên Kiêu, Đa Bảo Thiên Quân vân. Vân, đều là hàng đầu cường giả, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị thương. Thế nhưng chói mắt Thần Hy chói lọi, che lại bọn họ tầm mắt, vậy chặn lại thần thức của bọn họ dò xét, vô luận là trong mắt nơi gặp, vẫn là trong lòng nơi gặp, cũng chỉ có một phiến thần thánh ánh sáng trắng. Đáng chết, thằng nhóc, muốn chạy sao? Đa Bảo Thiên Quân giận dữ, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy, bàn tay lộ ra, hướng Diệp Thần mới vừa đứng địa phương bắt đi. Nhưng, Diệp Thần tốc độ phản ứng thật nhanh. Một hiến tế Thần Hy Thiên Kiếm, ánh sáng chói mắt bao phủ toàn trường, hắn ngay lập tức liền mở ra tự do rực, ngự lên bạo gió, đi Vũ Hoàng Thiên Giới chạy ra ngoài. Đang. Toàn bộ Vũ Hoàng Thiên Giới, cũng cảm giác được thiên cơ thay đổi, các nơi gõ phòng bị tiếng chuông. Nháy mắt tức thì, đếm không hết cường giả, không biết có nhiều ít ngàn vạn người, từ bốn phương tám hướng dâng trào tới, muốn vây giết Diệp Thần. Dẫn đầu, là một ít mang mặt nạ người, là Vũ Hoàng Cổ Đế chưa từng không lúc nào không bên trong, triệu hoán xuống hộ pháp Dạ Xoa, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần vỗ tự do rực, sách luân hồi thiên kiếm, một đường phá đánh ra. Hắn cảm thấy vô số thần thông pháp bảo, vô số võ đạo giết hại, đánh vào trên người mình. Cùng hắn chạy ra khỏi Vũ Hoàng Thiên Giới thời điểm, hắn đã là vết thương chồng chất. Mà sau lưng, vô số Vạn Khư cường giả, cũng không có buông tha đuổi giết. Vũ Hoàng Ngạo Tuyết, Đa Bảo Thiên Quân, Huyền Thiên Kiêu các người, vậy đuổi giết đi ra, tình cảnh 10 phần hung hiểm. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, hơi có chút chật vật trốn về phía trước đi, muốn chạy trốn hồi Long Đằng Khu hoặc Tinh Nguyệt Giới, nhưng bốn phía không gian cũng bị phong tỏa, nhưng là khó mà chạy khỏi. Diệp đại nhân, nơi này. Một đường chạy trốn, bỗng nhiên, Diệp Thần nhưng thấy phía trước, xuất hiện một tên hộ vệ ăn mặc nam tử, tựa hồ đang đợi hắn. Diệp Thần thất kinh, đi tới. Ngươi là Vạn Hoa Trang người. Diệp Thần hỏi. Hắn xem cái này tên hộ vệ nam tử, hình dáng có chút quen mắt, tựa hồ ở thứ hai yêu cơ hành cung, Vạn trong Hoa Trang gặp mặt qua. Nam tử kia nói, thuộc hạ thứ hai Văn Uyên, Diệp đại nhân. Là yêu cơ đại nhân phái ta tới đón ngươi, chúng ta đi mau. Thứ hai Văn Uyên sử dụng một bức truyền tống trận đồ, lập tức mang Diệp Thần, đột phá không gian phong tỏa, truyền tống rời đi. Phía sau rất nhiều truy binh cửa, nhất thời ngạc nhiên, trố mắt nhìn nhau. Một hồi trời đất quay cuồng sau đó. Diệp Thần đi theo thứ hai Văn Uyên, bị truyền tống đến một tòa đổ nát hoang vu đền bên trong. Ho! Diệp Thần lập tức ho ra máu tươi. Mới vừa chạy ra khỏi Vũ Hoàng Thiên Giới,
hắn bị đánh nghiêm trọng, thương thế không nhẹ. Diệp đại nhân, không có sao chứ? Thứ hai Văn Uyên Ân cần hỏi. Diệp thần hít sâu một hơi, vận chuyển bát quái thiên đan thuật, thoáng ổn định thương thế, nói yêu cơ cô nương thế nào? Nàng ở địa phương nào? Nghe vậy, thứ hai Văn Uyên than thở một tiếng, nói yêu cơ đại nhân bị phạt đối diện tường, bây giờ còn chưa đi ra, nàng là hao phí cực lớn tâm huyết, mới thám thính được ngươi có nguy hiểm tin tức, phái ta tới tiếp ứng ngươi. Diệp thần trong lòng hơi có chút cảm động, nói, giúp ta cùng nàng nói tiếng cảm ơn. Thứ hai Văn Uyên nói, Diệp đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Diệp thần ngắm nhìn bốn phía, gặp thánh điện này vắng lặng đổ nát, hỏi, đây là địa phương nào? Thứ hai Văn Uyên nói, nơi này là quỷ vương giới, chúng ta ở đã từng sinh tử điện một mảnh phế tích bên trong, chỗ này tuyệt đối an toàn, Diệp đại nhân ngươi có thể yên tâm. Diệp thần lấy làm kinh hãi, nói, nơi này chính là quỷ vương giới. Quỷ vương giới, luân hồi sáu giới một trong, cũng là lấy chu diệt luân hồi là nhiệm vụ của mình. Thứ hai yêu cơ, chính là xuất thân quỷ vương giới. Năm đó nàng sau khi sanh, đạo đức thiên tôn đặc biệt đem nàng đưa đến quỷ vương giới, giao cho thứ hai thế gia nuôi dưỡng. Quỷ vương giới đã từng có hai thế lực lớn, cũng phải man hoang thánh điện, hai là sinh tử điện. Sinh tử điện nhân vật, Diệp thần trước kia vậy tiếp xúc qua, giống như là sinh tuyệt thiên, thứ nhất thủ vân. Vân, cực kỳ lâu trước kia, sinh tử điện không muốn cùng luân hồi là địch, cùng man hoang thánh điện bùng nổ chiến tranh. Chiến tranh kết quả, chính là sinh tử điện bại trốn. Từ nay về sau, man hoang thánh điện độc bá quỷ vương giới, thờ phượng chí cao ý chí, lấy chu diệt luân hồi là sứ mạng. Vậy man hoang điện chủ của thánh điện, quỷ vương giới thần vũ trụ, coi như là thứ hai yêu cơ sư huynh, là Tô Dung ca ca, được gọi là đệ nhất quỷ vương. Diệp thần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thứ hai Văn Uyên lại có thể mang tự mình tới đến quỷ vương giới. Vạn nhất, bị đệ nhất quỷ vương phát hiện, hắn nhất định phải chết. Diệp đại nhân yên tâm, chỗ này, là yêu cơ đại nhân trước kia bố trí bí mật chi địa, thiên cơ ngăn cách, sẽ không bị người bất kỳ dò xét đến, người an tâm dưỡng thương nghỉ ngơi là được. Thứ hai Văn Uyên nói. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, lập tức liền ngồi xếp bằng, yên lặng chữa thương điều tức. Thứ hai Văn Uyên đi tới đền bên ngoài, yên lặng bảo vệ Diệp thần. Diệp thần thương thế không hề nhẹ, nhưng hắn y thuật cường hãn, hơn nữa thể chất hơn người, tự nhiên sẽ không có cái gì đáng ngại. Không biết Tiêu tiền bối thế nào. Còn có Nhâm tiền bối cùng thiên nữ quyết chiến, cũng không biết kết quả như thế nào. Diệp thần khẽ cau mày trước, hắn cùng Tiêu Tinh Hà giao dịch, bị Vạn Khư phát hiện, chỉ sợ ở gai gâu. Tiêu Tinh Hà, sợ rằng sẽ không có kết quả gì tốt. Còn nữa, Nhâm gia thiên mệnh tranh, hắn cũng không biết kết quả. Nơi đây thiên cơ khép kín, người ngoài không dò được Diệp thần chỗ, hắn vậy coi là không rõ ngoại giới mạch lạc. Văn Uyên, người giúp ta hỏi thăm một chút, Nhâm gia thiên mệnh tranh kết quả. Diệp thần suy nghĩ một chút, liền hướng thủ ở ngoài điện thứ hai Văn Uyên nói. Thứ hai Văn Uyên chắp tay kêu, Diệp đại nhân. Dừng một chút, hắn lộ ra một chút thần sắc chần chờ, lại nói. Diệp đại nhân, người đã đạt được tu la kiếm hồn, có thể phải cẩn thận một chút. Diệp thần nói, chú ý cái gì? Thứ hai Văn Uyên nói, ta nghe nói người luân hồi thiên kiếm, chỉ kém một đạo tu la kiếm hồn, là được khôi phục nguyên vẹn. Một khi luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn, ắt sẽ bùng nổ kinh thiên khí tượng, sợ rằng phải kinh động người ngoài. Hôm nay chúng ta ở quỷ vương giới bên trong, mọi việc vẫn là cẩn thận là hơn, người muốn luyện hóa tu la kiếm hồn mà nói, không bằng cùng ra sau này hãy nói. Diệp thần trong lòng rét một cái, hắn đã đạt được tu la kiếm hồn, nhưng còn không luyện hóa. Nếu như luyện hóa nói, luân hồi thiên kiếm lúc này khôi phục nguyên vẹn, bộc phát ra khí tượng, tuyệt đối là long trời lở đất. Đến lúc đó, coi như Vạn Khư không đến đuổi giết hắn, quỷ vương giới người nơi này, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta biết. Diệp thần cũng biết tình thế gay gắt, lập tức gật đầu một cái, ngưng thần điều tức chữa thương. Thứ hai Văn Uyên ra nghe tin tức. Diệp thần lấy ra một ít chữa thương đan dược, thượng phẩm nguyên ngọc, phụ trợ chữa trị, từng luồng linh quang ở trên người hắn lưu chuyển, hắn thương thế, vậy đang nhanh chóng hết bệnh trước. Vù vù, vù vù, vù vù. Chữa thương để gặp, Diệp thần nhưng cảm thấy trong cơ thể truyền ra dị động.
Tu La kiếm hồn ở chấn động kịch liệt trước. Cùng lúc đó, luân hồi thiên kiếm vậy phát ra chấn động. Một kiếm này một hồn, lại có thể lẫn nhau đồng tình, thậm chí muốn thoát khỏi Diệp Thần thân thể bay ra ngoài. Diệp Thần trong lòng trầm xuống, hắn biết một khi luân hồi thiên kiếm và Tu La kiếm hồn thoát thể bay ra, nhất định phải dung hợp. Hiện tại cũng không phải là dung hợp thời điểm, nếu như luân hồi thiên kiếm khôi phục nguyên vẹn, khí tượng bùng nổ, Diệp Thần vị trí sẽ bị bại lộ. Dừng lại cho ta. Diệp Thần khẽ cắn răng, cưỡng ép vận chuyển nội thức, đem trong cơ thể sao động thiên kiếm cùng kiếm hồn, áp chế xuống. Như vậy qua được 3 ngày, Diệp Thần thương thế tốt lắm 7-8 phần. Thật ra thì, lấy hắn chữa thương thủ đoạn, vốn là tối đa một ngày thời gian, liền có thể phục hồi như cũ. Nhưng, bởi vì muốn áp chế kiếm hồn, cho nên hắn xài 3 ngày thời gian, đều không có thể hoàn toàn hết bệnh. Theo thời gian rời đổi, luân hồi thiên kiếm và Tu La kiếm hồn lẫn nhau đồng tình, bộc phát mãnh liệt, không ngừng ông minh chấn động, Diệp Thần cũng sắp không áp chế được. Thứ hai Văn Uyên trở về. Diệp đại nhân, ngươi. Thứ hai Văn Uyên ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần, trên mình quanh quẩn một tầng luân hồi kim quang bên trong ẩn nhiên có kiếm khí vần quanh. Mà ở kim quang ra, một cổ u ám như Tu La vậy hơi thở, không ngừng đánh thẳng vào, muốn dung nhập vào tầng kia luân hồi kim quang bên trong, chỉ là ở Diệp Thần cách trở hạ, mới không có thành công. Thứ hai Văn Uyên thấy một màn này, cũng biết Tu La kiếm hồn, sắp và luân hồi thiên kiếm dung hợp. Chỉ cần Diệp Thần hơi có buông lỏng, kiếm hồn thì phải quay về hợp.